Chương 296, ngài giáo huấn chính là. Đồng dạng, trên lôi đài hai người cũng đều theo bản năng chiều người nói chuyện nhìn lại. Trương Huyền đẩy ra che ở trước người đám người, chiều lôi đài này đi tới. Ở nhìn đến Trương Huyền nháy mắt, Thượng Phát đồng tử đột nhiên phóng đại, hắn rõ ràng nhớ rõ Trương Huyền, đây là hành giả đại nhân. Ở Thượng Phát trong mắt, xuất hiện thật sâu cung kính, chẳng qua người khác cũng không có chú ý tới điểm này. Kia thanh niên còn lại là thực khinh thường nhìn Trương Huyền, ra tiếng nói, như thế nào, lại tới một cái phế vật. Ha ha, Trương Huyền khẽ cười một tiếng, phế không phế vật, người muốn hay không thử xem. Trương Huyền đứng ở lôi đài trước, cũng là vẻ mặt khiêu khích nhìn về phía thanh niên. Liền ở vừa mới, Trương Huyền suy xét luôn mãi, làm ra quyết định, hắn tính toán tự mình thử một chút thanh niên này, thuận tiện cũng đối này cái gọi là thần bí thế lực sợ cái đế. Tối hôm qua thanh niên này lời nói, cũng bị Trương Huyền người còn nguyên truyền đạt tới rồi Trương Huyền trong tai. Vô luận là đối địa ngục hành giả khinh thường, vẫn là đem quang minh đảo hình dung thành một cái chê cười, đều có thể từ mặt bên bày ra ra thanh niên này một ít tự tin, hắn câu kia lão hổ không ở nhà, còn khỉ xưng đại vương, cùng với câu kia ta trở bất xuất thế, đều làm Trương Huyền suy nghĩ phồn đa. Cảnh Nhược Thiến thấy Trương Huyền có ra tay ý tứ, tức khắc tới hứng thú, trợn to mắt đẹp, nhìn trên đài. Họ Trương, người mẹ nó răn dạy ai đâu, mau cấp thượng công tử xin lỗi. Mẹ nó, có phải hay không không biết chính mình là thứ gì a? Chú ý một chút người đối thượng công tử nói chuyện ngữ khí. Một ít muốn hướng Thượng Phát kỳ hảo người, trước tiên phục hồi tinh thần lại, thừa dịp trường hợp có chút yên tĩnh thời điểm, lớn tiếng mở miệng, muốn cho Thượng Phát nhớ kỹ chính mình. Dương Hải Phong cười lạnh một tiếng, nội tâm nói, họ Trương, ngươi thật đúng là cuồng vọng a, cái này hảo, không cần ta lại đối phó ngươi, có người sẽ giáo ngươi làm người. Ở hàng thì cái này vòng, đắc tội Thượng Phát là cái gì kết cục? Mọi người căn bản không cần suy xét, liền biết kết quả, kia tuyệt đối ở hàng thị hỗn không nổi nữa. Dương Hải Phong trong lòng đều nhạc nở hoa, cứ như vậy, Tiêu thị còn muốn tìm Dụ Nguyên Phong hợp nhau làm. Hợp tác cái dám đi thôi. Đơn Trang cũng là vừa lòng nhìn lôi đài bên này, Trương Huyền cách làm, thật là làm hắn trong lòng vô cùng thoải mái a, loại này chính mình tìm chết hành vi, người khác thật đúng là ngăn không được. Trương Huyền cách làm Milan nhíu nhíu mày. Tuy rằng nàng bản nhân đối cái này Thượng Phát cũng phi thường bất mãn, công ty sự tất cả đều mặc kệ, chỉ giao cho chính mình trợ lý, nhưng khó chịu về khó chịu, như vậy nói thẳng ra tới, nhưng không hảo đi. Một ít xem Trương Huyền khó chịu người, đều ở trong lòng trộm nhạc, như vậy công nhiên đắc tội Thượng Phát, xem hắn xử lý như thế nào, về sau này hàng thị, liền đãi cũng vô pháp đãi đi. Những cái đó hướng Thượng Phát kỳ hảo người, đều phía sau tiếp trước đối Trương Huyền phát ra quát lớn thanh. Ở thượng ủ bột trước biểu hiện chính mình. Nguyên bản đối Trương Huyền xuất hiện còn cảm thấy kinh hỉ Thượng Phát, nghe chung quanh vang lên từng trận quát lớn thanh, sắc mặt càng thêm khó coi lên. Vị này chính là hành giả đại nhân a, chính là chính mình lão sư nhìn thấy, đều phải cung cung kính kính đại nhân vật, hắn răn dạy chính mình, dạy dỗ chính mình, đó là chính mình phúc khí, nhưng hiện tại khen ngược, còn phản bị người cấp răn dạy. Thượng Phát hiện suy nghĩ, căn bản không phải vị này hành giả đại nhân trách tội xuống dưới làm sao bây giờ, hắn khí chính là, những người này, dựa vào cái gì đối hành giả đại nhân hô to gọi nhỏ. Đủ rồi, Thượng Phát phát ra hét lớn một tiếng, hắn vừa ra thanh, toàn bộ đừng trong phòng, không ai còn dám phát ra khác thanh âm. Mọi người đều suy đoán, Thượng Công Tử là sinh khí, cái kia họ Trương, nên xui xẻo. Đơn Trang cùng Dương Hải Phong, đều một bộ xem náo nhiệt bộ dáng. Chờ xem Trương Huyền mất mặt bộ dáng. Thượng Phát từ trên mặt đất bò dậy, ánh mắt nhìn quét một vòng, cuối cùng tỏa định ở Trương Huyền trên người. Ở đây những người đó, xem Trương Huyền trong mắt, đều mang theo châm chọc, thậm chí đều nghĩ kỹ rồi trong chốc lát bỏ đá xuống giếng nên nói cái gì. Có người phỏng đoán, Thượng Phát hẳn là sẽ làm cái này họ Trương trực tiếp cút đi. Cũng có người suy nghĩ, Thượng Phát sẽ hảo hảo giáo dục một chút cái này họ Trương, làm hắn minh bạch. Họa là từ ở miệng mà ra đạo lý này. Chính là, Thượng Phát thái độ, lại ra ngoài mọi người dự kiến, hắn nhìn Trương Huyền, trên mặt không có một chút tức giận biểu tình, ngược lại còn mang theo một loại kính ngưỡng cùng cung kính, tiên sinh, ngài giáo huấn chính là ta quá hấp tấp. Vừa mới, Trương Huyền làm trò nhiều người như vậy mặt răn dậy Thượng Phát, làm mọi người lâm vào một trận yên tĩnh. Mà giờ phút này, Thượng Phát đối đãi Trương Huyền thái độ, lại lần nữa làm mọi người lâm vào một trận yên tĩnh giữa. Thượng Phát là ai? Dụ Nguyên Phong đầu thái tử ra.
chẳng sợ hắn lão tử, hàng thị nhà giàu số 1, đều không nhất định có thể làm hắn khách khí như vậy nói chuyện, nhưng trước mắt cái này họ Trương lại có thể. Nếu nói cho đại gia, Thượng Phát không quen biết Trương Huyền, tuyệt đối không ai tin tưởng. Một cái có thể làm Dụ Nguyên Phong đầu thái tử ra như vậy cung cung kính kính người, hắn rốt cuộc là cái gì thân phận? Những cái đó vừa mới đối Trương Huyền phát ra châm chọc thanh âm người, lúc này mặt bộ biểu tình phá lệ xuất sắc, chính mình vì đi lấy lòng một cái đại nhân vật, mà đắc tội một thân phận khác càng cao quý người. Thượng Phát phải dùng ngài tới xưng hô người, kia rốt cuộc là cái dạng gì nhân vật a? Một ít người, thậm chí liền tưởng cũng không dám suy nghĩ. Dương Hải Phong cùng Đơn Trang hai người, càng là này trong đó đại biểu, ở bên trong này, liền hai người bọn họ cùng Trương Huyền mâu thuẫn sâu nhất, kết quả hai người bọn họ hiện tại phát hiện, cho tới nay, chính mình đều giống như xem nhẹ cái này họ Trương. Dương Hải Phong cùng Đơn Trang hai người nội tâm, hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít hoảng loạn. Milan mắt đẹp chung, giơ lên khác thường thần sắc, nàng một lần nữa xem kỹ Trương Huyền. Được rồi, người xuống dưới đi. Trương Huyền hướng Thượng Phát chiêu vẫy tay. Thượng Phát liên tục gật đầu, từ trên lôi đài đi xuống tới, nếu nhìn kỹ Thượng Phát, sẽ phát hiện, hắn đang xem Trương Huyền trong ánh mắt, tràn ngập kính nể cùng một loại hướng tới. Bước lên lôi đài, Trương Huyền nhìn về phía tên kia thanh niên cũng nhìn về phía Trương Huyền. Trương Huyền quan sát đến, ở thanh niên cổ gian, treo một quả ngọc bội, mặt trên viết một cái thần tự, ngọc bội hình dạng, là một viên đầu hổ, điêu khắc sinh động như thật. Thanh niên trên mặt ngạo khí thực trọng, hắn nhìn chằm chằm Trương Huyền, tiểu tử, kỳ thật ta đã sớm xem ngươi khó chịu, hôm nay chính ngươi tới tìm chết, ta đây liền thành toàn ngươi. Xảo, Trương Huyền hơi hơi mỉm cười, ta xem ngươi cũng đã sớm khó chịu. Thượng Phát đứng ở dưới lôi đài, vẻ mặt hưng phấn nhìn trên lôi đài, đây chính là hành giả đại nhân ra tay a, ngày thường nào có cơ hội này nhìn thấy. Trương Huyền nhìn mắt dưới đài, hướng Thượng Phát nói, nhiều xem, nhiều học. Có chút đồ vật, ta chỉ làm một lần, có thể học được nhiều ít, liền xem chính ngươi tạo hóa. Thượng Phát liên tục gật đầu. Tiểu tử, ngươi thực cuồng. Thanh niên nhìn chằm chằm Trương Huyền, bất quá ta rất muốn nói cho ngươi chính là, ngươi cuồng vọng tư bản, ở trước mặt ta, không đáng giá nhắc tới. Đúng không, Trương Huyền hướng thanh niên nhướng mày, ta cũng tưởng nói, ngươi ngạo khí tư bản, ở trước mặt ta, không đáng giá nhắc tới. Tìm chết, thanh niên sắc mặt đột nhiên biến đổi. Chiều Trương Huyền vọt lại đây. Chương 297 chỉ bằng ngươi. Trương Huyền nhìn trước mắt thanh niên, ở đối phương phát lực nháy mắt, Trương Huyền liền ở quan sát đối phương phát lực phương thức, quan sát đối phương quyền pháp kịch bản, nhưng thanh niên toàn thân, đều cấp Trương Huyền một loại xa lạ cảm giác. Trương Huyền không dám nói chính mình có bao nhiêu bác học, nhưng liền hiện giờ đại bộ phận quyền pháp mà nói, Trương Huyền bản thân đều có một ít ấn tượng, nhưng ở thanh niên thức mở đầu thượng. Trương Huyền không có nhìn đến bất luận cái gì một loại quyền pháp bóng dáng. Đương thanh niên vào tới Trương Huyền trước mặt, Trương Huyền mới giơ tay đánh trả. Liền Trương Huyền cùng thanh niên cá nhân mà nói, Trương Huyền ở hỏa lực toàn bộ khai hỏa dưới tình huống, hoàn toàn có thể nghiền áp đối phương, nhưng hắn cũng không có làm như vậy, mà là ở đối phương thế công hạ không ngừng ngăn cản, phá giải, muốn từ giữa phát hiện một ít cái gì. Ở không hiểu hành người xem ra, Trương Huyền cơ hồ ở một cái đối mặt. Đã bị đối phương đè nặng đánh, nhưng ở hiểu công việc người xem ra, Trương Huyền cách làm, không khác là phi thường làm người khiếp sợ. Thượng Phát mở to hai mắt, nhìn trên đài, hắn vừa mới cùng thanh niên kết thúc so chiêu, rất rõ ràng thanh niên này một bộ liền chiêu áp chế tính có bao nhiêu cường, chính mình chỉ có thể lấy quyền cước cùng đối phương tương chạm vào, hoàn toàn làm không được Trương Huyền như vậy gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. Lợi hại, hành giả đại nhân không hổ là hành giả đại nhân. Thượng Phát biểu tình kích động. Liền đôi mắt đều không bỏ được chớp một chút, sợ bỏ lỡ cái gì thời khắc mấu chốt. Cảnh Nhược Thiến nhăn lại mày liễu, kỳ quái nói, không đúng a, Trương Huyền thực lực tuyệt đối không ngừng đơn giản như vậy, như thế nào sẽ bị đè nặng đánh. Nhà đầu, cho nên nói, người vẫn là kinh nghiệm quá ít, hắn nơi nào là bị đè nặng đánh, cái này kêu Trương Huyền người trẻ tuổi, là ở hủy đi chiêu a. Hơn nữa người xem, hắn thậm chí đều ở học tập đối thủ phát lực phương thức, lại cho hắn một chút thời gian. Hắn phỏng chừng đều có thể đem đối phương quyền pháp học lại đây, này thật là một cái khủng bố người. Cảnh Nhược Thiến lão sư xem Trương Huyền trong ánh mắt, đều mang theo một mạt kiêng kỵ. Hủy đi chiêu, Cảnh Nhược Thiến mắt đẹp trung mang theo vài phần không dám tin tưởng sắc thái, có thể làm được đương trường hủy đi chiêu người, trừ bỏ đối chính mình có cường đại tin tưởng ngoại, cũng muốn có tương ứng cường đại thực lực,
nếu không căn bản miễn bản hủy đi chiêu, có thể hay không chống đỡ được đối phương thế công đều hay nói đi. Bên ngoài một ít trong nghề người có thể nhìn ra được tới Trương Huyền đang làm cái gì, thân là Trương Huyền đối thủ thanh niên, lại có thể nào cảm giác không ra, Trương Huyền cách làm hắn cảm giác như là đã chịu xưa nay chưa từng có nhục nhã giống nhau. Tiểu tử, người tìm chết, thanh niên bỗng nhiên một quyền chiều Trương Huyền mặt ném tới. Trương Huyền chuẩn bị ở sau ra chiêu, nắm lấy đối phương nắm tay, lại trong nháy mắt này cảm giác được không thích hợp. Bình thường tới nói, một người ra quyền, quyền phong sẽ mang theo một loại thẳng tiến không lùi lực lượng, có thể kháng hạ cùng không, đều ở trong nháy mắt, nhưng hiện tại, Trương Huyền không như vậy cảm giác, ở thanh niên nhìn như cương mãnh quyền phong chung, mang theo một cổ chí nhu lực lượng, dường như rắn nước giống nhau, uốn lượn triền miên. Thanh niên nắm tay tại đây cổ lực lượng hạ, hoa khai Trương Huyền bàn tay, lướt qua Trương Huyền đôi tay phòng tuyến, nện ở Trương Huyền đầu vai. Nhất chiêu thực hiện được, thanh niên trên mặt lộ ra đắc ý tươi cười, tiểu tử, mới vừa bất quá cùng ngươi chơi chơi mà thôi. Đây là, Trương Huyền tinh tế phẩm vị thanh niên vừa mới kia một quyền trung sở mang theo lực lượng, trong ánh mắt có chút kinh hãi. Các ngươi loại này chưa khai hóa con khỉ, tự nhiên không rõ, cái gì mới kêu chân chính cổ võ. Thanh niên trong mắt bạo khởi tinh quang, lại lần nữa chiều Trương Huyền công tới, giờ khắc này, hắn mỗi một quyền mỗi một chân, đều mang theo kết hợp cương nhu lực lượng. Trương Huyền tổng cảm giác trong đầu có thứ gì ở hiện lên, nhưng trước sau vô pháp bắt lấy, hắn đơn giản buông ra phòng thủ thế, lấy tự thân cường hãn tố chất, ngạnh kháng thanh niên mỗi nhất chiêu, dùng nhất trực quan phương thức tới cảm thụ. Thanh niên một quyền một chân thật mạnh đánh vào Trương Huyền trên người, vây xem người toàn lắc lắc đầu, xem ra vị này họ Trương đại nhân vật, cũng liền ngoài miệng có thể nói mà thôi, thực lực cũng thực bình thường sao. Thanh niên càng đánh càng hưng phấn, phát ra một tiếng thét dài, thân hình nhảy lên, một chân chiều Trương Huyền đầu đá tới. Trong nháy mắt này, Trương Huyền trong đầu linh quang chợt lóe, hắn bắt được thứ gì, trong mắt nghi hoặc hóa thành thanh minh, đối mặt thanh niên này đá tới một chân, hắn đi nhanh tiến lên, lấy vai vì đánh sâu vào điểm, ở thanh niên một chân chưa đến phía trước đụng phải thanh niên thân thể. Lăng không thanh niên nơi nào thừa nhận trụ như vậy mạnh mẽ, bị sinh sôi đâm bay đi ra ngoài, quăng ngã ở trên lôi đài. Thanh niên bò lên thân, lại muốn chiều Trương Huyền phóng đi, liền nghe dưới lôi đài, vang lên một trận hét lớn. Đủ rồi! Này tiếng quát vang lên, làm thanh niên sinh sôi ngừng chính mình thân hình. Trương Huyền chiều dưới đài nhìn lại, liền thấy một người tướng mạo bình thường trung niên nam nhân, đang đứng ở đường thính trước cửa, ở Trương Huyền nhìn về phía đối phương đồng thời, tên kia trung niên nam nhân cũng lại nhìn Trương Huyền. Vài giây sau, trung niên nam nhân đem ánh mắt phóng tới trên đài thanh niên trên người, mở miệng nói, tiêu thần, ngươi đã vượt rào. Tam thúc, ta, thanh niên vừa muốn nói gì, bị trung niên nam nhân dùng ánh mắt ngăn lại. Xuống đài, đi, trung niên nam nhân lời ít mà ý nhiều, nói xong lúc sau, đôi tay bối ở sau thắt lưng, xoay người rời đi. Bị gọi tiêu thần thanh niên sắc mặt không cam lòng trừng mắt nhìn Trương Huyền liếc mắt một cái, theo sau nhảy xuống lôi đài. Hướng đường thính đại môn phương hướng, nghênh ngang mà đi. Người ở bên ngoài xem ra, trận này so đấu, chỉ có thể nói thượng là thế hòa, thượng phát cùng cảnh nhược thiến sư phụ này hai cái trong nghề cũng hiểu được, lần này so đấu, Trương Huyền chiếm thượng phong. Đường thính ngoại, tiêu thần đi theo trung niên nam nhân bên người, trong mắt toàn là khó hiểu, tam thúc, ngươi vì cái gì không cho ta hảo hảo giáo huấn hắn. Giáo huấn hắn, chỉ bằng ngươi, trung niên nam nhân liếc liếc mắt một cái bên người tiêu thần. Lại đánh tiếp, công phu của ngươi liền đều bị nhân gia học đi. Hơn nữa chớ quên, chúng ta quy củ là cái gì, mấy ngày nay, ngươi quá trương dương. Ta, tiêu thần há miệng thở dốc, không có hé răng, chỉ là nắm tay gắt gao nhéo, trong mắt tràn ngập hận ý. Tiêu thần rời đi, cũng làm lần này tụ hội lôi đài tái hạ màn. Thượng phát đi theo Trương Huyền bên người, cung cung kính kính, xem còn lại người nghĩ lại mà sợ, như vậy một cái làm thượng công tử đều tiểu tâm đối đãi đại nhân vật. Chính mình vừa mới từ đâu ra dũng khí đối nhân ra hô to gọi nhỏ. Trương Huyền ngồi ở một trương đơn người trên sofa, thượng phát liền đứng ở hắn trước người, ngồi cũng không dám ngồi. Đúng rồi, Dũng Nguyên Phong đầu là nhà ngươi xí nghiệp. Trương Huyền hỏi một tiếng. Đúng vậy, thượng phát liên tục gật đầu, tiên sinh có cái gì phân phó, cứ việc nói. Tiêu thị có cái đầu tư hạng mục, các ngươi liền tiếp đi. Không thành vấn đề. Thượng phát liền cái gì hạng mục cũng chưa hỏi, vội vàng gật đầu đáp ứng xuống dưới, đồng thời hô qua chính mình trợ lý, nói cho trợ lý, tiêu thị muốn bao nhiêu tiền, đều đầu.
Milan ngồi ở Trương Huyền bên người, mắt đẹp nổi lên liên tục tia sáng kỳ dị, nàng hiện tại có thể xem ra tới, Trương Huyền thân phận, tuyệt đối không phải chính mình vẫn luôn cùng Lâm Thanh Hạm cho rằng đơn giản như vậy, chính mình kia khuê mật, thật là nhặt được bảo a. Dương Hải Phong cùng đơn trang, xúc ở một góc, sắc mặt âm ngoan nhìn Trương Huyền, bọn họ phi thường muốn làm chút cái gì, nhưng không có dũng khí. Chương 298 trồi lên mặt nước. Người đối sợ hãi, phần lớn nguyên tự với không biết. Hiện tại Dương Hải Phong cùng đơn trang, chỉ biết Trương Huyền có làm người vô pháp khinh thường thế lực, nhưng cụ thể đồ vật, bọn họ cũng không hiểu biết, cái này làm cho hai người bọn họ hiện tại đối Trương Huyền sinh ra thật sâu kiêng kỵ, không dám trêu chọc. Dương Hải Phong cùng đơn trang hiện tại không dám trêu chọc Trương Huyền, không đại biểu Trương Huyền liền sẽ như vậy cùng hai người bọn họ tính. Liền đơn trang hành động, đơn trang đối Lâm Thanh Hạm nói những lời này đó, Trương Huyền liền sẽ không bỏ qua hắn, về đơn trang cá nhân tư liệu, đã sớm bị điều tra rõ ràng, một ít có thể đem đơn trang phụ thân đuổi xuống ngựa hắc tài liệu, cũng đều đã chuẩn bị tốt, Trương Huyền rời đi Hàng Thị ngày đó, chính là đơn gia nghèo túng thời điểm. Đến nỗi Vĩnh Phong thực nghiệp. Trương Huyền trực tiếp hỏi Thượng Phát, các ngươi cùng Vĩnh Phong thực nghiệp có hợp tác quan hệ sao? Có một ít, Thượng Phát biên hồi ức biên trả lời. Toàn chặt đứt đi, Trương Huyền này một câu, quyết định Vĩnh Phong thực nghiệp tương lai. Giờ phút này, Vĩnh Phong thực nghiệp đại lâu. Dương Hùng đứng ở chính mình văn phòng chung, ánh mắt có chút sợ hãi nhìn trước người người. Dương Hùng, biết lúc trước tổ chức vì cái gì bồi dưỡng ngươi lên sao? Một đạo mạn diệu gợi cảm thân ảnh. Ngồi ở Dương Hùng lão bản ghế, thon dài hai chân phác họa màu đen tất chân, đáp ở trước mặt bàn làm việc thượng, phá lệ mê người. Đối mặt cái này làm cho người huyết mạch phun trương một màn, Dương Hùng đôi mắt căn bản không dám nhìn tới, lần này sự tình, là cái ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn, này mạn diệu thân ảnh mang theo một trương màu trắng mặt nạ mô hình, là một trương tràn ngập thánh khiết thiên sứ gương mặt, Dương Hùng nhìn không tới nữ nhân ở mặt nạ hạ biểu tình. Nhưng lại có thể nghe ra đối phương trong giọng nói hàn ý, ngươi nhi tử bị trảo, cũng là ngoài ý muốn. Họ Vương nói cho ta, hắn tìm ba người đối với ngươi bên người bảo hộ, là ngươi kia ưu tú nhi tử đem người đuổi đi, đúng không? Ngươi có biết hay không, ngươi đưa ra đi kia phân nghiên cứu tài liệu, sẽ thực dễ dàng làm người liên tưởng đến chúng ta trên người. Này, Dương Hùng cái trán mồ hôi lạnh ứa ra, là khuyển tử không hiểu chuyện, mới. Không hiểu chuyện, nữ nhân thanh âm đột nhiên ngẩng cao lên, con của ngươi không hiểu chuyện, ngươi khiến cho hắn học được đồng sự, bằng không ta không ngại, tự mình làm điểm cái gì. Dương Hùng sắc mặt lập tức suy sụp xuống dưới, tràn ngập sợ hãi, thực xin lỗi, thỉnh lại cho ta một lần cơ hội, ta tuyệt đối sẽ không làm ngài thất vọng. Cơ hội không phải không thể cho ngươi, nữ nhân buông thon dài hai chân, sửa sang lại một chút trên người hắc tì váy dài, đứng dậy, như vậy đi. Ngươi nhi tử ngón tay, cũng là vì tổ chức sự mới đoạn, tổ chức từ trước đến nay có công liền thưởng, có sai liền phạt, chiều nay, ta sẽ làm người tới đón ngươi nhi tử, phụ trách chữa khỏi hắn tay, ngươi chỉ cần, thành thành thật thật, hoàn thành nhiệm vụ của ngươi liền hảo. Nữ nhân bước gợi cảm nện bước, đi ra Dương Hùng văn phòng. Chờ đến nữ nhân rời đi sau, Dương Hùng mới dám ngẩng đầu, trong mắt thoáng hiện một mạt dãy giụa, rồi lại mang theo nhận mệnh. Vẫn là câu nói kia, biết đến càng nhiều, càng sẽ minh bạch chính mình nhỏ bé. Thường nhân xem ra, Dương Hùng là thành công nhân sĩ, nhưng Dương Hùng chính mình minh bạch, cùng nào đó tồn tại so sánh với, chính mình quá mức nhỏ bé, nếu bọn họ nguyện ý, tùy thời có thể bồi dưỡng ra một cái khác Vĩnh Phong thực nghiệp. Nữ nhân rời đi Vĩnh Phong cao ốc, tháo xuống mặt nạ, lộ ra một trương tuyệt mỹ dung nhan, tóc đen phiêu phiêu, ren váy dài phối hợp nàng cặp kia phác họa hắc ti thon dài hai chân, dẫn tới người đi đường liên tiếp ghé mắt. Nữ nhân lấy ra di động, bắt thông cái dãy số đi ra ngoài, hết thảy ở trong kế hoạch, Tiêu Thị hoàn thành cái kia hạng mục, bất quá trung gian ra một chút tiểu ngoài ý muốn, có chút ngoại lai lực lượng, ở giúp Tiêu Thị, đương nhiên, này đó đều là dâu ria, Tiêu Thị người phát ngôn làm đến càng hung, những người đó, liền càng không yên phận, chậm rãi, này đó tự cho là cao nhân nhất đẳng tâm cao khí ngạo hạng người, đều sẽ trồi lên mặt nước. Buổi chiều 4 điểm. Một chiếc màu vàng Porsche 718 chạy ra tư nhân hội sở. Mới ra hội sở đại môn, đang ở lái xe Milan, liền hào phóng xé mở chính mình trên người thiên lam sắc váy dài, màu đen giữ mình y dính sát vào ở Milan trên người. Milan thở phào một hơi, vẫn là như vậy thoải mái. Màu đen giữ mình đai lưng đường viền hoa, đem Milan dáng người hoàn mỹ bày ra ra tới, S hình tuyệt đẹp đường cong, trắng nõn non mềm làn da.
Trương Huyền liền ngồi ở Milan bên cạnh, chẳng sợ cố tình đi tránh, đều tránh không khỏi này hương diễm một màn. Muốn xem liền thoải mái hào phóng xem bái, ngươi lại không phải không thấy quá, đừng nói ngươi nhắm mắt lại cho ta phùng miệng vết thương. Milan bĩu môi. Milan vừa nói lời này, Trương Huyền trong đầu liền theo bản năng xuất hiện Milan theo như lời kia một màn. Lúc ấy ở vào một cái bác sĩ góc độ, Trương Huyền cũng không có tưởng quá nhiều, nhưng xong việc nhắc lại đến, là cảm giác có chút xấu hổ. Trương Huyền nhìn trước mắt đường phố, mở miệng nói, ta đính hồi Ngân Châu vé máy bay, liền không cho cha nuôi nói, ngươi thay ta nói cho hắn đi. Milan bắt lấy tay lái thủ hạ ý thức tăng lớn lực độ, thần sắc tận lực bình tĩnh hỏi, ngươi hôm nay liền đi. Không hề tìm ta ba uống hai ly. Trương Huyền hơi hơi mỉm cười, lắc đầu nói, không được, cha nuôi gần nhất cũng vội, Thanh Hạm đều đi trở về, ta cũng nên sớm một chút trở về, còn nói cấp những cái đó bác sĩ huấn luyện châm cứu thủ pháp đâu, sấn thời gian này chạy nhanh náo loạn. Hảo đi, Milan trong mắt có chút che giấu không được mất mát, nàng gật gật đầu, về đi, ta hai ngày này cũng muốn hồi Pháp Quốc, lê nhưng kia cô gái đều đi về trước, ai, người a, từng ngày phiền toái nhiều như vậy sự. Lúc này mới kêu sinh hoạt sao, người phía trước dừng xe, ta chính mình đi sân bay thì tốt rồi. Ta đưa người đi, Milan tăng thêm chân ga, hướng sân bay chạy tới. Ở sân bay bãi đỗ xe thượng, Milan ở trong xe đem kia chiều cao váy một lần nữa mặc vào, một đầu tóc đẹp có chút tán loạn, mang theo một loại cuồng dã cảm giác. Đường hai người từ trên xe xuống dưới, bàng quan vừa vặn đi ngang qua một đôi người trẻ tuổi, dùng một loại khác thường ánh mắt nhìn Trương Huyền cùng Milan hai người. Milan kia còn không có sửa sang lại tốt váy dài, cùng với tán loạn đầu tóc, làm tên kia thanh niên cấp Trương Huyền dựng cái ngón tay cái. Milan loại này tài xế già, nơi nào không rõ đối phương trong đầu tưởng cái gì, trong miệng nhẹ nát một tiếng, mặt đẹp có chút đỏ bừng. Trương Huyền xấu hổ cười, này lại không quen biết, tổng không thể đuổi theo đi nói, chính mình vừa mới thật sự không có kia gì đi. Vì tránh cho còn có cùng loại hiểu lầm, Milan sửa sang lại hảo quần áo cùng tóc. Mới cùng Trương Huyền dắt tay nhau chiều tòa nhà đợi chuyến bay đi đến. Đứng ở tòa nhà đợi chuyến bay cửa, gió nhẹ phất tới, gợi lên Milan váy dài. Hảo, lần này vừa đi, lần sau gặp mặt cũng không biết khi nào, người nhưng đừng đem lão nương đã quên a. Milan đứng ở Trương Huyền trước người, thế Trương Huyền sửa sang lại một chút cổ áo, chợt cảm giác được chính mình làm như vậy giống như có chút quá mức thân mật, vội vàng thu hồi tay. Trương Huyền cười khẽ một chút, yên tâm đi. Ta người này trí nhớ thực tốt, nói qua nói cũng sẽ không quên. Chương 299 Trịnh thị cách làm. Phải không, Milan trong mắt mang theo chút u oán, lại mang theo vài phần không cam lòng nhìn về phía Trương Huyền, kia 10 năm trước, người đáp ứng chuyện của ta, còn có thể làm được sao? Ách, Trương Huyền sắc mặt có chút xấu hổ, sờ sờ mũi, không nói gì. 10 năm trước, Milan nói qua, sau khi lớn lên phải gả cho hắn, khi đó hai người cũng đều không hiểu sự. Trương Huyền cũng đương cái vui đùa lời nói, liền đồng ý. Nhìn Trương Huyền này khó xử bộ dáng, Milan cười khúc khích, hảo, không đùa ngươi, đi thôi, dù sao lần này tương ngộ, cũng sẽ không giống 10 năm trước như vậy rốt cuộc liên hệ không đến, tới, ôm một cái. Milan mở ra hai tay, nữ nhân khóe miệng mang cười, gió nhẹ gợi lên tóc đẹp, tươi cười chung, mang theo vài phần thê lương. Tìm 10 năm người liền ở trước mắt, lại vĩnh viễn đều không thể thuộc về chính mình. Trương Huyền ôm Milan bả vai, nữ nhân trên người đặc có mùi hương nhào vào Trương Huyền trong mũi. Hảo, đi rồi, có thời gian đi Pháp Quốc tìm ngươi chơi. Trương Huyền vỗ vỗ Milan phía sau lưng, buông ra đôi tay. Milan một đôi tay, ở Trương Huyền eo sườn bồi hồi, vừa mới chuẩn bị lấy hết can đảm ôm lên đi thời điểm, liền cảm nhận được trước mặt ấm áp ôm ấp không còn. Một trận mãnh liệt cảm giác mất mát đánh sâu vào trong lòng, Milan liêu hạ khuôn mặt tóc mái, hành. Liền sợ ngươi không đi, đi nhanh đi, không tiễn ngươi đi vào. Ân, Trương Huyền gật gật đầu, cất bước đi vào tòa nhà đợi chuyến bay chung. Nhìn Trương Huyền bóng dáng, Milan cả người giống như dừng hình ảnh ở chỗ này giống nhau, thẳng đến Trương Huyền thân ảnh hoàn toàn biến mất không thấy, Milan mới xoay người. Thanh Hạm, thực xin lỗi. Một hàng thanh lệ, theo Milan khuôn mặt hoa hạ, ở Trương Huyền xoay người kia một khắc, nàng hốc mắt, cũng đã đỏ. Lần đầu tiên thấy Trương Huyền thời điểm, Milan đem Trương Huyền trở thành một cái cảm tình kẻ lừa đảo, một lòng chỉ nghĩ chính là vạch trần Trương Huyền, chậm rãi, Trương Huyền đối Lâm Thanh Hạm hảo, đều bị Milan xem ở trong mắt, Milan bắt đầu tán thành Trương Huyền, chúc phúc chính mình bạn tốt. Lại đến sau lại,
Trương Huyền cứu Milan, cắt bỏ trái tim U, lại vì Lâm Thanh Hạm không màng tánh mạng, loại này phấn đấu quên mình nam nhân, không có cái nào nữ nhân sẽ nhìn như không thấy. Không biết khi nào, Milan bắt đầu hâm mộ Lâm Thanh Hạm, tìm được một cái có thể đáng giá phó thác trung thân nam nhân. Lần này hàng thị hành trình, làm Trương Huyền ở Milan trong lòng vị trí lại lần nữa thay đổi, Milan như thế nào cũng chưa nghĩ đến, Trương Huyền, chính là chính mình tìm 10 năm người kia, cái kia ở trong trí nhớ, thậm chí đều đã nghĩ không ra hắn trông như thế nào người, từ kia một khắc khởi, nàng nội tâm liền ở mâu thuẫn. Một phương, là chính mình tìm 10 năm người, một phương, là chính mình tốt nhất bằng hữu. Nhìn sân bay tòa nhà đợi chuyến bay, Milan trong miệng lẩm bẩm, có lẽ ta nên hảo hảo đãi ở Pháp Quốc, bổn cô nương có như vậy khổng lồ hậu cung đoàn đâu. Một trận máy bay hành khách từ hàng thị sân bay cất cánh, thẳng đến Ngân Châu. Đương Trương Huyền trở lại Ngân Châu thời điểm, trời đã tối rồi, chuẩn bị cấp Lâm Thỉnh Hạm gọi điện thoại, kết quả di động một chút điện đều không có, Trương Huyền bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Đi đến một cái hắc ám chỗ, Trương Huyền hướng trong bóng đêm phất phất tay. Ba đạo thân ảnh lặng yên xuất hiện. Đại nhân, các ngươi ai có 13 đồng tiền tiền mặt a, ta ngồi cái sân bay xe buýt. Trương Huyền ngữ khí thực bình tĩnh. Trong bóng đêm ba người, biểu tình tương đương xuất sắc. Chúng ta, thấu thấu. Ở Hoa Hạ tiến vào di động Internet thời đại sau, cơ hồ rất ít có tuổi trẻ người ra cửa còn mang tiền mặt. Mua Trương Đại ba vé xe, Trương Huyền theo xe buýt, hướng nội thành bước vào. Khoảng cách lúc trước Lâm Thị kia tràng lửa lớn, đã ước chừng đi qua nửa tháng thời gian, Lâm Thị cao ốc trên cùng hai đống lâu đã toàn bộ hoàn công, vào ngày mai, Lâm Thị nên trở lại bình thường hoạt động giữa. Làm tổng tài Lâm Thanh Hạm, hai ngày này vẫn luôn ở xử lý một vấn đề, một cái về Trịnh Thị tập đoàn sự. Khoảng thời gian trước, Trịnh Thị tập đoàn tương lai người nối nghiệp Trịnh Sở, nhân bị nghi ngờ có liên quan cưỡng gian chưa toại, cố ý hãm hại người khác chờ tội, bị hành chính câu lưu. Tần Nhu không có lưu tình, một giấy tố thư, đem Trịnh Sở cáo thượng tòa án, khoảng cách mở phiên tòa, còn thừa 3 ngày thời gian. Trong khoảng thời gian này, Trịnh Sở mẫu thân Vương Tùng Phượng, đang ở điên cuồng xử năng lượng, muốn đem chính mình nhi tử từ bên trong vớt ra tới, kết quả Vương Tùng Phượng phát hiện, chính mình có khả năng mượn dùng đến lực lượng, tại đây đoạn thời gian tất cả đều héo, vừa nghe chuyện này, những cái đó phía trước thu tấn chỗ tốt người, tất cả đều đem đầu riêu đến cùng chống bỏi dường như. Ngân Châu thì cục trưởng, ở biết chuyện này cùng Trương Huyền có quan hệ sau, liền mạnh mẽ coi trọng, đối với Trương Huyền cá nhân năng lực, thì cục trưởng trong lòng chính là lại rõ ràng bất quá. Lần trước quốc gia an toàn bộ trưởng chờ đại nhân vật, đều bởi vì nhân gia sự đi vào Ngân Châu, Ninh sông dài làm toàn bộ Ninh tỉnh quân khu một tay, đều hoàn toàn xuống ngựa, thì cục trưởng sao có thể còn dám chơi hỏa, ở hắn lực áp bách hạ, ai cũng không dám nhúng tay việc này. Vương Tùng Phượng chạy biến rất nhiều quan hệ, đều không có một chút biện pháp, nóng vội nàng, bắt đầu chơi nổi lên đồng quy vu tận thủ đoạn. Tại đây mấy ngày thời gian, Trịnh Thị tập đoàn hướng Lâm Thị khởi xướng các loại kinh tế đánh sâu vào, đồng thời cũng bí mật mang theo hàng viễn thương mậu. Lâm Thị còn hảo thuyết, ở nội tình mặt trên, đều không phải là Trịnh Thị tập đoàn một chốc có thể lay động, ở Trịnh Thị tập đoàn không muốn sống công kích hạ, Lâm Thị mấy cái trăm triệu tổn thất cũng còn có thể tiếp thu. Nhưng hàng viễn thương mậu không giống nhau, Tần Nhu công ty tuy rằng tiền cảnh khả quan, nhưng nội tình xa xa so không được Trịnh Thị loại này quái vật khổng lồ, ở Trịnh Thị công kích hạ. Hằng Viễn đã có loại lung lay sắp đổ cảm giác. Thời gian đã muộn, Lâm Thanh Hạm cùng Tần Nhu đều ngồi ở từng người văn phòng chung. Tần Nhu trước mặt, đứng không ít công ty cổ đông, đều ở đối nàng tiến hành khuyên can. Tần Tổng, chúng ta so ra kém Lâm Thị, cũng đánh không lại Trịnh Thị, lần trước sự, người cũng không đã chịu cái gì thực chất tính tổn thương, rút đơn kiện đi, lại như vậy đi xuống, sẽ hủy hoại Hằng Viễn. Đúng vậy Tần Tổng, cùng lắm thì chờ về sau. Chúng ta lại chậm rãi tìm Trịnh Thị báo thù, hiện tại là công ty phát triển mấu chốt tính thời khắc, không chịu nổi mấy thứ này a. Tần Tổng, việc này liền thôi bỏ đi. Các cổ đông lập trường, cơ hồ đều là ở khuyên can Tần Nhu. Các ngươi cho rằng, việc này nên như vậy tính. Tần Nhu nhìn trước mặt những người này, các ngươi cảm thấy, lần này sự tình qua đi, Trịnh Thị cũng sẽ đương chuyện gì cũng chưa phát sinh. Trịnh Sở người này là cái dạng gì, các ngươi dám nói các ngươi liền không điều tra quá. Vài tên cổ đông qua lại đối diện vài lần, trong đó hai người trong ánh mắt, lộ ra một tia tàn nhẫn. Hành, Tần Tổng ngươi muốn quyết định, chúng ta cũng không dám nói cái gì, ta chỉ hy vọng Tần Tổng tương lai, không cần vì hôm nay lựa chọn mà hối hận.
Cùng thời gian, Lâm Thị tập đoàn. Lâm Tổng, suốt 400 triệu A, liền như vậy không có, chúng ta là người làm ăn, này đó tin đồn nhảm nhí, ở chúng ta thừa nhận trong phạm vi, hiện tại ngươi cách làm, là cùng tiền không qua được A. Không tồi, Lâm lão gia tử đem công ty giao cho ngươi, nhưng không phải làm ngươi tùy tâm sở dục, ngươi liền tính không suy xét chúng ta này đó cổ đông, cũng muốn suy xét công ty tương lai, cùng với như vậy nhiều công nhân đi. Chương 300 Tần Nhu nguy cơ. Lâm Thị cùng Hằng Viễn cổ đông, đều ở cái này thời gian điểm, bắt đầu hướng từng người lão tổng gây áp lực. Trong bóng đêm, Lâm Thị cùng Hằng Viễn tập đoàn ngoại, các ẩn giấu một đội người, những người này che mặt, ẩn nấp trong bóng đêm. Trương Huyền cưỡi sân bay xe buýt, đi vào nội thành. Hằng Viễn gần nhất phát triển phi thường không tồi, bắt lấy Ngân Châu mấy điều tuyến giao thông, như là sân bay xe buýt, hiện tại trung điểm, liền ở Hằng Viễn Thương Mậu trước trên đường phố. Trương Huyền vừa rồi tính toán đâu ra đấy, cũng liền thấu 13 đồng tiền ra tới, miễn cưỡng ngồi cái sân bay xe buýt, lại muốn đánh xe về nhà hiển nhiên là không hiện thực, đơn giản liền đi trở về đi. Từ dưới xe điểm về nhà, gần nhất một cái tuyến cũng chính là xuyên qua Hằng Viễn Thương Mậu. Trương Huyền theo bản năng liếc mắt Hằng Viễn cao ốc, vài đạo hắc ảnh ở cửa sổ nội lập lòe, làm Trương Huyền sắc mặt đổi. Trương Huyền ánh mắt lại hướng lên trên xem, trên cùng kia một tầng, thuộc về Tần Nhu văn phòng đèn còn sáng lên, ngược lại Hằng Viễn đại môn khóa chết. Tần Nhu ngồi ở văn phòng chung, cổ đông mới vừa rời đi. Nói thật, cổ đông thái độ, Tần Nhu có thể lý giải, rốt cuộc người làm ăn, đều là từ ích lợi góc độ xuất phát tới tự hỏi vấn đề, nhưng lý giải thì lý giải, Tần Nhu vẫn là sẽ cảm thấy chút trái tim băng giá. Thu thập hạ đồ vật, Tần Nhu vừa mới đứng dậy chuẩn bị rời đi, văn phòng đại môn bị người một chân đá văng ra. Năm tên dáng người cường tráng nam nhân xuất hiện ở Tần Nhu văn phòng ngoại, những người này đều che mặt, ở nhìn đến Tần Nhu thời điểm, này năm người trong mắt đều lộ ra hạ lưu thần sắc. Tâm tắc, thật là cái mỹ nữ đâu, lần này sống, không cho ta tiền, ta đều nguyện ý. Dẫn đầu nam nhân kia, phát ra hài hước thanh âm, một đôi mắt không ngừng ở Tần Nhu trên người đánh giá. Màu đen tất chân, thon dài hai chân, âu eo chế phục, phối hợp Tần Nhu này xinh đẹp dung nhan, hoàn mỹ dáng người, không khác một loại thật lớn dụ hoặc. Tần Nhu sắc mặt ở này đó người xuất hiện nháy mắt, xuất hiện chút hoảng loạn, nàng nỗ lực làm chính mình trấn định xuống dưới, ra tiếng quát, các ngươi là người nào, thỉnh lập tức đi ra ngoài. Đi ra ngoài, dẫn đầu người nọ hài hước cười, đương nhiên muốn đi ra ngoài, bất quá không phải hiện tại đi ra ngoài, hắc hắc, thật là cái vưu vật đâu, ca mấy cái, ai lên trước a? Lão đại, người trước tới là được, chúng ta phân ly canh. Còn lại bốn gã nam nhân, cũng phát ra hạ lưu đáng khinh tiếng cười, nhìn về phía Tần Nhu trong ánh mắt, tràn ngập chiếm hữu dục. Hành, ta đây làm đại ca, liền không cùng các ngươi khách khí. Dẫn đầu nam nhân cười lớn một tiếng. Tại đây mấy người đối thoại chung, thật giống như là ở phân thực một khối mỹ vị bánh kem giống nhau. Dẫn đầu nam nhân chậm rãi chiều Tần Nhu đi đến, cô bé, ngươi nói ta là trước xé lạn ngươi nơi nào quần áo hảo điểm đâu. Tần Nhu bước chân chậm rãi lui về phía sau, duỗi tay đi lấy trên bàn di động, kết quả bị đối phương trước tiên một bước xông lên, đem trên bàn di động lấy đi. Mỹ nữ, muốn báo nguy, đừng nóng vội sao, chờ ca ca chơi xong ngươi, chụp chiếu, có rất nhiều cơ hội làm ngươi báo nguy. Một trận đáng khinh tiếng cười vang lên. Tần Nhu trên mặt che giấu không được xuất hiện nôn nóng, những người này là ai phái tới, Tần Nhu hơi chút động hạ đầu óc, là có thể suy nghĩ cẩn thận. Nàng thật sự không nghĩ tới, Trịnh Thị thế nhưng điên cuồng tới rồi loại tình trạng này, đây là trắng trợn táo bạo phạm tội a. Kia dẫn đầu nam nhân chiều Tần Nhu bước tới, Tần Nhu chậm rãi lui về phía sau, trong nháy mắt liền thối lui đến chân tường. Dẫn đầu nam nhân cũng không nóng nảy, giống như miêu chảo lão thử hài hước nhìn Tần Nhu, cô bé, ngươi chạy mau a, ta từ từ bắt ngươi, hắc hắc hắc. Nam nhân duỗi tay chiều Tần Nhu chụp tới, Tần Nhu hoảng loạn quay người, tránh thoát nam nhân tay. Lại bị đối phương đem chế phục áo khoác mạnh mẽ túm xuống dưới, chỉ trừ một kiện màu trắng áo sơ mi ở trên người. Tần Nhu mồm to thở dốc, trước người nguy nga không ngừng phập phồng, làm cái kia dẫn đầu nam nhân hai mắt đều sắp bốc hỏa. Cô bé, chạy mau, mau, nam nhân đem vừa mới chảo hạ áo khoác phóng tới trước mũi vừa nghe, lộ ra một bộ hưởng thụ bộ dáng. Toàn bộ văn phòng liền lớn như vậy vị trí, Tần Nhu căn bản không có địa phương khác có thể trốn. Nàng chỉ có thể xúc đến một cái chỗ ngoặt chung, sợ hãi cả người đều ở phát run, nhìn trước mặt này năm người, Tần Nhu trong mắt trừ bỏ sợ hãi ở ngoài,
còn có thù hận lửa giận. Hắc hắc, cô bé, ca ca tới, yên tâm đi, ca ca sẽ thực ôn nhu. Dẫn đầu nam nhân phát ra hạ lưu tiếng cười, chiều Tần Nhu chộp tới. Tần Nhu gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, ở nam nhân đi tới thời điểm, nàng dùng sức một chân, chiều nam nhân dưới thân đá vào, lại bị đối phương trước tiên phát hiện, chắn xuống dưới. Chậc chậc chậc, cô bé còn nóng bỏng tàn nhẫn, nam nhân bắt lấy Tần Nhu chân, dùng sức đẩy. Tần Nhu đứng thẳng không xong, ngã ngồi trên mặt đất, nàng một giới nữ lưu, sao có thể là đối phương đối thủ. Ca mấy cái, tới cấp vị này muội muội điều hòa một chút. Dẫn đầu nam nhân đáng khinh cười. Một người đứng ở cửa nam nhân, từ trong túi móc ra một lọ phun xương, ở trong văn phòng phun lên, này phun xương chung tràn ngập một cổ u hương, làm người hút thượng một ngụm, liền cảm giác đầu có chút hôn mê. Mấy nam nhân tham lam hút trong không khí phun xương, trong mắt dục hỏa càng ngày càng thịnh. Dẫn đầu nam nhân càng là hưng phấn xé xuống trên mặt mặt nạ bảo hộ, liếm liếm môi, cô bé, ta bảo đảm, từ từ ngươi sẽ so với chúng ta còn muốn chủ động. Trong không khí dược tề làm Tần Nhu cảm thấy một trận đầu choáng váng não trướng, hai chân đều có chút hư nhuyễn vô lực, nàng nằm liệt ngồi ở chỗ ngoặt, trong ánh mắt dần dần xuất hiện chút mê ly thần sắc. Tần Nhu ngừng thở, thân thể phản ứng làm nàng biết trong không khí này đó dược tề tác dụng, nàng nỗ lực làm chính mình thanh tỉnh, nhưng hiệu quả cực nhỏ. Vài tên nam nhân toàn tỏa xuống tay trưởng, trong đầu ảo tưởng một ít từ từ muốn phát sinh mỹ sự. Cô bé, đến đây đi. Dẫn đầu nam nhân đi hướng Tần Nhu. Tần Nhu cả người hư nhuyễn liền phản kháng sức lực đều không có. Dẫn đầu nam nhân một phen dọn sạch Tần Nhu bàn làm việc thượng vật phẩm, chuẩn bị đem Tần Nhu kéo dài tới bàn làm việc đi lên. Một trận đinh lánh quang lang thanh âm vang ở Trương Huyền trong tai. Trương Huyền vọt tới Tần Nhu văn phòng trước thời điểm, vừa vặn nhìn đến kia dẫn đầu nam nhân túm Tần Nhu cánh tay, đem Tần Nhu chiều trên bàn kéo đi. Tần Nhu hiện tại thần trí đều có chút không rõ, bước chân phù phiếm, mặt đẹp hiện lên đỏ bừng. Thấy như vậy một màn Trương Huyền, căn bản không có dư thừa nói, đi đến kia hai gã canh giữ ở văn phòng cửa nam nhân phía sau, một tay thành đao, dùng sức chiều sau đó cổ chém tới. Hai người chỉ cảm thấy phần cổ truyền đến một trận cự lực, đôi mắt tối sầm, liền tài đi xuống. Hai người té ngã thanh âm, hấp dẫn còn lại ba người lực chú ý, ba người mãnh vừa quay đầu lại, nhìn đến Trương Huyền. Tiểu, dẫn đầu nam nhân vừa mới nói ra một chữ, đã bị Trương Huyền một quyền đánh vào trên mặt, này một quyền đánh dẫn đầu nam nhân cảm giác chính mình mặt cốt đều mau nát. Đối với những người này, Trương Huyền căn bản không có cái gì vô nghĩa, mấy quyền giải quyết, sau đó dẫn theo bọn họ cổ áo, từ lầu ba cửa sổ ném đi xuống. Theo liên tiếp vài đạo phốc phốc tiếng vang, đại biểu cho năm người đã thành công chạm đất. Làm xong này hết thảy, Trương Huyền mới chú ý tới Tần Nhu. Hiện tại Tần Nhu đang nằm ở to rộng bàn làm việc thượng, mặt đẹp hồng hồng, hiển nhiên đã chịu dược tề mãnh liệt ảnh hưởng. Chương 301 ngươi là không sợ lão bà. Tần Nhu, ngươi thế nào? Trương Huyền duỗi tay đi sờ Tần Nhu cái trán. Cút ngay, suy nghĩ hỗn loạn Tần Nhu căn bản là không thấy rõ người đến là ai, dùng hết toàn thân sức lực chiều Trương Huyền đẩy đi. Tần Nhu này một phen không có đẩy đến Trương Huyền trên người, ngược lại làm chính mình một cái không xong, chiều bàn làm việc bên cạnh lăn đi, mắt thấy liền phải ngã xuống, Trương Huyền vội vàng duỗi tay, ôm lấy Tần Nhu. Hương mềm nhập hoài, mang theo u hương. Trương Huyền nhíu mày, hắn tuy rằng vừa rồi không thấy được những người đó phun dược tề một màn, nhưng có thể rõ ràng, Tần Nhu là bị người hạ dược. Trương Huyền, ánh mắt mê ly Tần Nhu thấy rõ trước mắt người gương mặt. Có điểm không dám tin tưởng. Là ta, người cảm giác thế nào? Trương Huyền có chút nôn nóng hỏi. Ta không phải đang nằm mơ đi. Tần Nhu dùng sức lắc lắc đầu, vừa mới nàng, đều cảm thấy tuyệt vọng. Trương Huyền xuất hiện, như là trong bóng đêm sáng sớm ánh dạng đông giống nhau. Tần Nhu bỏ xuống trong lòng đề phòng, cả người sụi lơ treo ở Trương Huyền trên người, phát sinh đẻ ép. Trương Huyền hiện tại không kịp tưởng khác cái gì, tùy ý Tần Nhu ở chính mình trên người treo. Hắn duỗi tay bắt lấy Tần Nhu cánh tay, thế Tần Nhu xem mạch. Mạch tượng hỗn loạn. Sờ nữa Tần Nhu cái trán. Trên trán nóng lên. Một trận có chứa thanh hương thở dốc thổi hướng Trương Huyền vành tai, mang theo một trận tê dại. Muốn ta, giúp ta, cầu xin ngươi. Tần Nhu vòng eo vặn vẹo, trong ánh mắt mang theo một mạt thỉnh cầu. Trương Huyền đem Tần Nhu ôm đến bàn làm việc thượng, đi hướng một bên, tiếp một ly nước trong hắt ở Tần Nhu trên mặt. Nước trong ướt nhẹp Tần Nhu quần áo, làm ướt nàng áo sơ mi,
màu trắng áo sơ mi một khi tẩm thủy, liền trở nên tuyệt không thể tả lên. Như thế cảnh đẹp, là cái nam nhân liền không khả năng nhìn như không thấy. Trương Huyền nỗ lực rời đi chính mình ánh mắt, vừa mới chuẩn bị lại đi tiếp thủy, lại bị Tần Nhu bắt lấy vạt áo. Tần Nhu thon dài hai chân như nước xà quấn lên Trương Huyền vòng eo, hai tròng mắt như nước mùa xuân, cái trán hiện lên dày đặc mồ hôi. Trương Huyền hít sâu một hơi, thế Tần Nhu lau đi cái trán mồ hôi, chậm rãi cởi bỏ Tần Nhu y khấu. Ánh trăng như nước, chiếu vào văn phòng bệ cửa sổ, một đạo thân ảnh ấn chiếu vào dưới ánh trăng, run nhẹ nhẹ. Cùng tháng quang rời đi, văn phòng chung, còn tàn lưu Tần Nhu thở dốc thanh âm. Tần Nhu cả người vô lực ngồi ở chính mình lão bản ghế, sửa sang lại một chút nếp uốn màu đen bao mông váy, mắt đẹp chung mang theo ngượng ngùng, lại mang theo u oán. Mau đi rửa tay. Tần Nhu mắt đẹp nhìn về phía Trương Huyền ngón tay, lại bay nhanh chuyển tới một bên, mặt đỏ phảng phất có thể thích ra thủy tới. Người uống nhiều điểm nước, dược hiệu còn không có hoàn toàn tan đi. Trương Huyền đi ra văn phòng, đi đến phòng vệ sinh. Xôn xao tiếng nước vang lên, Trương Huyền dùng sức rửa sạch đem mặt, vừa mới sự tình, không đơn thuần chỉ là đối Tần Nhu tới nói là cái tra tấn, với hắn mà nói, cũng là một loại tra tấn. Liền vừa mới Tần Nhu tình huống, Trương Huyền đã không có năng lực ngăn cản dược hiệu tiếp tục khuếch tán, nhân thể tự thân miễn dịch hệ thống căn bản sẽ không bài xích cái loại này xúc tiến máu lưu động dược vật, hắn có thể làm, chính là giúp Tần Nhu khơi thông. Một cái như thế vừa vật ở Trương Huyền trước mặt, Trương Huyền kết quả là cũng chỉ dùng một bàn tay, đối hắn định lực, cũng là một loại tương đối lớn khảo nghiệm. Trương Huyền không ngừng một lần muốn xúc động làm chút cái gì, nhưng lý trí vẫn là làm hắn dừng. Hiện tại hắn, không phải trước kia cái loại này không có chỗ ở cố định, có hôm nay không ngày mai, hắn có được một cái gia, có được một cái thâm ái lão bà, chỉ là một cái hàn ôn nhu, đều làm Trương Huyền có điểm không biết giải quyết như thế nào, nếu hôm nay lại xúc động làm điểm gì, kia tuyệt đối một cái đầu hai cái đại. Chờ Trương Huyền từ toilet ra tới thời điểm, Tần Nhu đã sửa sang lại hảo tự mình dung trang, đứng ở văn phòng trước chờ hắn. Tái kiến Tần Nhu ánh mắt đầu tiên, Trương Huyền cảm giác có chút xấu hổ, nhưng thật ra Tần Nhu, chủ động đối Trương Huyền cười một chút, mở miệng nói, ngươi rất sợ lão bà ngươi sao? Cái gì? Trương Huyền bị Tần Nhu này có chút nhảy lên tính đề tài hỏi sửng sốt. Ta nói, ngươi rất sợ lão bà ngươi sao? Tần Nhu đem vấn đề lặp lại một lần. Nói giỡn. Ta sao có thể sợ lão bà? Trương Huyền một đĩnh ngực. Vậy ngươi chính là cảm giác ta không có mị lực lạc. Tần Nhu nhìn chằm chằm Trương Huyền hai mắt. Bị Tần Nhu như vậy hào phóng nhìn, Trương Huyền bản nhân nhưng thật ra cảm giác có chút ngượng ngùng, ngươi rất có mị lực. Tần Nhu trong ánh mắt mang theo che giấu không được u oán, kỳ thật a, nữ nhân thật là một cái thực mâu thuẫn sinh vật, ngươi vừa mới cách làm, rõ ràng là tôn trọng ta. Nhưng lại ta xem ra, lại làm ta hoài nghi có phải hay không ta mị lực không đủ. Trương Huyền nơi nào không biết Tần Nhu chỉ chính là cái gì, xấu hổ cười, vội vàng nói sang chuyện khác, người biết những người đó là ai phái tới sao? Đương nhiên, Tần Nhu gật gật đầu, Trịnh Thị. Trịnh Thị. Đêm dài, Lâm Thanh Hạm rời đi Lâm Thị cao ốc, Giang Tĩnh đi theo Lâm Thanh Hạm phía sau. Ở ra cao ốc nháy mắt, Giang Tĩnh liền sắc mặt biến đổi. Lâm Tổng, cẩn thận. Giang Tĩnh vừa dứt lời, một đạo chói lọi lưỡi dao, liền chiều Lâm Thanh Hạm đâm tới. Lâm Thanh Hạm né tránh không vội, cánh tay ngọc thượng bị hoa khai một cái miệng vết thương. Giang Tĩnh một tay đem Lâm Thanh Hạm túm đến phía sau, làm ra phòng ngự tư thái. Năm đạo thân ảnh từ trong bóng đêm xuất hiện, cũng đều che mặt, tay cầm lưỡi dao sắc bén, chiều Lâm Thanh Hạm bước tới. Lộng chết nàng hai. Người tới khẽ quát một tiếng, múa may trong tay chủy thủ. Chiều Lâm Thanh Hạm đâm tới. Giang Tĩnh tu dưỡng ở ngay lúc này biểu hiện ra ngoài, nàng ở bảo hộ Lâm Thanh Hạm đồng thời, còn cùng đối phương 5 người đấu thành thạo, không rơi hạ phong. 3 phút sau, này 5 người giống như ý thức được hôm nay hành động thất bại, không có nhiều lưu lại, đồng thời lui lại. Lâm Tổng, người thế nào? 5 người vừa đi, Giang Tĩnh liền vẻ mặt nôn nóng nhìn về phía Lâm Thanh Hạm. Không có việc gì, Lâm Thanh Hạm vẫy vẫy tay, đi về trước đi. Giang Tĩnh gật đầu, không dám thả lỏng, khai lên xe, mang theo Lâm Thanh Hạm về nhà. Một chiếc bảo mã BMW cũng hướng tắc tiếp nước Hương Sử. Tần Nhu ngồi ở chủ điều khiển thượng, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía Trương Huyền, người thật sự không sợ lão bà. Trương Huyền đầy mặt bất đắc dĩ, người đêm nay thượng đều hỏi ta vài biến, ta thật sự không sợ. Vậy ngươi vì cái gì không dám đụng đến ta? Trương Huyền một phách trán,
ta này không kết hôn sao? Tần Nhu ngữ không kinh người chết không thôi, ta đây cho ngươi làm tiểu tam thế nào? Nghe được lời này, Trương Huyền sinh sôi bị chính mình nước miếng sặc đến, liên tục ho khan. Ta cùng ngươi nói thật đâu, Tần Nhu trên mặt xuất hiện nghiêm túc thần sắc, ta cho ngươi đương tiểu tam, sẽ không làm lão bà ngươi biết, không ảnh hưởng gia đình của ngươi. Hảo, đừng nói giỡn, tới rồi, dừng xe đi. Trương Huyền không có đi xem Tần Nhu, duỗi tay ở phía trước một lóng tay. Đang ở chạy bảo mã BMW, chậm rãi dừng lại, Trương Huyền mở cửa xe, vừa mới chuẩn bị xuống xe, Tần Nhu thanh âm lại lần nữa vang lên. Nếu không ta cho ngươi đương tiểu tam, không ảnh hưởng gia đình của ngươi, ngươi nếu không đồng ý, ta đã có thể làm trò lão bà ngươi mặt, truy ngươi, đến lúc đó nhà ngươi vị kia ghen, cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi nga. Tần Nhu gương mặt tươi cười xinh đẹp. Chương 302 là tặc. Trương Huyền đi bộ đi vào tiểu khu. Hiện tại hắn tính minh bạch một đạo lý, nữ nhân thật muốn chơi khởi lưu manh tới, thật đúng là không nam nhân chuyện gì. Liên Tần Nhu vừa mới nói kia lời nói, đặt ở một người nam nhân đối nữ nhân nói, thật đúng là nói không nên lời kia khí thế tới. Nhìn cái này tiểu khu, tuy rằng mới cách nhau mới mấy ngày, nhưng đừng nói, Trương Huyền trong lòng thật đúng là có điểm tưởng niệm, loại cảm giác này, là Trương Huyền dĩ vãng chưa từng có quá. Ra ở nơi này, cho người ta cảm giác, liền hoàn toàn không giống nhau. Trương Huyền đi đến gần chỗ, nhìn đến biệt thự đèn còn sáng lên. Nghĩ đến nữ nhân ngồi ở trên sofa bộ dáng, Trương Huyền khóe miệng không tự giác liệt khai, tùy tay từ trong đình viện hái được một đóa không biết tên hoa dại, đi vào môn chung. Cửa phòng đột nhiên phát ra tiếng vang, dọa trong nhà nữ nhân nhảy dựng. Giang Tĩnh ôm hộp y tế, vẻ mặt khẩn trương nhìn trước cửa, rốt cuộc vừa mới xảy ra tập kích sự kiện, nàng kia trái tim còn cầm đâu. Đương nhìn đến vào cửa chính là Trương Huyền khi, Giang Tĩnh kia một viên dẫn theo tâm buông, Trương tiên sinh, người đã trở lại. Ân, Trương Huyền gật gật đầu, kỳ quái nhìn Giang Tĩnh trong tay hộp y tế, làm sao vậy, đây là bị thương. Không phải ta, Giang Tĩnh lắc lắc đầu, trên mặt mang theo tự trách, là Lâm Tổng. Thanh Hạm, Trương Huyền đột nhiên cả kinh. Vừa vặn, Lâm Thanh Hạm từ lầu 2 đi xuống tới, đương nhìn đến là Trương Huyền khi, nữ nhân trong mắt xuất hiện che giấu không được vui sướng, lão công, người đã về rồi. Người bị thương, Trương Huyền cau mày, đi đến Lâm Thanh Hạm trước người, liếc mắt một cái liền nhìn đến Lâm Thanh Hạm cánh tay thượng miệng vết thương. Kia ước chừng 10 cm lớn lên đau thương, ở nữ nhân trắng nõn non mềm cánh tay thượng có vẻ nhìn thấy ghê người. Ai làm, Trương Huyền quay đầu, nhìn về phía Giang Tĩnh. Ở Trương Huyền xoay người này trong nháy mắt, Giang Tĩnh phảng phất nhìn đến một đầu ngủ say cự thú bỗng nhiên thức tỉnh giống nhau. Trương tiên sinh, còn ở cha. Cha, Trương Huyền ánh mắt lộ ra bất mãn thần sắc. Ở Trương Huyền loại này dưới ánh mắt, Giang Tĩnh vội vàng đem cúi đầu, có điểm không dám đi nhìn thẳng vào Trương Huyền ánh mắt. Làm gì phát lớn như vậy hỏa a? Lâm Thanh Hạm bắt lấy Trương Huyền bàn tay to, việc này lại không trách Giang Tĩnh, đêm nay nếu không phải nàng. Ta hiện tại như thế nào có thể bình yên đứng ở trong nhà, hảo Giang Tĩnh, ngươi trước đi ra ngoài đi. Lâm Thanh Hạm tiếng nói vừa dứt, Giang Tĩnh vội vàng đem hộp y tế buông, đi đến biệt thự ngoại tuần tra đi ra ngoài. Hảo, ngươi cũng đừng trách Giang Tĩnh, hôm nay chuyện đó, ai đều phản ứng không kịp a. Lâm Thanh Hạm đem Trương Huyền tay kéo khởi, lại đem chính mình một cái tay khác đặt ở Trương Huyền lòng bàn tay giữa. Nhéo này chỉ nhu nhược không có xương tay nhỏ, Trương Huyền thở phào một hơi. Người bị thương, ta trước cho người sát dược đi. Ân, Lâm Thanh Hạm gật gật đầu. Trương Huyền cầm lấy hộp y tế, cùng Lâm Thanh Hạm ngồi vào trên sofa, cẩn thận mà cấp Lâm Thỉnh Hạm thượng dược. Hàng thị sự giải quyết, cồn iốt bôi trên cánh tay thượng, mang theo chập đau. Giải quyết, khả năng quá 2 ngày, người là có thể nhìn đến tin tức. Như vậy à, Lâm Thanh Hạm nhấp nhấp môi đỏ, kia Milan đâu? Milan. Nàng hôm nay cho ta nói cũng muốn hồi Pháp Quốc đâu, làm chúng ta có thời gian tìm nàng đi chơi. Trương Huyền hoàn toàn không ý thức được Lâm Thanh Hạm trên mặt khác thường. Lâm Thanh Hạm gật gật đầu, người cảm thấy Milan thế nào? Cái gì thế nào, cấp Lâm Thỉnh Hạm sát dược Trương Huyền, cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Chính là nàng người này thế nào a? Nữ nhân trên mặt mang theo tò mò. Nàng a, chính là cái nữ lưu manh. Trương Huyền bĩu môi, nữ nhân này khai khởi xe tới. Có thể so chính mình muốn mãnh nhiều. Lâm Thanh Hạm một đôi mắt to quay tròn chuyển cái không ngừng, người trước kia thật sự cùng nàng tư định quá chung thân sao? Đương Lâm Thanh Hạm hỏi ra câu này,
Trương Huyền mới đột nhiên phản ứng lại đây, hắn có chút xấu hổ cười cười, kia nơi nào là cái gì tư định chung thân a, khi còn nhỏ lại không hiểu chuyện, liền tùy tiện nói nói, việc này lại không thể thật sự. Trương Huyền lời nói vừa mới lạc, Lâm Thanh Hạm liền nói tiếp, nhưng nàng thật sự. Trương Huyền ngẩng đầu, phát hiện Lâm Thỉnh Hạm chính nhìn chính mình. Lão bà, người làm sao vậy a? Trương Huyền duỗi tay ở Lâm Thỉnh Hạm trước mắt lắc lắc. Người biết không, Milan rất sớm trước kia liền cho ta nói qua, nàng vẫn luôn đều ở tìm năm đó người kia, ta thật sự không nghĩ tới, người kia thế nhưng là ngươi, lúc trước ngươi cho rằng vui đùa lời nói, nàng vẫn luôn là thật sự. Cũng không phải thật sự đi, khả năng chính là bởi vì ta mẹ lúc trước cứu nàng một mạng, nàng mới cảm thấy tương đối quan trọng. Chính là bởi vì như vậy, nàng mới thật sự, ta thực minh bạch, đương chính mình bị một người cứu vớt lúc sau, sẽ đối người kia sinh ra cỡ nào đại ỷ lại. Lâm Thanh Hạm thân mình phát ra nhẹ nhàng run rẩy, người biết không, từ ta biết ngươi chính là Milan muốn tìm người kia bắt đầu, ta liền vẫn luôn đang trách chính mình, ta thừa nhận, ngươi mới vừa tiến ta ra môn thời điểm, ta là không quen nhìn ngươi, thậm chí là chán ghét ngươi, là ngươi nỗ lực, ngươi đối ta hảo, thay đổi ta đối với ngươi cái nhìn, ta thật sự cảm giác chính mình là một cái ích kỷ người, ta ở bị động tiếp thu ngươi hảo, bị động tiếp thu một ít người khác sở truy tìm, suy nghĩ muốn có được đồ vật. Còn cảm thấy theo lý thường hẳn là, lão bà, người này rốt cuộc là làm sao vậy? Trương Huyền bắt lấy Lâm Thanh Hạm tay, lo lắng hỏi. Không có việc gì, Lâm Thanh Hạm đem tay nhỏ từ Trương Huyền lòng bàn tay rút ra, lau lau đôi mắt, ta. Ta chính là thế ngươi cảm thấy không đáng giá, ta không biết ngươi vì cái gì đối ta tốt như vậy, cũng không biết ngươi vì cái gì sẽ đến nhà của chúng ta đương một cái tới cửa con rể, lấy ngươi ưu tú, căn bản không cần thiết cái dạng này. Ta suy nghĩ, ta rốt cuộc xứng không xứng thượng ngươi. Lâm Thanh Hạm bộ dáng, làm Trương Huyền cảm thấy một trận hoảng loạn, hắn bắt lấy Lâm Thanh Hạm ngọc vai, lão bà, có phải hay không có người cho ngươi nói cái gì? Không có, là ta chính mình suy nghĩ, ta. Đừng suy nghĩ bậy bạ. Trương Huyền duỗi tay, thế Lâm Thanh Hạm lau gương mặt nước mắt, ngươi là tốt nhất, minh bạch sao, sở hữu hết thảy đều so ra kém ngươi. Trương Huyền ôm Lâm Thanh Hạm, chiều chính mình trong lòng ngực ủng tới. Lại bị Lâm Thanh Hạm dùng tay đẩy ra. Ta muốn đi ngủ, ngươi vừa trở về, cũng sớm một chút nghỉ ngơi đi. Lâm Thanh Hạm đẩy ra Trương Huyền, mại động thon dài hai chân, chiều trên lầu chạy tới. Trở lại chính mình phòng ngủ, Lâm Thanh Hạm một đầu đem chính mình mông ở trong chăn, ngày đó Tần Nhu nói, vẫn luôn ở nàng bên tai xoay quanh. Bao gồm Milan ngày đó buổi tối nói, ngươi trước kia nói muốn đem ngươi lão công phân ta một chút, còn tính toán sao? Cho tới nay, Lâm Thanh Hạm đều không cho rằng chính mình sẽ vì một người nam nhân mà hao tổn tinh thần, nhưng hiện tại, nàng nội tâm ở rối rắm, chính mình cùng Trương Huyền quen biết, trước sau không phải thông qua cái loại này chính xác phương thức, Lâm Thanh Hạm cảm thấy, chính mình giống như là một cái trộm người khác âu yếm chi vật tặc, hiện tại, nhân gia đã tìm tới môn tới, làm chính mình đem cái này bảo bối, còn trở về. Bóng đêm yên tĩnh, Giang Tĩnh canh giữ ở sân cửa, hồi tưởng vừa mới Trương Huyền ánh mắt. Vẫn là làm nàng cảm thấy từng trận nghĩ mà sợ. Chương 303 cổ. Giang Tĩnh người này, cũng coi như là vào Nam ra Bắc mấy năm, 18 tuổi tỉnh nữ tử cách đấu quán quân, đặc chủng đại đội phục dịch 5 năm, cộng chấp hành quá 17 thứ nhiệm vụ, vinh lập cá nhân nhất đẳng công 2 lần, nhị đẳng công 5 lần, tam đẳng công 1 lần. Này đó vinh dự, làm Giang Tĩnh cá nhân lý lịch phá lệ đẹp, cũng đại biểu cho nàng kiến thức. Ở huy hoàng nhất kia 5 năm thời gian, Giang Tĩnh gặp qua vô số cao thủ, cũng gặp qua quá nhiều tàn nhẫn người, nhưng chưa từng có một cái, có thể giống hôm nay như vậy, chỉ là một ánh mắt, khiến cho chính mình cảm thấy sợ hãi. Phải biết rằng, Trương Huyền cái kia ánh mắt, chỉ là theo bản năng toát ra tới, đều không phải là cố tình mà làm chi. Tuy rằng Giang Tĩnh đã nhìn ra tới, Trương Huyền là cái thâm tàng bất lộ cao thủ, nhưng đối với Trương Huyền rốt cuộc cường tới trình độ nào, Giang Tĩnh trong lòng cũng không có phổ. Người có tâm sự. Trương Huyền thanh âm, từ Giang Tĩnh sau lưng vang lên. Giang Tĩnh trong lòng đột nhiên nhảy dựng, xoay người lại, lắc lắc đầu, không có. Này không phải một cái bảo tiêu ứng có trạng thái. Trương Huyền dùng ánh mắt đánh giá Giang Tĩnh một lần, nếu ta là người địch nhân, người đã chết, loại này đại ý, không nên ở người chấp hành nhiệm vụ thời điểm xuất hiện. Giang Tĩnh nghe được lời này, có chút hơi hơi hổ thẹn, nàng minh bạch, Trương Huyền nói chính là đối. Thời gian cũng không còn sớm. Ngươi đi nghỉ ngơi đi, ngươi một người làm loại này cận vệ công tác, cũng khó tránh khỏi sẽ có phần tâm thời điểm,
về sau buổi tối, ngươi không cần đúng hạn lên tuần tra. Chính là ta, Giang Tĩnh mở miệng, bị Trương Huyền thanh âm đánh gãy. Không có gì chính là, buổi tối sẽ không xảy ra chuyện, đúng rồi, ta xem ngươi hạ bàn có chút hư, ngươi luyện chính là ngựa xe hổ quyền. Trương Huyền hỏi một tiếng. Đúng vậy, Giang Tĩnh gật gật đầu, trong mắt hiện lên một tia ngạc nhiên, này quyền pháp rất ít có người biết, không nghĩ tới Trương tiên sinh có thể nói ra tới. Trương Huyền cười cười, Hoa Hạ trên dưới 5.000 năm lịch sử, quyền pháp phồn đa, một ít không nổi danh quyền, đích xác bị người quên đi không sai biệt lắm. Ngựa xe hổ quyền trọng hình trọng ý, rảnh rỗi không có việc gì, ngươi có thể luyện luyện đạn chân, gia tăng ngươi hạ bàn ổn định độ, chân trái nếu chịu quá thương, liền phải nhiều luyện, nếu không nhiều năm sau, khả năng sẽ trở thành ngươi đoạn bản A. Trương Huyền cảm thán một tiếng, không nghĩ tới, hắn nói, đã ở Giang Tĩnh đáy lòng phiên khởi sóng to gió lớn. Về chính mình chân trái bị thương chuyện này, Giang Tĩnh ai cũng chưa nói quá, cho tới nay cũng đều che giấu thực hảo, hiện tại thế nhưng bị người đã nhìn ra. Một cái người tập võ, bị người nhìn ra nào có ám thương, tương đương với đem chính mình át chủ bài bại lộ ra đi. Trương Huyền phảng phất nhìn ra Giang Tĩnh băn khoăn, khẽ cười một tiếng, yên tâm đi, ta chính là đối y học có chút nghiên cứu, sẽ không loạn giảng. Đa tạ Trương tiên sinh, Giang Tĩnh giống như cổ đại giang hồ nhân sĩ, hướng Trương Huyền ôm ôm quyền, ta đây liền đi trước nghỉ ngơi. Ân, Trương Huyền gật gật đầu, nhìn theo Giang Tĩnh vào nhà. Đãi Giang Tĩnh rời đi sau, Trương Huyền đối trong bóng đêm nhẹ nhàng mở miệng, điều tra ra là ai động tay sao. Một đạo thân ảnh dừng ở Trương Huyền trước người, quỳ một gối, điều tra rõ, là Trịnh gia. Trịnh gia, Trương Huyền khóe miệng gợi lên một nụ cười, thật là ăn uống không nhỏ a, tưởng dùng một lần ăn hai nhà. Đêm nay đối phó Tần Nhu, là Trịnh gia an bài người, đối phó Lâm Thanh Hạp, vẫn là Trịnh gia an bài người, Trương Huyền cho rằng, chính mình cần thiết, đi Trịnh gia đi một chuyến. Thừa dịp bóng đêm, Trương Huyền đi ra gia môn. Về Vương Tùng Phượng hết thảy tin tức, đã bị người gửi đi tới rồi Trương Huyền di động thượng, từ sinh ra thời đại, đến hứng thú yêu thích, bao gồm Vương Tùng Phượng khai phòng ký lục, đều rành mạch. Trương Huyền cũng không nóng nảy, đi bộ chậm rãi đi đến, dọc theo đường đi. Không có bất luận cái gì một cái theo dõi có thể nhìn đến Trương Huyền thân ảnh. Cái gọi là cao thủ, đều không phải là chỉ cần chỉ ở đối địch thủ đoạn thượng phi thường khủng bố, càng ở chỗ ngày thường chi tiết, tựa như Trương Huyền như vậy, ở sinh hoạt hàng ngày chung, hắn đã chú ý tới trên đường phố thăm dò, làm chuyện gì thời điểm, theo bản năng liền sẽ tránh đi này đó thăm dò, này đã ở Trương Huyền trong sinh hoạt dưỡng thành thói quen. Trịnh Sở Gia ở tại Thiên Nga Hồ trấn nhỏ, đồng dạng là một cái người giàu có khu. Trong tiểu khu cơ hồ không có bản lâu cùng tiểu cao tầng, tất cả đều là hoa viên nhà Tây, 400 bình là nhỏ nhất diện tích. Lúc này đêm dài, Vương Tùng Phượng cũng chưa ngủ, nàng cầm di động, nghe thủ hạ người truyền đến hội báo, sắc mặt cực kỳ khó coi. Tổng cộng phái ra đi hai nhóm người, một đám thất bại, mà một khác phê, hiện tại liền liên hệ đều liên hệ không được, hai cái mục tiêu, cũng đều đã an toàn về đến nhà, như vậy kết quả, hiển nhiên là làm Vương Tùng Phượng cực kỳ bất mãn. Ở Vương Tùng Phượng đối diện, ngồi một người lão nhân hình như làm cốt, bỗng nhiên nhìn qua, liền cùng một khối thây khô giống nhau, phá lệ dọa người. Trịnh phu nhân, nhìn dáng vẻ, người người cũng không như thế nào cấp lực a. Lão nhân hắc hắc cười, thanh âm khàn khàn, làm người nghe khó chịu. Vương Tùng Phượng buông di động, đi đến giữa phòng ngủ, thực mau, dẫn theo suốt một bó tiền ra tới, phóng tới lão nhân trước mặt trên bàn trà, vậy làm phiền Hàn tiên sinh ra tay. Này một bó tiền, ít nói có 20 vạn. Lão nhân cười hắc hắc, đem tiền đề thượng, Trịnh phu nhân, người yên tâm đi, lần này nguyên do sự việc ta ra tay, tuyệt đối dễ như trở bàn tay. Hàn tiên sinh, ta có cái vấn đề. Vương Tùng Phượng mặt mang nghi hoặc. Trịnh phu nhân mời nói. Người tưởng như thế nào đối kia hai cái đồ đê tiện, ta tạm thời còn không thể giết các nàng, cần thiết đến làm các nàng sợ hãi, chờ các nàng rút đơn kiện sau, lại muốn này hai cái đồ đê tiện mệnh. Trịnh phu nhân, có hay không nghe nói qua, miêu cương cổ độc. Lão nhân âm ngoan cười. Cổ độc, Vương Tùng Phượng đầy đầu mờ mịt, thứ này, nàng chỉ ở trong sách cùng điện ảnh nghe nói qua, trong đời sống hiện thực, vẫn là hù người chiếm đa số. Không tồi, lão nhân trên mặt lộ ra một bộ ngạo nghễ thần sắc, đồng thời duỗi ra tay, ở hắn lòng bàn tay, xuất hiện hai chỉ nhan sắc huyết hồng giòi bọ ở lão nhân trong lòng bàn tay không ngừng mấp máy. Vương Tùng Phượng nhìn đến này giòi bọ phản ứng đầu tiên, chính là ghê tởm.
hai chỉ giòi bọ mỗi chỉ đều có ngón út lớn nhỏ, trên người khởi đầy màu đen lấm tấm, trên người còn phồng lên một cái lại một cái bọc ngủ. Đồng thời, lão nhân lại lấy ra một cái lớn bằng bàn tay trống con, tay ở cổ thượng nhẹ nhàng một phách, kia hai chỉ giòi bọ liền bắt đầu phân bố một ít màu đen chất lỏng ra tới. Này cổ trùng, lấy đặc thù phương pháp đào tạo, chỉ cần hạ đến kia hai đồ đê tiện trong miệng, liền sẽ bám vào các nàng dạ dày trên vách, chẳng sợ giải phẫu khai đao, đều khó có thể lấy ra, chúng nó trong cơ thể phân bố chất lỏng, có thể cho người mang đến thật lớn đau đớn, phương pháp này, Trịnh phu nhân còn vừa lòng. Vương Tùng Phượng gật gật đầu, phi thường vừa lòng, ta ngày mai liền tìm người, nghĩ cách đem này hai chỉ cổ trùng hạ đến kia hai tiện nhân trong miệng. Trương Huyền liền ghé vào Vương Tùng Phượng ngoài phòng cửa sổ, phòng trong hai người đối thoại, rõ ràng truyền tiến Trương Huyền trong tai. Trương Huyền ở nghi hoặc, cái này Vương Tùng Phượng, rốt cuộc phải dùng biện pháp gì hạ cổ. Chương 304 kỳ quái người bệnh. Đối với cổ trùng, Trương Huyền vẫn là hiểu biết một ít, trước kia đến Nam tỉnh chấp hành nhiệm vụ thời điểm, nhưng thật ra gặp qua như vậy một ít kỳ nhân dị sĩ. Cái này lão nhân cổ, tuy rằng nghe hung tàn, nhưng so Trương Huyền phía trước gặp qua một ít còn kém không ít. Mấy năm trước, Trương Huyền liền từng gặp qua một loại cổ, cái loại này cổ có thể cho rằng một loại virus mang theo thể, một khi truyền bá đi ra ngoài, có thể làm mấy vạn người trúng độc, lúc ấy có chút sự thương còn tưởng dựa loại này cổ tới phát tài. Đương nhiên, cổ uy lực cụ thể như thế nào, lúc này không ở Trương Huyền suy xét trong phạm vi, hắn muốn biết, chính là Vương Tùng Phượng tính toán như thế nào làm. Vương Tùng Phượng như thế tự tin chắc chắn nói có thể hạ cổ, khẳng định có nàng át chủ bài, nói không chừng, chính là sai sử Lâm Thanh Hạm cùng Tần Nhu bên người người. Trương Huyền giấu ở ngoài cửa sổ, nhìn Vương Tùng Phượng kế tiếp động tác. Vương Tùng Phượng gọi điện thoại, ngày mai ngươi tới gặp ta, ta giao cho ngươi một thứ, ngươi giữa chưa ước Tần Nhu cái kia tiện nhân ăn cơm, cụ thể như thế nào làm, ta ngày mai lại nói cho ngươi. Vương Tùng Phượng điện thoại cắt đứt sau, lại bắt thông cái dãy số đi ra ngoài. Cho ta ước hạ Lâm lão gia tử, liền nói chúng ta hai vợ chồng, hậu thiên thỉnh bọn họ cả nhà ăn cơm, cấp lần trước hiểu lầm bồi cái không phải. Nghe Vương Tùng Phượng hai cái điện thoại đánh xong, Trương Huyền trong lòng cũng có chút quá mức, nhìn dáng vẻ, Tần Nhu bên người, có Vương Tùng Phượng an bài người, Lâm Thanh Hạm bên người, Vương Tùng Phượng tạm thời là không thể nào xuống tay. Trương Huyền lặng yên không một tiếng động rời đi, nếu biết Vương Tùng Phượng kế hoạch, hết thảy cũng liền dễ làm. Trước đem Tần Nhu bên người người nọ bắt được tới lại nói. Chờ Trương Huyền về đến nhà thời điểm, phát hiện Lâm Thỉnh Hạm phòng ngủ đèn đã tiêu diệt, phòng trong một chút tiếng vang cũng chưa, nghĩ đến nữ nhân đã ngủ. Hôm sau sáng sớm, Trương Huyền sớm rời giường, hắn chuẩn bị tốt bữa sáng, chờ Lâm Thanh Hạm. Trương Huyền tinh tế tính một chút, này nửa tháng đều không có làm tốt bữa sáng chờ Lâm Thanh Hạm rời giường đi làm, thật là có điểm hoài niệm loại cảm giác này đâu. Lâm Thanh Hạm như dĩ vãng giống nhau, rời giường, rửa mặt, sau đó ngồi vào trên bàn cơm. Trương Huyền phát hiện, nữ nhân hôm nay hứng thú giống như không thế nào cao, tâm tình cũng có vẻ kém đến thực. Lão bà, người làm sao vậy, có chuyện gì sao? Trương Huyền quan tâm hỏi. Không có việc gì, Lâm Thanh Hạm đối mặt Trương Huyền ánh mắt, có chút né tránh, hiện tại nàng, có chút không biết nên như thế nào đi đối mặt Trương Huyền, nàng ở rối rắm chính mình cùng Trương Huyền chi gian quan hệ. Tối hôm qua ý tưởng, thời thời khắc khắc ở ảnh hưởng Lâm Thanh Hạm. Ăn cơm xong sau, Trương Huyền cùng Lâm Thanh Hạm cộng đồng đi trước công ty. Nghỉ ngơi nửa tháng thời gian, Lâm thị công nhân nhóm này ngày đầu tiên tới đi làm, đều có vẻ thần thái phi dương, này giả phóng so qua năm còn sảng. Trương Huyền phát hiện, này trong công ty người, xem chính mình ánh mắt, đều có chút khác thường, phía trước một ít đều bất chính mắt thấy chính mình công ty cao quản, hiện tại trong ánh mắt đều mang theo một ít cung kính. Trương ca, một đạo nghịch ngợm lại tràn ngập sức sống thanh âm vang lên. Trương Huyền căn bản không cần xem, đều biết là ai ở kêu chính mình. Mưa thu ăn mặc một thân nữ CEO phục, đáng yêu chung lại mang theo một tia thành thục. Trương Huyền thói quen tính xoa xoa mưa thu đầu nhỏ, thế nào, mấy ngày không gặp, tưởng ta không? Mưa thu ngọt ngào cười, theo sau cố ý làm ra một bộ trách cứ bộ dáng. Trương ca, ngươi che giấu hảo thâm a, ta mới biết được. Lâm tổng thế nhưng chính là tẩu tử. A, Trương Huyền có chút kinh ngạc, người sao biết? Trương ca, hiện tại toàn công ty người đều đã biết a, lần trước người bò đến đỉnh lâu, không muốn sống đem hạ tổng cứu tới, kia video toàn công ty người nhưng đều nhìn, hơn nữa có người chuyên môn hỏi thăm, ai không biết Lâm tổng chính là lão bà ngươi a, Trương ca, ngươi trộm nói cho ta.
Mưa Thu tiến đến Trương Huyền bên tai, người phía trước cho ta nói, người ở nhà địa vị đặc biệt cao, có phải hay không thật sự a? À, ta sao cảm giác có chút không tin đâu, Lâm Tổng loại này nữ cường nhân, ở nhà thật sự đặc biệt nghe ngươi lời nói. Đương nhiên, Trương Huyền một phách bộ ngực, người đừng nhìn nàng ở công ty vênh váo không được, một hồi về đến nhà, kia ngoan đến cùng miêu mễ giống nhau, ngươi Trương ca nói gì, nàng liền nghe gì, mỗi ngày buổi tối đều đến cho ngươi Trương ca ta đoan nước rửa chân. Ta muốn tâm tình khó chịu, liền phạt nàng một đêm không được lên giường, đi chân tường phạt chạm. Trương Huyền nói chuyện thời điểm, kia phân tự tin, kia phân ngạo khí, liền cùng thật sự giống nhau. Trương ca, Mưa Thu nhỏ giọng hô một chút, đánh gãy Trương Huyền nói. Làm sao vậy, Trương Huyền còn đắm chìm ở chính mình trong ảo tưởng có chút vô pháp tự kiềm chế. Mưa Thu duỗi tay, động tác rất nhỏ chiều bên cạnh chỉ, ngươi xem. Trương Huyền theo Mưa Thu ngón tay phương hướng nhìn lại, sắc mặt nháy mắt suy sụp xuống dưới, liền thấy Lâm Thanh Hạm đang đứng ở một bên, đôi tay ôm ngực, chính mình vừa mới lời nói, đều bị nữ nhân nghe qua. Trương Huyền trên người ngạo khí, tự tin, trong nháy mắt này toàn bộ biến mất, hướng Lâm Thanh Hạm cười mỉa một tiếng, hắc hắc, lão bà, ngươi gì thời điểm tới a? Vừa vặn có việc tìm ngươi, ngươi đi tranh bệnh viện, này đều qua đi gần một tháng, ngươi cấp Mã hội trưởng bọn họ nói huấn luyện còn không có tin tức. Chính mình đi câu thông một chút đi, đem thời gian xác định xuống dưới. Lâm Thanh Hạ mặt vô biểu tình mở miệng, không thấy hỉ ưu. Trương Huyền liên tục gật đầu, được rồi, ta đây liền đi, cái kia Mưa Thu nha đầu, ca đi trước a. Trương Huyền chào hỏi sau, trốn cũng dường như rời đi Lâm thị cao ốc. Mưa Thu nhìn Trương Huyền này có chút chật vật thân ảnh, đáng yêu phun ra đầu lưỡi nhỏ. Ngân Châu Bệnh viện Nhân dân 1, Mã hội trưởng đám người chính vây quanh ở giường bệnh biên. Trên mặt toàn là chua xót. Hôm nay bệnh viện, tới một vị đặc thù người bệnh, này người bệnh nghe nói là hái thuốc trúng độc, giờ phút này chứng bệnh là cả người phát tím, nằm ở trên giường bệnh, hơi thở suy yếu. Mã hội trưởng chờ một chúng y sư từ rạng sáng liền bắt đầu đối vị này người bệnh tiến hành kiểm tra, lại một chút phương pháp đều không có. Các ngươi còn có thể hay không cứu? Ta nói cho ngươi, ta lão công nếu có cái gì không hay xảy ra, các ngươi này bệnh viện cũng liền chờ đóng cửa đi. Hữu danh vô thực, còn khai này bệnh viện làm gì? Một cái trung niên nữ nhân đứng ở giường bệnh biên, sắc mặt thật không đẹp. Đối mặt cái này trung niên nữ nhân, Mã hội trưởng đám người là giận mà không dám nói gì. Đêm qua, Mã hội trưởng bị sở y tế một tay một chiếc điện thoại từ trên giường kêu lên, đuổi tới bệnh viện. Nếu thật làm nữ nhân này không thoải mái, về sau Mã hội trưởng này bệnh viện khai, cũng sẽ không thuận lợi. Trương Huyền tán bước đi vào bệnh viện, cấp Mã hội trưởng gọi điện thoại. Nguyên bản chính vẻ mặt chua xót Mã hội trưởng, ở nhận được Trương Huyền điện thoại sau, lập tức lộ ra hưng phấn thần sắc, đúng vậy, chính mình như thế nào đem vị này thần y đã quên. Đối với Trương Huyền, Mã hội trưởng là tương đương có tin tưởng, đây là có thể làm Diêm Lập lão tiên sinh đều tự nhận không bằng thần y a, kia một tay châm cứu, có thể nói là hoa đà tái thế cũng không quá. Mã hội trưởng tự mình xuống lầu, đi nghênh đón Trương Huyền. Tiểu sư phó a tiểu sư phó. Ngươi tới thật đúng là quá kịp thời. Mã hội trưởng vừa thấy Trương Huyền, liền đầy mặt kích động nắm lấy Trương Huyền tay. Chương 305 giống nhau bệnh. Có người bệnh, Trương Huyền một chút liền nhìn ra tới. Đúng vậy, Mã hội trưởng không có chút nào che giấu gật đầu, nghe nói là hái thuốc thời điểm không cẩn thận trúng độc, chúng ta bệnh viện đến bây giờ đã kiểm tra 7 tiếng đồng hồ, nhưng một chút biện pháp giải quyết đều không có, tiểu sư phó, chỉ có thể dựa ngươi a. Trương Huyền cũng không có sốt ruột đáp ứng xuống dưới, mà là hỏi, người bệnh cái gì địa vị? Này, Mã hội trưởng lắc lắc đầu, ta cũng không biết. Kia trước nhìn kỹ hãng nói đi, Trương Huyền cho Mã hội trưởng một cái ba phải cái nào cũng được đáp án. Mã hội trưởng vội vàng dẫn đường, đem Trương Huyền mang hướng phòng bệnh. Còn ở cửa phòng bệnh đâu, Trương Huyền liền nghe được trong phòng bệnh truyền đến tiếng quát mắng. Các ngươi này đàn lang băm, có cái gì mặt sống ở trên thế giới này? Biết ta lão công là cái gì thân phận sao? Ta lão công nếu là có bất chắc gì, ta muốn các ngươi tất cả đều cút đi, thu về và hủy các ngươi làm nghề y tư cách chứng. Một đám phế vật, phế vật. Nghe này tiếng quát mắng, Trương Huyền nhíu nhíu mày, hắn làm nghề y cứu người, bản thân chính là xem tâm tình, chỉ có cái loại này vì xã hội làm ra cống hiến người, hoặc là Trương Huyền xem thuận mắt người, hắn mới có thể thi lấy viện thủ, nhưng hiện tại bên trong người này, hiển nhiên không ở Trương Huyền trợ giúp trong phạm vi. Này ngươi cũng không biết cái gì địa vị, Trương Huyền hỏi một tiếng, giống nhau dám như vậy kiêu ngạo người,
sẽ ở trước tiên liền nói ra bản thân át chủ bài. Thật không biết, Mã hội trưởng cười khổ một tiếng, chỉ là sở y tế một tay ngày hôm qua nửa đêm chuyên môn cho ta gọi điện thoại, làm ta đặc thù chiếu cố một chút. Hành đi, trước nhìn kỹ hãng nói. Trương Huyền gật gật đầu, đẩy cửa đi vào phòng bệnh chung. Phòng bệnh chung, chính vây quanh không ít bác sĩ, lần trước Trương Huyền cấp Milan làm cái kia u cắt bỏ giải phẫu, làm hắn ở bệnh viện cũng có không nhỏ danh khí, những cái đó bó tay không biện pháp bác sĩ vừa thấy Trương Huyền tới, hoặc nhiều hoặc ít đều lộ ra một bộ như chút được gánh nặng biểu tình, có vị này thần y ở, hẳn là không có gì vấn đề đi. Trương Huyền nhìn thoáng qua trên giường nằm người bệnh. Một cái trung niên nam nhân, dáng người kiện thạc, nên là hàng năm đều ở rèn luyện, giờ phút này cái này trung niên nam nhân, cả người đều lan tràn một loại thâm tử sắc, đồng tử che kín tơ máu, hơi thở mỏng manh, thân thể thỉnh thoảng phát ra co rút, hiển nhiên ở thừa nhận thật lớn thống khổ. Đây là như thế nào chúng độc? Trương Huyền hỏi một tiếng. Phụ nữ trung niên nhìn Trương Huyền liếc mắt một cái, không nói gì. Mã hội trưởng trở về một tiếng, hái thuốc. Trương Huyền lại hỏi, thải cái gì dược, ở đâu thải dược? Này cùng ngươi có quan hệ sao? Ngươi tính đang làm gì? Phụ nữ trung niên trừng mắt nhìn Trương Huyền liếc mắt một cái. Bác sĩ cùng kế toán giống nhau, đều chú ý một cái tư lịch, Trương Huyền loại này tuổi trẻ gương mặt, tự nhiên sẽ không bị người coi trọng. Trương Huyền nhìn phụ nữ trung niên liếc mắt một cái, không nói gì, Mã hội trưởng, cho ta lấy thủ lao châm tới. Mã hội trưởng vội vàng nhích người, thực mau liền lấy một bao ngân châm giao cho Trương Huyền. Trương Huyền rút ra một cây ngân châm, nhìn thoáng qua sau, thủ đoạn thoáng dùng sức, đem châm chọc chát nhập trung niên nam nhân gót chân, nhẹ vê hai hạ sau, theo sau lấy ra. Châm mới vừa ra, trung niên nam nhân gót chân liền lộ ra một ít màu đen máu. Trương Huyền mày nhăn chặt vài phần, lại lần nữa hỏi, ta yêu cầu biết cụ thể tình huống, ở đâu hái thuốc, thải cái gì dược. Phụ nữ trung niên nhíu nhíu mày, dùng một loại cảnh cáo ngữ khí nói, ngươi xem bệnh liền xem bệnh. Không nên người biết đến đồ vật đừng hỏi. Trương Huyền hít sâu một hơi, ta yêu cầu biết cụ thể tình huống, mới có thể đúng bệnh hốt thuốc. Phụ nữ trung niên không để ý tới Trương Huyền, mà là nhìn về phía Mã hội trưởng, chất vấn nói, ta nói các người bệnh viện có hay không điểm quy củ. Chữa bệnh là được, có một số việc là các ngươi loại người này có thể biết được sao. Này, Mã hội trưởng trên mặt lộ ra một tia khó xử, bác sĩ chữa bệnh, chú ý một cái vọng, văn, vấn, thiết. Trong đó hỏi, là rất quan trọng phân đoạn, nhưng hiện tại đối phương liền như thế nào chúng độc đều không muốn nói, này liền có chút làm người không biết nên như thế nào xuống tay. Nếu không muốn lời nói, này bệnh, ta trị không được. Trương Huyền đem ngân châm buông, Mã hội trưởng, thứ ta bất lực. Này, Mã hội trưởng lại thấy thế nào không ra, Trương Huyền căn bản không đem hết toàn lực, hắn ra tiếng hướng kia phụ nữ trung niên khuyên nhủ, nữ sĩ. Ngươi liền đem ngươi trưởng phu như thế nào chúng độc cấp tiểu sư phó nói một chút, tiểu sư phó chính là thần y a. Hắn, thần y, phụ nữ trung niên khinh thường nhìn Trương Huyền liếc mắt một cái, vô luận từ phương hướng nào, nàng đều nhìn không ra Trương Huyền có một chút thần y bộ dáng, sẽ không trị liền sẽ không trị, thiếu tại đây cho ta làm bộ làm tịch, loại người này ta nhìn liền phiền lòng. Tùy tiện, Trương Huyền không sao cả cười cười, Mã hội trưởng, ta hôm nay tới, là cho các ngươi nói huấn luyện sự. Người xem liền này Chu, người tuyển cái thời gian, thông chi một chút. Trương Huyền nói xong, quay đầu liền đi. Không đợi Trương Huyền đi ra vài bước, phòng bệnh môn đã bị một người hộ sĩ đẩy ra. Hộ sĩ trên mặt tràn ngập hoảng loạn, viện trưởng, lại tới một vị người bệnh, tình huống cùng tối hôm qua vị kia giống nhau như đúc. Ở hộ sĩ nói xong câu đó thời điểm, Mã hội trưởng cùng cái kia phụ nữ trung niên sắc mặt đồng thời biến đổi. Bác sĩ, cầu xin các ngươi. Cứu cứu ta ba ba đi. Một đạo khóc tiếng la ở phòng bệnh ngoại vang lên. Ngay sau đó, liền thấy một người nhìn qua có 17 đến 18 tuổi, lớn lên phi thường xinh đẹp tiểu mỹ nữ chạy tiến trong phòng bệnh, kia hoa lê dính hạt mưa bộ dáng chọc người đau lòng. U, nhà người kia lão quỷ còn chưa có chết đâu. Thật là phúc lớn mạng lớn a. Trong phòng bệnh kia phụ nữ trung niên phát ra tiếng cười. Là ngươi, tiểu mỹ nữ vừa thấy phụ nữ trung niên. Trong mắt liền sinh ra thù hận ánh mắt, chính là ngươi hại ta ba, chúng ta hảo tâm giúp các ngươi lại lấy oán trả ơn. Trương Huyền nhìn đến, ở ngoài phòng bệnh, một cái trung niên nam nhân đang ngồi ở trên xe lăn, đồng dạng cả người phát tím, trong mắt che kín tơ máu, hơi thở mỏng manh, cùng trên giường cái kia người bệnh bệnh trạng giống nhau như đúc. Trương Huyền quan sát đến, này ngồi ở trên xe lăn trung niên nam nhân,
hổ khẩu dài quá một tầng thật dày vết chai, này tuyệt không phải làm việc nhà nông sinh ra, này chỉ khớp xương cũng so thường nhân cũng thô to rất nhiều, là cái người biết võ. Trương Huyền đi ra phía trước, bắt lấy xe lăn nam nhân thủ đoạn, ở này mạch đập chỗ nhẹ nhàng cảm ứng, người mạch nhảy ra tốc, không riêng trúng độc, còn bị thương. Xe lăn nam nhân vô lực gật gật đầu. Chính là bọn họ hai người bọn họ đã thương ta ba. Kia mỹ nữ trong mắt tràn ngập thù hận chừng mắt trong phòng bệnh cái kia phụ nữ. Cho ta nói hạ cụ thể tình huống, các ngươi này không phải hái thuốc trúng độc đi. Trương Huyền lại nhìn một chút, ở xe lăn nam nhân cổ chỗ, có rất nhiều thật nhỏ miệng vết thương. Đương nhiên không phải cái gì hái thuốc, mỹ nữ dùng sức lắc đầu, ta ba là cái đồ cổ cất chứa người yêu thích, khoảng thời gian trước, Đại Mạc có kiện tân khai quật văn vật, ta ba chuyên môn đi chụp lại đây, đêm qua, gặp được này hai người xe thả neo. Ta ba liền hảo tâm mang theo bọn họ đoạn đường, ai ngờ bọn họ đã sớm mưu đồ ta ba chụp kia kiện văn vật, ta ba liền cùng bọn họ đánh lên, kết quả ta ba sau khi bị thương liền thành như vậy, chính là hai người bọn họ cho ta ba hạ độc. Chương 306 thi độc. Tiểu tiện hóa, ngươi nhưng đừng ngậm máu phun người, ta còn nói là ngươi kia đáng chết cha cho ta lão công hạ độc đâu. Phụ nữ trung niên bị người vạch trần, liền giống như bị dẫm đến cái đuôi miêu giống nhau. Một chút liền tạc mau. Tiểu mỹ nữ lúc này mới chú ý tới trên giường bệnh nằm cái kia trung niên nam nhân. Báo ứng, đây là hai người các ngươi báo ứng. Các ngươi loại này ác nhân, sớm muộn gì sẽ tao trời phạt. Trương Huyền nghe xong tiểu mỹ nữ nói sau, lại đi đến giường bệnh biên, xốc lên cái kia trung niên nam nhân quần áo, phát hiện cái này trung niên nam nhân bụng nhỏ chỗ cũng có chút miệng vết thương. Ngươi làm gì? Phụ nữ trung niên hét lên một tiếng, một phen đẩy ra Trương Huyền. Ai làm ngươi chạm vào ta lão công? Lăn một bên đi. Trương Huyền không lý phụ nữ trung niên, sắc mặt lại là khó coi rất nhiều, mày nhăn thực khẩn, thi độc. Mã hội trưởng nghe được Trương Huyền nói, trong lòng giật mình, thi độc. Tiểu sư phó, trên thế giới này thực sự có thi độc tồn tại? Đương nhiên là có, Trương Huyền gật đầu, cái gọi là thi độc, cũng không phải chỉ mỗi một loại chỉ một độc tố, mà là phần tử trên cơ thể người nội biến dị hình thành một loại virus biến dị. Thả căn cứ thi thể DNA tạo thành bất đồng, thi độc cũng sẽ phân mạnh yếu, không có cố định xử lý phương pháp. Mã hội trưởng, ngươi cho ta chuẩn bị chút dụng cụ, ta muốn phân tích loại này virus, bọn họ trên người độc, hẳn là từ kia kiện văn vật thượng truyền đến. Trương Huyền nói xong, lại hỏi cái kia tiểu mỹ nữ, kia kiện văn vật đâu? Cho ta xem. Ở trong xe, ta đi lấy. Tiểu mỹ nữ vội vàng chạy ra ngoài phòng bệnh, thực mau, cầm một tôn chỉ có lớn bằng bàn tay tiểu đỉnh lại đây. Trương Huyền tiếp nhận cái này tiểu đỉnh, phát hiện đỉnh thân bốn phía che kín màu xanh lục rêu xanh. Trương Huyền cẩn thận khấu hạ trong đó một tiểu khối, lại dùng ngân châm ở xe lăn nam nhân trên người thả chút huyết, thật cẩn thận thu thập lên. Mã hội trưởng một chiếc điện thoại, bệnh viện liền chuyên môn cấp Trương Huyền đằng ra một cái xét nghiệm thất. Trương Huyền chui vào xét nghiệm thất chung, đùa nghịch một ít tinh vi dụng cụ. Thực mau, Trương Huyền phải ra một cái kết luận, xe lăn nam nhân trên người trúng độc. Cùng từ đỉnh thượng quát hạ rêu xanh chung, có 80% tương tự độ. Làm minh bạch này đó, Trương Huyền liền đem đến ra số liệu chia tương lai, làm tương lai cấp ra một cái biện pháp giải quyết. Trương Huyền đều không phải là một cái cũ kỹ người, hắn là học trung y, nhưng có càng phương tiện phương pháp khi, hắn sẽ không một mặt sử dụng trung y pháp. Thực mau, tương lai liền trở về một tổ số liệu cấp Trương Huyền, loại này số liệu loại đồ vật, đối tương lai mà nói, là lại đơn giản bất quá. Trương Huyền nhìn tương lai truyền quay lại số liệu, thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn dáng vẻ, loại này thi độc, đều không phải là cái loại này đặc biệt lợi hại. Trương Huyền dựa theo tương lai cấp ra đáp án, xứng chút dược. Lúc này, phụ nữ trung niên hai vợ chồng, còn có cái kia tiểu mỹ nữ cha con hai, đều ở cùng gian trong phòng bệnh. Đương mã hội trưởng biết được hai người chung đều là thi độc sau, liền đem này gian phòng bệnh cách ly. Trương Huyền cầm ngao tốt dược liệu, đi vào trong phòng bệnh. Hướng tiểu mỹ nữ nói, từ từ ta sẽ ở ngươi ba trên người lấy máu, sở hữu ta kim đâm quá địa phương, ngươi đều đem này đó thuốc mỡ bôi lên đi, còn có ngươi ba bị thương địa phương, cũng muốn bôi lên thuốc mỡ, nhớ rõ, nhất định phải bôi đều đều, biết sao? Ân, tiểu mỹ nữ dùng sức gật đầu, bác sĩ, ta ba có thể trị được chứ? Có thể, lại không phải cái gì bệnh nặng, Trương Huyền lộ ra tự tin tươi cười. Ở Trương Huyền tươi cười cảm nhiễm hạ. Tiểu mỹ nữ cũng trở nên rộng rãi rất nhiều, tiếp nhận Trương Huyền trong tay ấm thuốc, dựa theo Trương Huyền vừa mới nói,
bôi trên chính mình phụ thân miệng vết thương thượng. Trương Huyền Tắc cầm trong tay ngân châm, động tác không nhanh không chậm trợ giúp tiểu mỹ nữ phụ thân lấy máu. Trương Huyền lần đầu tiên thả ra huyết, là thuần màu đen, theo thuốc mỡ bôi, trong máu màu đen càng ngày càng ít, Trương Huyền mỗi lần lấy máu không nhiều lắm, cũng liền vài giọt, đến cuối cùng, máu đã hoàn toàn biến thành màu đỏ, mà tiểu mỹ nữ phụ thân trên người màu tím, cũng tất cả cởi ra, chỉ là suy yếu làm sắc mặt của hắn có vẻ thực tái nhợt, nhưng cũng so với phía trước xanh tím không biết muốn hảo nhiều ít, hơi thở đều vững vàng rất nhiều. Hảo, nhớ rõ, kia tiểu đỉnh thượng rêu xanh, muốn sớm chút rửa sạch rớt, đỉnh cũng muốn làm tiêu độc xử lý, loại này chôn ở dưới nền đất đồ vật, trời biết chất chứa nhiều ít vi khuẩn. Trương Huyền báo cho một tiếng, lại cấp tiểu mỹ nữ công đạo một ít những việc cần chú ý. Cảm ơn bác sĩ, tiểu mỹ nữ vẻ mặt cảm kích hướng Trương Huyền nói. Tạ liền miễn, từ từ bình thường đem đăng ký phí cùng tiền thuốc men đều giao đi. Trương Huyền hơi hơi mỉm cười, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Mã hội trưởng vẫn luôn đều đứng ở phòng bệnh chung, đương nhìn đến Trương Huyền thành công đem tiểu mỹ nữ phụ thân chữa khỏi sau, trong lòng vẫn luôn nhắc tới tới khí cũng buông một mảng lớn. Nữ sĩ, ta chưa nói sai đi, này tiểu thần y, có thể trị. Phụ nữ trung niên gật gật đầu, hướng Trương Huyền thét ra lệnh nói, lăng cái gì đâu, còn không mau tới cấp ta lão công chữa bệnh. Chữa bệnh, Trương Huyền vẻ mặt nghi hoặc nhìn phụ nữ trung niên, ngươi vừa mới không phải nói, ta không thể trị. Phụ nữ trung niên hừ lạnh một tiếng. Nếu người nào đó nói ta không thể trị, ta làm gì còn muốn đi trị. Trương Huyền duỗi người, Mã hội trưởng. Nhớ rõ ta cho ngươi nói sự a, liền này chu, ngươi đem người đều thông chi đến, sau đó cho ta cái thời gian. Trương Huyền nói xong, chiều phòng bệnh ngoại đi đến. Mã viện trưởng, đây là các ngươi bệnh viện cách làm. Tin hay không ta cho các ngươi này bệnh viện khai không đi xuống. Phụ nữ trung niên vẻ mặt khó chịu nhìn Mã hội trưởng. Mã hội trưởng cười khổ một chút, nữ sĩ, vị này tiểu thần y, cũng không về chúng ta bệnh viện quản a, hắn nếu nói không cứu. Vậy thật sự không cứu, vì ngươi tiên sinh suy nghĩ, ngươi liền cùng tiểu thần y nói lời xin lỗi đi. Làm ta cho hắn xin lỗi. Phụ nữ trung niên giống như nghe được thiên đại chê cười giống nhau, ngươi biết ta cái gì thân phận sao? Làm ta cho hắn xin lỗi. Hắn có thể nhận được khởi sao? Thấy phụ nữ trung niên như vậy, Mã hội trưởng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc lắc đầu, không có nói cái gì nữa, hiện tại phía trên lại trách tội xuống dưới, Mã hội trưởng cũng có thể thoát thân, chính mình tìm tới thần y. Là nữ nhân này chính mình tâm cao khí ngạo, đem nhân ra thần y chọc giận, đến lúc đó sở y tế một tay cũng vô pháp nói chính mình cái gì. Kia tiểu mỹ nữ hỏi Mã hội trưởng muốn Trương Huyền liên hệ phương thức, ở Trương Huyền không đồng ý dưới tình huống, Mã hội trưởng cũng không dám tùy tiện đem Trương Huyền liên hệ phương thức cho người ta, làm tiểu mỹ nữ có vẻ thật đáng tiếc, còn tưởng chờ phụ thân xuất viện sau, hảo hảo cảm ơn vị này ân nhân đâu. Trương Huyền rời đi sau, nhìn hạ thời gian, cấp Tần Nhu gọi điện thoại. Giữa trưa có rảnh sao, cùng nhau ăn cơm. Mặt trời mọc từ hướng Tây, Trương Đại vội người chủ động ước ta ăn cơm. Điện thoại chung, truyền đến Tần Nhu cười duyên thanh, như thế nào, có phải hay không tối hôm qua ta cho ngươi đề nghị, ngươi nghĩ thông suốt. Trương Huyền cảm giác chính mình cái trán có điểm mạo mồ hôi, nữ nhân này a, một khi liêu chín lúc sau, quả nhiên so nam nhân muốn bôn phóng nhiều. Vậy giữa trưa, cùng nhau ăn cơm, ta đi các ngươi công ty chờ ngươi. Trương Huyền vội vội cắt đứt điện thoại, không dám lại cùng Tần Nhu tiếp tục lưu đi xuống, sợ nữ nhân này lại nói ra cái gì kinh người nói tới. Đêm qua, Vương Tùng Phượng phân phó người liền ở hôm nay giữa trưa cấp Tần Nhu hạ cổ. Chương 307 Tần Nhu bằng hữu. Buổi sáng 10 giờ rưỡi. Hàng thị thị cục, đơn trang mặc vào cảnh phục, mang lên cảnh hàm, nhàn nhã ngồi ở một trương bàn làm việc trước, đem chân đáp ở trên mặt bàn, hưởng thụ hắn cấp trên vì hắn hướng phao cà phê. Đơn trang trước mặt tuy rằng phóng mấy cái án tông, nhưng hắn tâm tư lại hoàn toàn không ở mặt trên, mà là suy nghĩ, từ từ muốn đi tìm nhà ai cô nương, đi đâu ngoạn nhạc. Như vậy sinh hoạt, đơn trang cơ hồ mỗi ngày đều quá, tâm tình hảo, hắn liền tới thị cục tuần tra một phen, tâm tình không tốt, người đều không thấy được, mỗi tháng nên phát tiền lương, nên lãnh tiền thưởng, một phân không ít. Một nam nhân trung niên đi vào thị cục giữa, hắn ăn mặc một thân thường phục, gương mặt xa lạ. Kia ai a, ngồi không cái ngồi tướng, vẫn là cảnh sát sao? Đem chân của ngươi cho ta buông xuống. Trung niên nam nhân đối đơn trang quát lớn một tiếng. Đơn trang nhướng mày, vẻ mặt khó chịu nhìn về phía trung niên nam nhân, mẹ nó, ngươi ai a ngươi, biết này hắn sao là địa phương nào sao?
ngươi nói lão tử. Đơn Trang mới vừa mắng xong, liền thấy phụ thân hắn vẻ mặt nôn nóng xuất hiện ở thị cục. Ở nhìn thấy cái kia trung niên nam nhân sau, Đơn Trang phụ thân lập tức lộ ra cười nịnh, Chu thính trưởng, ngài đã tới như thế nào cũng không nói một tiếng đâu. Đơn Trang phụ thân đối trung niên nam nhân xưng hô, làm cục cảnh sát nội người trừng lớn đôi mắt, Đơn Trang cũng vội vàng đem chân từ trên mặt bàn thu lên. Chu thính trưởng cười lạnh một tiếng, ta lại không tới, người đơn cục trưởng nhi tử, đều mau đem ta cái mũ này hái được a, đơn cục trưởng, ta lần này tới, chính là giáp mặt thông chi ngươi, ngươi đã bị cách chức, phản tham cục đã bắt đầu điều tra ngươi sở hữu tài khoản, bao gồm ngươi trực hệ tài sản, gần đoạn thời gian, ngươi không thể tùy ý rời đi Hàng Thị, bao gồm ngươi thê nhi, cũng muốn ở Hàng Thị đợi, ai dám tự tiện rời đi, lấy chạy án xử lý. Chu thính trưởng nói, làm Đơn Trang phụ thân sắc mặt trắng bệch. Hắn có thể ngồi vào thị cục cục trưởng vị trí này, đạo lý đối nhân xử thế lại rõ ràng bất quá, này nói trắng ra là đắc tội với người a. Đơn Trang phụ thân trừng mắt nhìn chính mình nhi tử liếc mắt một cái, Đơn Trang cũng là mặt xám như cho tàn. Đang ở Ngân Châu Trương Huyền, nhìn mắt di động thượng viết đơn ra xuống ngựa tin nhắn, không sao cả cười, đem tin nhắn xóa bỏ. Đơn Trang lúc ấy chọc tới hắn, càng là công nhiên dùng ngôn ngữ nhục nhã Lâm Thanh Hạp, Trương Huyền như thế nào sẽ đi luôn. Đơn ra xuống ngựa, chỉ là bước đầu tiên, mặt sau, còn có khác trừng phạt chờ Đơn Trang. Ở 11 giờ thời điểm, Trương Huyền đi vào Hằng Viễn Thương Mậu, ngồi ở phòng khách chờ Tần Nhu. Nửa giờ sau, Tần Nhu xuống lầu, nhìn đến ngồi ở phòng khách Trương Huyền, hơi kinh ngạc một chút, dò hỏi trước đài Trương Huyền là đến đây lúc nào, trước đài nói cho Tần Nhu, Trương Huyền đã ngồi bực này hơn nửa giờ. Tần Nhu đi vào phòng khách chung, mặt đẹp thượng mang theo xin lỗi nói, Trương Huyền. Ta này vừa định cho ngươi gọi điện thoại đâu, hôm nay giữa trưa khả năng vô pháp cùng ngươi cùng nhau ăn cơm, một cái đã lâu không thấy bằng hữu cũng đột nhiên ước ta ăn cơm. Bạn trai, Trương Huyền mặt mang ý cười hỏi. Không phải, nữ tính bằng hữu. Tần Nhu trả lời nói, trong giọng nói mang theo chút giải thích ý vị, sợ Trương Huyền hiểu lầm cái gì. Không có việc gì, ngươi đem ta mang lên, ta thỉnh. Trương Huyền suy đoán, Tần Nhu cái này hồi lâu không thấy bằng hữu. Khả năng chính là Vương Tùng Phượng an bài người. Tần Nhu che miệng cười, ta là không thành vấn đề a, liền sợ ngươi Trương đại vội người tiêu pha. Ăn cơm địa phương, Tần Nhu bằng hữu đã đính hảo, là ở một nhà không tồi nhà ăn Trung Quốc, nhà này nhà ăn Trung Quốc rất có tiểu tư tình thú, một đám ghế lô đều không lớn, trang hoàng thực độc đáo, phù hợp hiện đại người trẻ tuổi giản lược thẩm mỹ. Trương Huyền cùng Tần Nhu dắt tay nhau tiến vào ghế lô, phát hiện ghế lô lý chính ngồi hai người, một nữ tính hẳn là chính là Tần Nhu nói cái kia lão bằng hữu, đối phương lớn lên cũng không tồi, chính là gương mặt kia vừa thấy liền động quá vài lần giải phẫu, cằm cùng cái mũi đều có vẻ mất tự nhiên, ăn mặc nhưng thật ra thực tiền vệ, thuộc về võng hồng kia một loại. Còn có một người tuổi trẻ nam nhân, người này xuyên thực bình thường, nhưng trên cổ tay mang kia khối giá trị 30 vạn biểu, chứng minh thân phận của hắn không bình thường, ở Trương Huyền tiến ghế lô thời điểm, cái này tuổi trẻ nam nhân liền vẫn luôn đánh giá Trương Huyền. Khang Huệ, đã lâu không thấy, Tần Nhu cùng tên kia nữ tính chào hỏi, theo sau đem ánh mắt phóng tới tên kia nam tính trên người, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, này không phải Ngô Hàn sao, Khang Huệ, ngươi gì thời điểm cùng Ngô Đại Thiếu ra liên hệ thượng. Chúng ta Tần Đại Mỹ nữ thật đúng là vội đâu, Khang Huệ cười một tiếng, ta ngày hôm qua liền ở chúng ta đại học trong đàn nói câu nghĩ đến tìm ngươi, Ngô Đại Thiếu liền lập tức cùng ta liên hệ thượng, xem ra nhiều năm như vậy, Ngô Đại Thiếu còn vẫn luôn niệm ngươi đâu. Đây là nhiều si tình nam nhân a. Tần Nhu cười một chút, không tiếp Khang Huệ nói, tới, cho các ngươi giới thiệu một chút, đây là Trương Huyền, ta bằng hữu, Trương Huyền, đây là Khang Huệ cùng Ngô Hàn, ta đại học đồng học, đã lâu cũng chưa gặp qua. Các ngươi hảo, Trương Huyền hướng này hai người cười cười, xem như chào hỏi. Bằng hữu, cái gì bằng hữu a? Bạn trai sao? Khang Huệ vẻ mặt bát quái đánh giá Trương Huyền. Ở nhìn đến Trương Huyền này thân giả dạng không có bất luận cái gì xuất sắc giờ địa phương, Khang Huệ trong mắt nhiều chút thất vọng. Tần Nhu mặt đẹp hơi hơi đỏ lên, nói bừa cái gì đâu, chính là bằng hữu bình thường. Hảo, mau ngồi đi, trước gọi món ăn. Khang Huệ không tiếp tục hỏi đi xuống, trực tiếp kêu tới người phục vụ. Bốn người muốn năm cái đồ ăn, mấy bình rượu, cũng coi như là tiểu tư tình thú. Ăn cơm thời điểm, Tần Nhu, Khang Huệ, còn có Ngô Hàn. Ba người đều lưu một ít đại học khi sự tình, Trương Huyền ngồi ở bên cạnh, vẫn luôn nghe ba người nói chuyện phiếm, cũng không như thế nào ra tiếng. Tần Nhu, người nói người điều kiện tốt như vậy,
làm gì không chạy nhanh tìm một cái đâu, ta cảm thấy Ngô đại thiếu thật rất không tồi, gia cảnh như vậy hảo, người lại như vậy mộc mạc, không trương dương, không làm ra vẻ, thật tốt nam nhân a. Khang Huệ nói chuyện thời điểm, vẫn luôn cấp Ngô Hàn xử ánh mắt. Đối này, Ngô Hàn cũng chỉ là hơi hơi mỉm cười, không nói thêm gì. Ai, Khang Huệ thở dài, Ngô đại thiếu, ngươi nói một chút ngươi, đều tốt nghiệp lâu như vậy, ngươi này thẹn thùng tính cách gì thời điểm có thể sửa lại a? Liền ngươi như vậy, sao có thể đuổi tới nữ hải đâu, ta nếu là có ngươi nhà này cảnh, sớm không biết bành trướng đến cái dạng gì, truy tần nhu nam nhân nhiều như vậy, ngươi không nỗ nỗ lực, như thế nào truy? Khang Huệ đầy mặt hận sắt không thành thép, lại đem ánh mắt phóng tới Trương Huyền trên người, này anh em, ngươi là đang làm gì a? Tần nhu hợp tác đồng bọn sao? Không phải, Trương Huyền lắc lắc đầu, trả lời nói, ta ở một nhà công ty đương tiêu thụ. Nga, vừa nghe cái này, Khang Huệ sắc mặt có thất vọng rất nhiều, tuy rằng chưa nói cái gì, nhưng cũng có thể nhìn ra tới, nàng là không thế nào tưởng phản ứng Trương Huyền. Tần nhu, ngươi cảm thấy chúng ta Ngô đại thiếu thế nào a? Hắn liền như vậy thẹn thùng, nếu không ngươi cho hắn một cơ hội, cùng hắn nơi trốn. Khang Huệ thử tính hỏi một tiếng. Này vẫn là thôi đi, Tần Nhu hơi hơi mỉm cười, ta tạm thời không phương diện này ý tưởng. Chương 308 người mới vừa nói chính là đối. Khang Huệ cùng Ngô Hàn ngồi ở một loạt, nàng âm thầm lôi kéo Ngô Hàn tay áo, cấp Ngô Hàn xử ánh mắt, ý tứ là làm Ngô Hàn biểu hiện một chút. Ngô mặt lạnh lùng thượng xuất hiện một tia nhút nhát, không dao động. Trương Huyền ngồi ở một bên, âm thầm quan sát này Ngô Hàn cùng Khang Huệ động tác, muốn nhìn ra hai người rốt cuộc là ai không thích hợp, nhưng hiện tại xem ra, hai người giống như cũng chưa gì tật xấu. Nguyên bản Trương Huyền tưởng Khang Huệ, kết quả Khang Huệ biểu hiện ra hết thảy, căn bản là không giống như là tới hại người, đến nỗi cái kia Ngô Hàn, nhút nhát, thiếu ngôn, hơn nữa nghe Khang Huệ nói, này Ngô Hàn cũng không phải cái gì thiếu tiền chủ, không cần thiết vì Vương Tùng Phượng làm chút chuyện gì. Ngô đại thiếu. Ngươi cần phải nghĩ kỹ a, truy Tần Nhu người, nhưng hải đi, ngươi muốn lại không nỗ lực, chờ Tần Nhu bị người cưới đi ngày đó, nhưng có ngươi khóc, nếu là ta, ra tới thỉnh cái mỹ nữ ăn cơm, ít nhất cũng đến kẹp cái đồ ăn gì đó đi. Ngô Hàn hít sâu một hơi, phảng phất làm nào đó quyết định giống nhau, kẹp lên một khối bánh chẻo áp chảo, phóng tới Tần Nhu mâm, Tần Nhu, ăn chút món chính. Nhìn đến Ngô Hàn này thông suốt động tác, Khang Huệ vừa lòng gật gật đầu. Mà Trương Huyền vào giờ phút này, sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn xác định, chính là Ngô Hàn. Làm Trương Huyền xác định, không phải Ngô Hàn cấp Tần Nhu kẹp đến bánh chẻo áp chảo, mà là ở Ngô Hàn duỗi tay đem bánh chẻo áp chảo phóng tới Tần Nhu bàn thời điểm. Trương Huyền rõ ràng ở Ngô Hàn trên cổ tay, nhìn đến một đạo phi thường thấy được ứ thanh, mà này ứ thanh, không phải một ngày hai ngày là có thể hình thành. Một cái đại thiếu, trên cổ tay vì cái gì sẽ có như vậy ứ thanh, làm người ở suy nghĩ sâu xa đồng thời. Lại ở cân nhắc cái này Ngô Hàn thân phận thật giả. Cảm ơn, Tần Nhu đối Ngô Hàn vi hơi cười, kẹp lên kia khối bánh chẻo áp chảo, liền chuẩn bị hướng trong miệng phóng đi. Đây là rau hẹ trứng gà nhân, ngươi không phải không yêu ăn rau hẹ sao, cho ta ăn đi. Trương Huyền ở Tần Nhu sắp đem bánh chẻo áp chảo bỏ vào trong miệng thời điểm, duỗi tay từ Tần Nhu chiếc đũa thượng đem bánh chẻo áp chảo bắt lại đây. Trương Huyền này một động tác, làm ghế lô nội ba người tất cả đều thay đổi sắc mặt. Tần Nhu trên mặt toàn là nghi hoặc, nàng trước nay đều không có không yêu ăn rau hẹ thói quen, hơn nữa Trương Huyền hiện tại cách làm, cũng cùng hắn ngày thường tính cách hoàn toàn bất đồng, lấy Tần Nhu thông tuệ, một chút liền đoán được, nơi này khả năng có chuyện gì. Ngô Hàn trên mặt, tắc nhiều vài phần khẩn trương. Khang Huệ càng nhiều vẫn là bất mãn, ta nói Trương Huyền, người này có ý tứ gì a? Đây là Ngô đại thiếu cấp Tần Nhu kẹp đến, lại không phải cho ngươi kẹp đến. Tần Nhu không yêu ăn này ngoạn ý. Ta đem rau hẹ cho nàng lấy ra tới. Trương Huyền nói, liền chuẩn bị đẩy ra bánh chẻo áp chảo. Vẫn luôn trầm mặc nhút nhát Ngô Hàn đột nhiên đứng dậy, ta đi đi WC. Nói, Ngô Hàn liền chuẩn bị chiều ghế lô ngoại đi đến. Thượng WC, từ từ lại đi, Trương Huyền một chân đem ghế lô môn đá trụ, làm Ngô Hàn không đường có thể đi. Trương Huyền, người đây là làm gì a? Tần Nhu lôi kéo Trương Huyền ống tay áo. Nàng có chút bị Trương Huyền này khác thường thái độ dọa tới rồi. Khang Huệ một phách cái bàn, không phải, ta nói, họ Trương, người này cái gì thái độ a? Trương Huyền không để ý đến Khang Huệ, mà là nhìn Ngô Hàn, nói thanh, ngồi xuống. Ngô Hàn theo bản năng liền một lần nữa ngồi vào ghế trên mặt tràn ngập một tia sợ hãi.
Ngô đại thiếu, nhà ngươi xí nghiệp, tên gọi là gì a? Trương Huyền tùy tiện chọn một vấn đề hỏi. Này, Ngô Hàn há miệng thở dốc, nhất thời trả lời không lên. Khang Huệ bất mãn, nàng nhìn về phía Trương Huyền, mở miệng, họ Trương, Ngô Hàn gia xí nghiệp tên gọi là gì cùng ngươi có quan hệ sao? Ta không hỏi ngươi, Trương Huyền đột nhiên trừng mắt nhìn Khang Huệ liếc mắt một cái. Ở Trương Huyền ánh mắt hạ, Khang Huệ theo bản năng nhắm lại miệng. Trả lời ta, nhà ngươi xí nghiệp, tên gọi là gì? Trương Huyền lại lần nữa nhìn về phía Ngô Hàn. Ta, Ngô Hàn há miệng thở dốc, theo sau cổ một ngạnh, này cùng ngươi có quan hệ gì? Trương Huyền hơi hơi mỉm cười, kia hảo, ta hỏi ngươi cá biệt, ngươi trên tay này khối biểu, là cái gì thẻ bài? Vấn đề này, làm Ngô Hàn biểu hiện hơi chút chấn tĩnh một ít, Patek Philippe 6104G001 hệ liệt, giá bán 29.3800, có cái gì vấn đề sao? Trương Huyền cười nhạo một tiếng, ngươi hảo hảo xem, này thật là Patek Philippe sao? Này hiển nhiên là Vacheron Constantin 000P8200, Ngô đại thiếu, ngươi liền chính mình biểu là cái gì, đều phân không rõ sao? Này biểu là ngươi sao? Chê cười, không phải ta vẫn là ngươi không thành, ta chỉ là nhớ thành ta ra cửa mang chính là Patek Philippe, kết quả mang sai rồi, này khoản Vacheron Constantin, là ta thích nhất một khối. Ngô Hàn một bên nói chuyện, một bên dùng ống tay áo đem đồng hồ che khuất. Ngô đại thiếu, ngươi hảo hảo xem, này khối, chính là Patek Philippe 6104G001A, ngươi lời kịch không có bối sai. Trương Huyền lại lần nữa cười. Ngô mặt lạnh lùng sắc đột nhiên biến đổi, hắn biết, chính mình bị người chơi. Họ Trương, ngươi rốt cuộc là có ý tứ gì, Ngô đại thiếu mang cái gì biểu, cùng ngươi có quan hệ sao? Khang Huệ lại lần nữa ra tiếng, đồng thời đối Ngô Hàn nói, Ngô đại thiếu, ngươi không cần để ý đến hắn. Tần Nhu mắt đẹp chung cũng toàn là nghi hoặc, bất quá nàng không nói gì thêm, nàng biết, Trương Huyền làm như vậy, nhất định có Trương Huyền nguyên nhân. Trương Huyền hướng Khang Huệ lắc lắc đầu, hắn mang cái gì biểu, đương nhiên cùng ta không quan hệ, nhưng hắn kẹp lại đây này khối bánh trèo áp chảo, cùng ta đã có thể có quan hệ. Trương Huyền trong miệng, tự rơi xuống nháy mắt, Trương Huyền dùng chiếc đũa đem bàn chung kia khối bánh trèo áp chảo bỗng nhiên tách ra. Một cái màu đỏ dòi bọ thình lình xuất hiện ở mấy người trong mắt. Tại đây dòi bọ xuất hiện nháy mắt, Tần Nhu cùng Khang Huệ đều theo bản năng hét lên một tiếng, đến nỗi Ngô Hàn sắc mặt, tắc trở nên phá lệ khó coi. Ngô đại thiếu, Trịnh gia cho ngươi nhiều ít chỗ tốt, làm ngươi tới làm loại này có thể làm ngươi ở tù mọt công sự. Trương Huyền một chiếc đũa cắm ở dòi bọ trong thân thể, dòi bọ điên cuồng mấp máy vài cái sau, hoàn toàn héo đi xuống. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Vừa mới còn thế Ngô Hàn nói chuyện Khang Huệ, lúc này thanh âm đều có chút phát run. Này dòi bọ bề ngoài thật sự là quá hù người, thả nữ nhân bản thân liền sợ hãi loại đồ vật này, chẳng sợ nam nhân gặp được, đều sẽ theo bản năng đánh cái run. Tần Nhu lấy lại bình tĩnh, nhìn mắt Ngô Hàn, không có hé răng, hỏi hướng Trương Huyền, Trương Huyền, đây là cái gì? Một loại cổ, có người tưởng hạ đến ngươi trong miệng, làm ngươi rút đơn kiện. Trương Huyền trả lời đến. Ở hắn giọng nói rơi xuống nháy mắt, Trương Huyền bỗng nhiên ra tay, chiều Ngô Hàn cổ chộp tới. Ngô Hàn nơi nào có thể trốn đến quá Trương Huyền động tác, bị Trương Huyền bắt lấy cổ, sắc mặt nháy mắt nghẹn đến mức đỏ bừng. Nói cho ta, ngươi là Tần Nhu đồng học, Trịnh gia là như thế nào tìm tới ngươi, còn có, ngươi này đại thiếu thân phận, là từ đại học thời điểm liền bắt đầu trang. Trương Huyền đem vấn đề hỏi xong, mới buông ra Ngô Hàn cổ. Ngô Hàn tham lam thở dốc. Ngô Hàn, này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Khang Huệ ở một bên, nôn nóng hỏi, nàng lần này lại xem Ngô Hàn trong ánh mắt, tràn ngập xa lạ cảm. Chương 309 đặc thù địa vị. Ngô Hàn cảm thụ được ghế lô nội còn lại ba người ánh mắt, hít sâu một hơi, cuối cùng đem ánh mắt tỏa định ở Trương Huyền trên người, nói, ta hôm nay sáng sớm còn đã cảnh cáo Vương Tùng Phượng, nàng phái ra đi người đều thất bại, Tần Nhu bên người tuyệt đối có cao thủ bảo hộ, nàng phi không tin. Xem ra vị kia cao thủ, chính là ngươi. Trương Huyền không tỏ ý kiến cười. Ngô Hàn gật gật đầu, ta thân phận, không tính là thật, cũng coi như không thượng giả, ta thật là cái phú nhị đại, chẳng qua là cái tư sinh tử mà thôi, cha ta là Hằng Viễn cổ đông, hắn cùng Vương Tùng Phượng có hợp tác, đại học thời điểm, ta sinh hoạt còn tính không tồi, nhưng trước 2 năm, ta mẹ đi rồi sau, ta ngày lành cũng đến cùng, cha ta chính thê, sẽ thường xuyên lấy ta xì hơi. Ngô Hàn nói,
loát khởi chính mình ống tay áo. Lúc này đây, Trương Huyền thấy rõ, ở Ngô Hàn cánh tay thượng, tràn ngập vết thương. Ngô Hàn tự giễu cười, Vương Tùng Phượng nói cho ta, chỉ cần ta hoàn thành nhiệm vụ lần này, nàng sẽ cho ta một số tiền, làm ta vĩnh viễn đều không cần lại dựa vào cha ta tiền, mà cái kia thường xuyên ngược đãi ta tiện nhân, nàng cũng sẽ giúp ta giải quyết. Bất quá xem ra không cơ hội, tối hôm qua động thủ kia 5 người, đến bây giờ cũng chưa tin tức, bọn họ chỉ sợ liền thi thể đều tìm không thấy đi. Ngươi là cái người thông minh, Trương Huyền hướng Ngô Hàn gật gật đầu, ta cho ngươi một cơ hội, ngươi hiện tại đem cha ngươi tên nói ra, lại nói cho Vương Tùng Phượng nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành, ta cho ngươi 100 vạn, hơn nữa thả ngươi một con đường sống. Ở Trương Huyền nói xong lời nói khi, Ngô Hàn trong ánh mắt tràn ngập mãnh liệt ý động, nhưng hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài, mà là hỏi, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Ngươi không có lựa chọn, hoặc là ta giết ngươi, bắt ngươi di động, cấp Vương Tùng Phượng hồi tin tức, cha ngươi là ai, ta có thể tra được, ngươi biết đến, ta có năng lực này. Trương Huyền thật sâu nhìn Ngô Hàn liếc mắt một cái. Ở Trương Huyền dưới ánh mắt, Ngô Hàn không ngọn nguồn sinh ra một trận sợ hãi, cả người lông tơ đều lập lên, hắn gật gật đầu, hảo, ta đồng ý. Ngươi làm chính xác nhất lựa chọn, Trương Huyền búng tay một cái, cho ta cái thu khoản tài khoản, sau đó cấp Vương Tùng Phượng phát tin tức đi. Ngô Hàn móc di động ra, làm cho Trương Huyền mặt, cấp Vương Tùng Phượng đã phát cái nhiệm vụ hoàn thành tin tức, đồng thời nói ra phụ thân hắn tên, Ngô Hàn đều không phải là cùng phụ thân hắn một cái họ, mà là đi theo mẹ đẻ họ. Kiều Khôn, Tần Nhu nghe Ngô Hàn trong miệng nói ra người danh, trong lòng đã có chút phổ, đêm qua, Kiều Khôn là khuyên nàng rút đơn kiện khuyên tàn nhẫn nhất một người. Khang Huệ bị trước mặt phát sinh sự, làm đến đầu óc trống rỗng, nàng cảm giác, này đã có điểm vượt qua chính mình nhận chi phạm vi, những cái đó ở phim truyền hình cùng điện ảnh nhìn thấy kiểu đoạn, thế nhưng chân thật phát sinh ở chính mình trước mắt, chính mình cho rằng đại thiếu, là cái tư sinh tử, mà chính mình có chút khinh thường tiêu thụ viên, tùy tay lấy ra 100 vạn, còn có thể quyết định người khác sinh tử. Khang Huệ mồm to thở dốc, nỗ lực bình phục chính mình kích động nội tâm. Trương Huyền đem kia chỉ chết đi cổ trùng bao ở giấy, một phen lửa đốt sạch sẽ, theo sau 4 người giống như cái gì đều không có phát sinh giống nhau đi ra tiệm cơm, lẫn nhau cáo biệt. Ở Khang Huệ cùng Ngô Hàn rời đi sau, Trương Huyền đã phát cái tin nhắn đi ra ngoài. Nhìn hai người bọn họ động tác, có bất luận cái gì khác thường, sát. Trương Huyền ngồi trên Tần Nhu xe. Trương Huyền, người hôm nay chủ động ước ta ăn cơm trưa, là đã sớm biết việc này đi. Tần Nhu dựa vào chủ điều khiển thượng, cũng không có đem xe phát động, mà là tỉ mỉ đánh giá Trương Huyền khuôn mặt. Ân, Trương Huyền gật gật đầu, có chút người giấu ở bên cạnh ngươi, trước sau là cái tai họa ngầm, liền mượn này cơ hội bắt được tới. Ngươi lại đã cứu ta một hồi. Tần Nhu lấy ra một chi son môi, bôi trên chính mình môi đỏ thượng, đồ son môi nàng, càng tăng thêm vài phần quyến rũ mị lực, làm sao bây giờ, ta càng ngày càng thích ngươi, làm ta làm ngươi tiểu tam đi. Trương Huyền cười khổ một chút, đừng náo loạn. Ta nhưng không nháo, Tần Nhu vẻ mặt chính xác nhìn Trương Huyền, đột nhiên, nữ nhân không hề dấu hiệu thân thể trước khuynh, kia môi đỏ khắc ở Trương Huyền ngoài miệng. Một cổ thuộc về nữ nhân đặc có u hương truyền tiến Trương Huyền hơi thở chung, Trương Huyền bởi vì Tần Nhu cái này động tác, cả người đều ngây ngẩn cả người. 2 giây sau, nữ nhân một lần nữa ngồi thẳng, mặt đẹp thượng hiện lên một mặt đỏ bừng, ngươi có nguyện ý hay không? Là chuyện của ngươi, ta nhất định sẽ đuổi tới ngươi. Cái kia, ta còn có việc, đến đi trước a. Trương Huyền đột nhiên kéo ra cửa xe, trốn dường như vụt ra ngoài xe. Nhìn Trương Huyền bộ dáng, Tần Nhu cười khẽ hai tiếng, đem xe phát động, xử xa. Trương Huyền đứng ở ven đường, nhìn ở đường cái thượng dần dần biến mất bảo mã BMW, thở dài, thế giới này, khó nhất tiêu thụ, chính là mỹ nhân ân tình a. Cơm chưa sau. Trương Huyền chậm gì gì hoảng hồi Lâm Thị, hướng tiêu thụ trong văn phòng ngồi xuống, phóng nhãn nhìn lại, toàn bộ trong văn phòng liền hắn nhất nhàn. Mới nhậm chức Trần Giám Đốc nhìn thấy Trương Huyền nhàn hốt hoảng, không những không có cấp Trương Huyền bất luận cái gì sắc mặt xem, còn thực khách khí hỏi Trương Huyền có phải hay không cảm giác được oi bức, nếu thân thể không thoải mái nói, mỗi ngày đi làm thời gian có thể tự do điều chỉnh. Trương Huyền là Lâm Thanh Hạm lão công việc này, hiện tại toàn bộ Lâm Thị tập đoàn, không có ai là không biết. Kia đối đãi Trương Huyền thái độ, so đối đãi Lâm Thanh Hạm còn cung kính đâu. Trương Huyền đối giám đốc thái độ có chút bất đắc dĩ, mở miệng nói, Trần giám đốc, kỳ thật ngươi có thể cho ta một ít nhiệm vụ, ta mỗi ngày nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. À, nhiệm vụ, Nga, kia, vậy, kia như vậy đi,
chúng ta công ty chuẩn bị cùng một cái khách sạn hợp tác, ngươi cùng Mưa Thu kia nha đầu, đi thử thử kia đồ ăn thế nào đi, thuận tiện nhìn xem đại sảnh hoàn cảnh gì đó. Trần giám đốc phát hết óc, mới suy nghĩ như vậy cái nhiệm vụ ra tới, tuy rằng Trương Huyền ngoài miệng nói muốn nhiệm vụ, có thể hắn tổng tài lão công thân phận, ai dám dùng hắn a? Trương Huyền lắc lắc đầu, trong lòng biết chính mình đợi cho này, người khác cũng không được tự nhiên, đơn giản kêu thượng Mưa Thu, thật sự đi ra ngoài thí đồ ăn. Trương ca, người có phải hay không cảm giác rất buồn bực? Ra công ty, Mưa Thu hỏi. Trương Huyền bĩu môi, ta biểu hiện ra ngoài sao? Mưa Thu gật gật đầu, tất cả đều viết trên mặt, kỳ thật a, ta biết Trương ca ngươi là không gì cái giá, bất quá các nàng không biết a, này công ty đều là nhà ngươi, ai dám dùng ngươi a? Trương Huyền thở dài, xem ra cái này nghiệp vụ viên thân phận đã không thích hợp chính mình, đến hướng Lâm Thanh Hạm tự tiến cử một chút đi điểm khác cương vị, không thể mỗi ngày ăn no chờ chết không phải. Đúng rồi Trương ca, ta có chuyện, muốn cho ngươi giúp ta phân tích một chút. Gì sự? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Mưa Thu đáp, theo ta lần trước không phải đem xe bán sao, lại giúp ta ba còn tiền nợ, hiện tại trong nhà khai cái tiểu điếm. Ta nhị bá bọn họ liền hỏi ta ba này đều từ đâu ra tiền, ta ba liền đúng sự thật nói, hiện tại ta trong tay còn có cái tiểu 100 vạn, ta nhị thúc bọn họ kêu ta nói vun vào làm điểm cái gì, ta đối phương diện này cũng không hiểu, ngươi có thể giúp ta nhìn một cái sao. Chương 310, Triệu Tiên Sinh. Hành a, không thành vấn đề. Trương Huyền không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi, đầu tư phương diện này, hắn vẫn là thực lành nghề, 100 vạn nguyên đầu tư. Ở Trương Huyền xem ra là một cái rất đơn giản sự, lợi và hại phân tích cũng phi thường nhẹ nhàng. Nghe Trương Huyền trả lời, Mưa Thu híp mắt cười, Trương ca, kia cảm ơn ngươi lạp, ta nhị thúc bọn họ hôm nay liền đến, khả năng cơm chiều thời điểm sẽ nói việc này, đến lúc đó ngươi cùng ta cùng đi đi. Trương Huyền cấp Mưa Thu so một cái ok thủ thế. Trương Huyền đang theo Mưa Thu chiều cái kia khách sạn đi tới đâu, liền nhận được Mã hội trưởng điện thoại. Điện thoại mới vừa một tiếp khởi. Liền nghe Mã hội trưởng nôn nóng thanh âm ở trong điện thoại vang lên, tiểu sư phó, người mau tới hạ bệnh viện đi, ra phiền toái. Phiền toái, Trương Huyền vừa nghe, liền cảm giác việc này cùng sáng sớm cái kia phụ nữ trung niên có quan hệ, hành, ta hiện tại qua đi một chuyến. Thật là vất vả tiểu sư phó ngài. Trương Huyền cắt đứt điện thoại sau, cùng Mưa Thu nói một tiếng cơm chiều liên hệ, liền chiều bệnh viện chạy đến. Tới rồi bệnh viện thời điểm. Trương Huyền buổi sáng cứu chị kia đối cha con hai đã rời đi, đối phương lưu lại một chương danh thiếp, làm Mã hội trưởng chuyển giao cấp Trương Huyền, đồng thời làm Mã hội trưởng chuyển đạt, nếu Trương Huyền có bất luận cái gì yêu cầu trợ giúp địa phương, đều có thể theo chân bọn họ liên hệ. Loại này chơi đồ cổ người, giống nhau của cải đều thực giàu có, không cái mấy trăm triệu cũng không dám chạm vào. Bất quá Trương Huyền cũng liền đem tấm danh thiếp kia tùy tay nhận lấy, liền tên cũng chưa chú ý, thật muốn Trương Huyền đều đến tìm người hỗ trợ thời điểm. Kia phỏng trừng toàn cầu đều phải ra đại sự. Trương Huyền ở Mã hội trưởng dẫn dắt hạ, đi vào buổi sáng cái kia phòng bệnh. Đẩy khai phòng bệnh môn, này trong phòng trận trưởng, đem Trương Huyền giật nảy mình. Toàn bộ trong phòng bệnh, đen như mực một mảnh chen đầy, tất cả đều là thuần một sắc thân xuyên Âu phục đại hán, càng có một người, ăn mặc thường phục, tản ra một cổ quan uy, không ngừng quát lớn trong phòng bệnh bác sĩ. Những cái đó bác sĩ tất cả đều đem đầu thấp hèn. Một tiếng cũng không dám cổ họng. Ở phòng bệnh môn bị Trương Huyền mở ra thời điểm, trong phòng mọi người, trong nháy mắt này, tất cả đều đem ánh mắt tụ tập tới rồi Trương Huyền trên người. Mã hội trưởng trước tiên liền làm ra giới thiệu, tới, tiểu sư phó, cho ngươi giới thiệu một chút, vị này chính là chúng ta Ngân Châu Sở Y tế Phạm Cục trưởng, Phạm Cục, vị này chính là Trương Tiểu Thần Y, kia một tay y thuật liền Diêm Lập lão tiên sinh đều tự nhận không bằng, tuyệt đối là trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất ha. Nga, Trương Huyền không sao cả gật gật đầu. Phạm Cục tắc lấy một loại xem kỹ ánh mắt đem Trương Huyền từ đầu đến chân đánh giá một lần, theo sau nói, nghe nói ngươi có thể cứu người. Phạm Cục loại này ánh mắt cùng thái độ, làm Trương Huyền phi thường khó chịu, hắn hỏi ngược lại, cùng ngươi có quan hệ sao? Phạm Cục hừ lạnh một tiếng, tiểu tử, ngươi có biết hay không ngươi ở với ai nói chuyện? Tin hay không ta một câu, thu về và hủy ngươi làm nghề y tư cách chứng. Biết a. Trương Huyền gật gật đầu, một cái làm quan sao, bất quá ngượng ngùng a, làm nghề y tư cách chứng cái kia đổ vật, ta không có. Ngươi khiêu khích ta, Phạm Cục đem đôi mắt nheo lại, có loại không giận tự uy cảm giác, những cái đó đứng ở bên cạnh bác sĩ, đều có chút không dám nhìn tới hắn. Hảo,
cùng tiểu thần y nói chuyện, chú ý điểm ngữ khí. Lúc này, một đạo thanh âm ở giường bệnh biên vang lên. Những cái đó đứng ở trước giường bệnh hắc y đại hán tự hai bên trái phải tách ra, làm Trương Huyền có thể nhìn đến người nói chuyện. Đây là một cái nhìn qua hơn 50 tuổi nam nhân, ăn mặc một kiện màu đen kiểu áo tôn trung sơn. Nam nhân tay trái ngón tay cái thượng mang một quả bích ngọc nhẫn ban chỉ, sắc mặt hồng nhuận. Này trung niên nam nhân một mở miệng, Phạm Cục lập tức nhắm lại miệng, sắc mặt cung kính kêu một câu, Triệu tiên sinh. Triệu tiên sinh nguyên bản ngồi ở giường bệnh biên, giờ phút này đứng dậy, Triệu Trương Huyền đi tới, tiểu thần y, tuy rằng ta Triệu mẫu người không hiểu y thuật, nhưng ta cũng biết rõ y giả cha mẹ tâm đạo lý này, hiện tại người bệnh liền nằm ở ngươi trước mặt, ngươi lại có thể trị liệu, vì sao không trị đâu. A, à, Trương Huyền khẽ cười một tiếng, là nào đó người ta nói ta không thể trị. Triệu tiên sinh hơi hơi mỉm cười, nguyên lai tiểu thần y là đang giận lấy, kia như vậy, ta làm sáng sớm đối tiểu thần y bất kính người nọ, cùng tiểu thần y ngươi xin lỗi như thế nào. Triệu tiên sinh nói xong, quay đầu nhìn về phía tên kia phụ nữ trung niên. Phụ nữ trung niên trên mặt có chút nan kham, nhị ca, ta làm gì phải cho hắn xin lỗi a? Trên thế giới này có năng lực người nhiều đi. Có năng lực người là nhiều, nhưng người cho rằng, tam đệ hắn còn có thể căng bao lâu. Triệu tiên sinh thưởng thức tay trái ngón tay cái thượng nhẫn ban chỉ, xin lỗi đi. Ta, phụ nữ trung niên trên mặt lộ ra một mặt giãy giụa. Mau, xin lỗi, triệu tiên sinh lại lần nữa mở miệng. Nhị ca, ta, phụ nữ trung niên chính là không muốn, sáng sớm chính mình mới nói ra những lời này đó, hiện tại phải làm nhiều người như vậy mặt cấp một cái tiểu bối xin lỗi, này đến nhiều mất mặt a. Xin lỗi, vẫn luôn đều thực bình tĩnh triệu tiên sinh đột nhiên quát chói tai một tiếng, thanh âm đột nhiên đề cao. Này một tiếng, sợ tới mức phụ nữ trung niên một cái run run, không dám nói thêm nữa cái gì, đi đến Trương Huyền trước mặt, thấp giọng nói, thực xin lỗi. Gì ngoạn ý, Trương Huyền dùng tay phải ngón út đào đào lỗ tai, giái tai quá nhiều, ta không nghe được. Triệu tiên sinh đứng ở một bên, thanh âm lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, lớn tiếng một chút. Thực xin lỗi, phụ nữ trung niên lớn tiếng hô lên này ba chữ, trên mặt toàn là nan kham. Cho ai xin lỗi a? Cái gì thực xin lỗi? Trương Huyền vẻ mặt hài hước hỏi. Phụ nữ trung niên mày nhăn lại, ngươi không cần thật quá đáng. Nga, Trương Huyền gật gật đầu, quay đầu muốn đi. Triệu tiên sinh lại một lần ra tiếng, thành khẩn một chút. Phụ nữ trung niên ánh mắt theo bản năng nhìn quét một vòng, hít sâu một hơi, tiểu thần y, thực xin lỗi. Buổi sáng là ta đường đột, ta không nên như vậy nói chuyện. À, này cũng không tệ lắm sao? Trương Huyền vừa lòng gật gật đầu. Phụ nữ trung niên nói xong lời này sau, lập tức chui vào trong đám người mặt, như vậy xin lỗi phương thức, làm nàng cảm giác phi thường mất mặt. Triệu tiên sinh về phía trước vài bước, tiểu thần y, cái này nên vừa lòng đi, có không thi hạ viện thủ, cứu ta này tam đệ. Vẫn là có chút khó a. Trương Huyền nhíu mày, triệu tiên sinh đúng không? Người biết đến, ta người này lại không có làm nghề y tư cách chứng, hiện tại Phạm Cục tại đây đâu, ta ngay trước mặt hắn làm nghề y, chỉ sợ không phù hợp quy củ a. Triệu tiên sinh đem ánh mắt nhìn về phía Phạm Cục. Phạm Cục vội vàng xua tay, không có gì quy củ không quy củ, người yên tâm lớn mật cứu người là được. Hành, Trương Huyền đi đến mép giường, nhìn nhìn nằm ở trên giường trung niên nam nhân, đối phương hiện tại đã hoàn toàn lâm vào hôn mê, trên mặt mang theo dưỡng khí cháo tới duy trì. Trương Huyền thở dài, lắc lắc đầu, đi đến một bên. Trương Huyền này động tác, làm triệu tiên sinh trong lòng trầm xuống, vội vàng hỏi, tiểu thần y, ta tam đệ tình huống hiện tại thế nào? Đối với người bệnh tình huống, bệnh viện đã cấp ra báo cáo, độc tố ở bên trong thân thể lan tràn, tùy thời khả năng không được, cho nên triệu tiên sinh đám người mới cứ như vậy cấp. Trương Huyền khóe miệng một liệt, hắn tình huống có thể a, chỉ cần bài độc, là có thể đã tỉnh. Vừa nghe Trương Huyền nói như vậy, triệu tiên sinh trên mặt lộ ra một tia vui sướng, vậy thỉnh tiểu thần y cứu người đi. Cứu người, ai nói ta phải cho hắn xem bệnh, Trương Huyền vẻ mặt nghi hoặc. Chương 311, người biết một tỷ khái niệm sao? Trương Huyền nói, làm triệu tiên sinh sắc mặt hoàn toàn tối sầm xuống dưới. Vừa mới cấp Trương Huyền xin lỗi xong phụ nữ trung niên đương trường mắng, tiểu tử, người hắn sao chơi ta? Trương Huyền hướng về phía phụ nữ trung niên hơi hơi mỉm cười, hỏi lại một tiếng, chẳng lẽ ta biểu hiện còn chưa đủ rõ ràng sao? Ngươi, phụ nữ trung niên duỗi tay một lóng tay Trương Huyền, những cái đó Tây Trang đại hán, cũng tại đây nhất thời chờ, chiều Trương Huyền xông tới.
nhìn này đó đằng đằng sát khí tráng hán, Trương Huyền sắc mặt nhẹ nhàng thoải mái. Triệu tiên sinh sắc mặt liên tiếp biến ảo, theo sau phất phất tay, ý bảo những cái đó đại hán tất cả đều lui ra. Vị này tiểu thần y, xem ra ta còn là có chút coi khinh ngươi cùng ta đệ muội chi gian hiểu lầm, thật không dám giấu giếm, Triệu mỗ là cái người làm ăn, ta tin tưởng, dưới bầu trời này, sẽ không có vĩnh viễn địch nhân, hai bên là địch, chỉ là ích lợi còn không đạt được thống nhất mà thôi, như vậy, ngươi ra tay thi cứu ta tam đệ, chúng ta trả giá tương ứng thủ lao như thế nào? Triệu tiên sinh vươn một ngón tay. Chỉ cần ngươi có thể cứu hảo ta tam đệ, ta cho ngươi 100 vạn. Triệu tiên sinh giọng nói rơi xuống, kia phụ nữ trung niên cái thứ nhất biểu hiện ra không vui tới, nhị ca, ngươi xem tiểu tử này nghèo kiết hủ lậu dạng, cả người quần áo thêm lên không đến 1.000 đồng tiền, hắn nào giá trị 100 vạn, cho hắn 1 vạn đều tính hắn nhặt tiện nghi. Trương Huyền lắc lắc đầu, Triệu tiên sinh đúng không, ngươi lời nói, ta thật sự thực tán đồng, không có vĩnh viễn địch nhân, chỉ cần ích lợi thống nhất, bất luận kẻ nào đều có thể trở thành bằng hữu. Triệu tiên sinh vừa lòng gật gật đầu, xem ra tiểu thần y là người thông minh, ta Triệu mỗ người, thích nhất cùng người thông minh giao tiếp. Phụ nữ trung niên đứng ở bên cạnh, kia sắc mặt liền cùng táo bón giống nhau khó coi, 100 vạn a, bằng gì cấp tiểu tử này 100 vạn, liền hiện tại tâm tình của nàng tới nói, đem này đó tiền xé, thiêu, đều không muốn cấp Trương Huyền. Tiểu thần y, người đem người tài khoản nói cho ta, ta hiện tại liền cho ngươi chuyển khoản, như thế nào? Triệu tiên sinh phất phất tay, một gã đại hán lấy quá một bộ di động tới. Không vội, Trương Huyền duỗi tay ngăn lại Triệu tiên sinh động tác, ta cảm thấy, ngươi tam đệ mệnh, hẳn là không ngừng 100 vạn, mà ta ra tay một lần giá cả, cũng không ngừng 100 vạn, cái này giá cả, còn xa xa không đủ a. Tiểu tử, ngươi hắn sao đừng quá quá mức, phụ nữ trung niên lại lần nữa mắng ra tiếng, 100 vạn, đủ ngươi như vậy mặt hàng sống đời trước, ngươi còn có cái gì không vui. Bớt tranh cãi, Triệu tiên sinh thần sắc bất mãn chừng mắt nhìn phụ nữ trung niên liếc mắt một cái, theo sau lại đối Trương Huyền cười nói, tiểu thần y, kia chiếu ngươi xem, ngươi cảm thấy nhiều ít thích hợp. Trương Huyền chống cằm, trầm ngâm một chút, nói, ta cảm thấy đi, liền ngươi hiện tại bày ra này trận trượng, ngươi tam đệ mệnh, ít nhất cũng đến giá trị 1.000 vạn, bất quá ta người này, cũng không phải đầy trời chào giá, ta liền tính ngươi 500 vạn hảo. Triệu tiên sinh cười gật đầu, hợp tình hợp lý, kia tiểu thần y, ngươi ra thứ tay, lại giá trị bao nhiêu tiền đâu. Trương Huyền vươn một ngón tay. 1.000 vạn. Triệu tiên sinh hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó cười nói, lấy tiểu thần y bản lĩnh, cũng đáng cái này giới, liền 1.000 vạn. Không, 1.000 vạn không ngừng, Trương Huyền lắc đầu. 100 triệu, Triệu tiên sinh chân mày cau lại. Dù cho vừa mới Triệu tiên sinh mở miệng răn dậy, phụ nữ trung niên cũng nhịn không được, 100 triệu. Liền ngươi cái này nghèo kiết hủ lậu dạng, ngươi hiểu hay không 100 triệu là cái gì khái niệm? Thật đúng là dám mở miệng a. Trương Huyền treo lên vẻ mặt mỉm cười, nhẹ nhàng mở miệng, 1 tỷ. 1 tỷ. Trương Huyền nói ra con số, làm phụ nữ trung niên đột nhiên sửng sốt, trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào phản bác. Ha 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 ha, Triệu tiên sinh cười to vài tiếng, 1 tỷ, tiểu thần y, ngươi thật sẽ nói giỡn, ngươi có biết hay không, 1 tỷ là cái gì khái niệm? Triệu tiên sinh này vấn đề hỏi ra, không đợi Trương Huyền trả lời, hắn sắc mặt nháy mắt trở nên âm trầm đi xuống. Hai mắt như chim ưng giống nhau, gắt gao nhìn chằm chằm Trương Huyền, 1 tỷ, đủ mua ngươi cả nhà mệnh. Qua, Trương Huyền lộ ra một bộ hoảng sợ bộ dáng, ngươi là có ý tứ gì, là muốn giết người sao? Đây chính là cái pháp trị xã hội, bên cạnh còn có cái làm quan đâu, ngươi liền như vậy uy hiếp ta. Tiểu huynh đệ, ta Triệu mỗ người thưởng thức có bản lĩnh người, cho nên mới sẽ xưng hô ngươi một tiếng tiểu thần y, nếu ngươi không có chiêu thức ấy y thuật. Ngươi ở ta Triệu mỗ người trong mắt, bất quá là một con kiến mà thôi. Triệu tiên sinh đem vừa mới bắt được tay di động tùy tay một ném, thế giới này, không phải phẫn thanh thế giới, cũng không phải giảng đạo lý thế giới, là tiền tài thế giới, là quyền lực thế giới, 1 tỷ. Ngươi có biết hay không, ngươi loại người này, ở có được 1 tỷ người trong mắt, tính cái gì? Ở Triệu tiên sinh xem Trương Huyền trong ánh mắt, tràn ngập một loại đối đãi sinh mệnh miệt thị. Trương Huyền tò mò hỏi, tính cái gì? Cái gì đều không tính, ta cuối cùng cho ngươi một lần cơ hội, 1.000 vạn, ngươi cứu ta tam đệ, ta đương chuyện gì cũng chưa phát sinh quá. Bằng không hậu quả, chính ngươi suy xét, ta cho ngươi 3 giây thời gian tới tưởng, tam. Không cần suy nghĩ, Trương Huyền trực tiếp đánh gãy Triệu tiên sinh nói, con người của ta đâu,
làm việc nhất không sợ chính là hậu quả, cái kia Mã hội trưởng, ta đi trước ha. Trương Huyền hướng Mã hội trưởng phất phất tay, theo sau cũng không thèm nhìn tới Triệu Tiên Sinh đám người liếc mắt một cái, đi ra phòng bệnh. Triệu Tiên Sinh hiển nhiên không có dự đoán được Trương Huyền sẽ làm ra như vậy lựa chọn. Ở Trương Huyền rời đi trước tiên, Phạm Cục liền sốt ruột biểu hiện chính mình, hướng Mã hội trưởng hỏi, Mã viện trưởng, người tìm tới người này, là cái gì thân phận? Mã hội trưởng cười gượng hai tiếng, Phạm Cục, vị này tiểu thần y, là Lâm Thị Tập đoàn Lâm Tổng Trưởng Phu. Lần trước Lâm Thị cháy một chuyện, Mã hội trưởng cũng nghe nói, đối với Trương Huyền cùng Lâm Thanh Hạm chi gian quan hệ, cũng coi như là hiểu biết, đối này, Mã hội trưởng không có một chút ngoài ý muốn, thậm chí còn có một loại hẳn là như thế cảm giác. Cũng liền Lâm Thị Lâm Tổng, mới có thể xứng đôi như vậy ưu tú nam nhân a. Phạm Cục cùng Triệu Tiên Sinh đám người, nghe được Mã hội trưởng nói, đều là biểu tình sửng sốt. Lâm Thị uy danh, đang ở Ngân Châu, có ai không nghe nói qua, Lâm lão gia tử địa vị, càng là không người có thể so sánh, hiện tại Lâm Thị tập đoàn toàn quyền giao cho cái kia họ Lâm nữ oa, đây là về sau Lâm gia người cầm lái a. Phụ nữ trung niên há miệng, nghẹn nửa ngày cũng không biết nên nói cái gì cho tốt. Một cái thị giá trị chục tỷ tập đoàn lão tổng trưởng phu, bị nàng nói thành là nghèo kiết hủ lậu tiểu tử, còn nói cấp một vạn đều tính người thắp nhang cảm tạ, này muốn truyền ra đi, chính mình không được bị người cười chết. Phạm Cục sắc mặt, còn lại là có chút tái nhợt, vừa mới vì lấy lòng vị này Triệu Tiên Sinh, chính mình chính là không ít nói lời nói, kết quả cuối cùng là, chính mình đắc tội chính là Lâm Thị lão tổng trưởng phu. Này, Lâm Thị có bao nhiêu đại lực ảnh hưởng, Phạm Cục chính là rất rõ ràng. Đối phương hơi chút nhằm vào dưới chính mình này cục trưởng, cũng sẽ không đương thoải mái a. Đến nỗi Triệu Tiên Sinh, còn lại là cho mày, Lâm Thị. Có ý tứ, xem ra, chúng ta chi gian mâu thuẫn, lại nhiều một tầng a. Chương 312, Bần Phú tranh lệch. Trương Huyền rời đi bệnh viện sau 15 phút nội, về Triệu Tiên Sinh đám người tư liệu, cũng đã gửi đi tới rồi hắn di động thượng. Triệu Thị Tập đoàn. Một cái ở gần trong một tháng cùng Ngân Châu hứng khởi xí nghiệp, này xí nghiệp lĩnh vực, bao dung mười mấy cái khu vực, tài chính tràn đầy, cùng Lâm Thị ở mấy cái hạng mục mặt trên đều có xung đột. Triệu Thị, có ý tứ, Trương Huyền khóe miệng liệt khai, chờ giải quyết hiến kinh sự, ta lại cùng ngươi hảo hảo chơi, hiện tại, làm ngươi nhảy nhót hai ngày. Trương Huyền đã quyết định, chờ lần này xử lý xong Vương Tùng Phượng sự, liền đi tranh yến kinh, đem sau lưng người nọ hoàn toàn bắt được tới. Giải quyết cái kia tai họa ngầm, chính mình liền không cần lại che giấu tung tích, làm chuyện gì, cũng đều phương tiện rất nhiều. Chờ Trương Huyền trở lại công ty, đã mau đến tan tầm điểm, hắn còn nhớ rõ buổi tối muốn giúp Mưa Thu xem đầu tư sự, liền cùng Lâm Thanh Hạm chào hỏi, nói buổi tối không quay về ăn cơm. Tan tầm sau, Trương Huyền cùng Mưa Thu cùng nhau ra công ty, hai người cũng không đánh cái xe gì, liền như vậy đi bộ chiều địa phương đi đến. Mưa Thu nói, ăn cơm địa phương đã đính hảo. Liền ở Tân Khải khách sạn, nàng nhị thúc một nhà cùng nàng ba đã ở khách sạn. Chờ Trương Huyền cùng Mưa Thu vừa đến Tân Khải khách sạn bãi đỗ xe thời điểm, liền nghe được một đạo giọng nữ vang lên. U, Mưa Thu, tới, ta còn nói chuẩn bị cho ngươi gọi điện thoại đâu. Trương Huyền cùng Mưa Thu hai người theo thanh âm nhìn lại, liền thấy một người lớn lên cùng Mưa Thu có ba phần giống tuổi trẻ nữ nhân, đang từ một chiếc giá trị 300 vạn chạy băng băng đại gờ thượng đi xuống tới. Trong tay còn vác một cái Chanel túi sách. Nữ nhân này cùng Mưa Thu so sánh với, nhiều vài phần mị khí, thiếu vài phần đơn thuần, diện mạo thượng cũng kém như vậy vài phần. Đồng thời, chạy băng băng đại gờ chủ điều khiển thượng đi xuống tới một người thanh niên diện mạo giống nhau, tiêu sái đem cửa xe đóng lại, chủ động hỏi, Thu Sương, đây là ngươi đường muội. Đúng vậy, thân ái, Thu Sương thân thiết vãn trụ nam nhân cánh tay, Mưa Thu. Đây là ngươi tương lai tỷ phu, Tôn Lượng. Ngươi hảo, Mưa Thu hướng Tôn Lượng hơi hơi mỉm cười. Ngươi hảo, thường xuyên nghe Thu Sương nhắc tới ngươi, nói là cái mỹ nữ, hôm nay vừa thấy, Thu Sương quả nhiên không có gạt ta. Tôn Lượng chủ động hướng Mưa Thu duỗi tay, biểu hiện thực thân sĩ, theo sau nhìn về phía Trương Huyền, vị này huynh đệ là. Đây là Trương Huyền Trương ca, Mưa Thu giới thiệu nói. Mấy người cho nhau chào hỏi sau, cùng nhau chiều khách sạn đi đến. Ở một gian không lớn phòng nội, Mưa Thu phụ thân, cùng với Mưa Thu nhị thúc phu thê, còn có Mưa Thu tam dưỡng phụ hai người, đều đã ngồi ở bên cạnh bàn, đang ở tán gẫu. Phòng môn mở ra, Mưa Thu cùng Thu Sương hai chị em đi vào ghế lô. Mưa nhỏ, như vậy mấy năm không thấy, trường như vậy xinh đẹp.
Mưa Thu Nhị Thúc cười nói. Đúng vậy, không riêng xinh đẹp, còn có bản lĩnh, không biết về sau ai có này phúc khí, tìm tới nhà của chúng ta Mưa Thu. Mưa Thu Tam Cô cũng nói như vậy. Mưa Thu này còn không có kêu người đâu, liền trước bị nói cái đỏ thẫm mặt, xấu hổ không được. Lúc này, ghế lô nội mấy người cũng chú ý tới cùng Mưa Thu cùng nhau tới Trương Huyền. Vị tiên sinh này là, Mưa Thu Nhị Thúc vẻ mặt nghi hoặc nhìn Trương Huyền. Mưa Thu phụ thân, đối Trương Huyền ấn tượng rất sâu, lúc ấy nếu không phải Trương Huyền, hắn đã có thể bị người hoàn toàn hố, thậm chí liền cái kia sòng bạc đều đi không ra đi. Đây là Tiểu Trương, Mưa Thu còn chưa nói lời nói, này phụ thân liền cấp Mưa Thu Nhị Thúc cùng Tam Cô giới thiệu lên, thượng một lần a, ít nhiều Tiểu Trương hỗ trợ. Trương Huyền kêu một tiếng thúc thúc a di hảo, xem như cùng mấy cái trưởng bối chào hỏi. Hành, kia mau ngồi đi, tới, gọi món ăn. Trương Huyền ngồi ở bên cạnh bàn, nghe Mưa Thu người nhà ở kia lưu một ít việc nhà, hắn phát hiện, chính mình ngày này đến vãn tẫn làm những việc này. Mấy năm nay sinh ý không thế nào khởi sắc a, phía trước mỗi năm lợi nhuận còn có hai cái nhiều trăm triệu, hiện tại có thể có 100 triệu liền cảm ơn trời đất. Mưa Thu Nhị Thúc một bên uống rượu, một bên cảm thán nói, hắn vỗ vỗ Tôn Lượng bả vai, này vẫn là ít nhiều tiểu tôn nhà bọn họ cho chút trợ giúp, bằng không liền này 100 triệu đều giữ không nổi. Tôn Lượng cười cười, Thu thúc thúc ngươi nói lời này liền khách khí. Mưa Thu Tam Cô ăn khẩu đồ ăn nói, nhị ca, không phải nói gần 2 năm mỏ than sinh ý ấm lại sao, ngươi lần trước 300 triệu nhiều thu cái kia mỏ than, hiệu quả và lợi ích thế nào a? Còn hành đi, liền hiện tại doanh số tới nói, một năm hồi bổn, sang năm là có thể lợi nhuận. Mưa Thu Nhị Thúc trả lời nói. Mưa Thu Tam Cô trên mặt xuất hiện một tia vui sướng, hảo, nhị ca, ta lúc trước nói thêm vào 3.000 vạn tài chính sự, ngươi nhưng đừng cự tuyệt a. Sao có thể chứ, Mưa Thu Nhị Thúc vẫy vẫy tay, đều người trong nhà, người truy là được. Ha ha, nhị ca, ta kính ngươi một ly. Mưa Thu Tam Cô giơ lên chén rượu. Ba, Thu Sương ngồi ở một bên, hờn dỗi một tiếng, ngươi làm Tôn Lượng cũng truy điểm tài chính tiến vào sao, không nhiều lắm truy, cũng liền 3.000 vạn thế nào. Tiểu Sương, Tôn Lượng lôi kéo Thu Sương ống tay áo. Tình cảm là tình cảm, sinh ý về sinh ý, ta sao có thể chiếm nhà các ngươi tiện nghi đâu. Mưa Thu Nhị Thúc cười lớn một tiếng, tiểu tôn a, đều người trong nhà, đừng nói hai nhà lời nói, làm ngươi truy 3.000 vạn tiến vào. Tôn Lượng sắc mặt vui vẻ, vội vàng giơ lên chén rượu, vậy đa tạ thúc thúc. Mưa Thu cha con hai nghe người nhà đối thoại, trong lòng có chút chua xót, có đoạn thời gian không liên hệ, không nghĩ tới người trong nhà đều phát triển trở thành như vậy, lại xem chính mình đâu. Nếu không phải khoảng thời gian trước vận khí tốt, có chiếc xe, hiện tại liền tiền nợ cũng không biết nên như thế nào còn. Mưa Thu phụ thân là ở một bên nghe được lo lắng xuông, nhịn không được hỏi, lão nhị, các ngươi nói lần này có cái tiểu sinh ý chiếu cố chúng ta, là gì a? Nga đối, Mưa Thu Nhị Thúc ăn khẩu đồ ăn, là có cái tiểu sinh ý, bất quá 100 vạn tài chính khẳng định là có điểm khiếm khuyết, ít nhất đến muốn cái 120 vạn tả hữu mới được. A. Mưa Thu phụ thân vừa nghe, sắc mặt liền tối sầm xuống dưới, 120 vạn. Này, này lấy không ra a. Ta nói đại bá, ngươi thật là sẽ không làm buôn bán a. Thu Sương mở miệng nói, hiện tại làm buôn bán, ai toàn lấy tiền mặt ra tới a, đều là dùng ngân hàng tiền cho chính mình kiếm tiền. Ngươi lần trước không phải nói Mưa Thu trên người có cái tiểu 100 vạn sao, ngươi lại bắt người kia gian cửa hàng đi ngân hàng thế chấp một chút, tùy tiện thải cái 20 vạn ra tới, xin ý thứ này. Là tiền lăn tiền, ngươi nhìn xem những cái đó đại xí nghiệp ra, ai không mắc nợ cái mấy chục thượng chục tỷ. Không tồi, Mưa Thu Tam Cô gật gật đầu, đại ca, ngươi này tư tưởng có chút quá cổ hủ, ngươi xem ta, hiện tại khai thượng 100 vạn xe, ngân hàng thiếu hai cái nhiều 100 triệu, kết quả đâu? Kiếm được càng nhiều. Này, Mưa Thu phụ thân trên mặt lộ ra khó xử thần sắc, hắn là nghèo sợ, cũng thiếu tiền thiếu sợ, hiện tại vừa nghe cho vay, trong lòng liền cảm giác không có yên lòng. Mưa Thu tiếp được chính mình phụ thân nói cha, nhị thúc, người nói chính là cái gì sinh ý a? Là có mấy cái hạng mục, người có thể chính mình lựa chọn một chút, lập thể bãi đỗ xe, nuôi dưỡng, giáo dục, chữa bệnh, người đều có thể lựa chọn một chút. Mưa Thu nhị thúc vừa dứt lời, liền nghe một đạo phản bác sinh ý vang lên. Không được. Chương 313, đừng bị che mắt. Mọi người đem ánh mắt phóng tới phát ra phản bác người trên người. Đúng là vẫn luôn ngồi ở chỗ kia cũng không nói gì Trương Huyền. Thu Sương nhíu nhíu mày, Mưa Thu, người này bằng hữu hắn. Đường tỷ,
Trương ca đối đầu tư phương diện này tương đối lành nghề, ta làm hắn tới giúp ta phân tích một chút. Mưa Thu giải thích một tiếng, sau đó nhìn Trương Huyền, chờ Trương Huyền bên dưới. Trương Huyền nói, liền Ngân Châu tình huống hiện tại tới nói, lập thể bãi đỗ xe hiển nhiên không thực tế, giá trị chế tạo ngẩng cao, 100 vạn cũng chỉ đủ giai đoạn trước lấy mà tiền, mặt sau lấy mà thế chấp, tiến hành đánh giá, từ ngân hàng cho vay lợi tức có thể đạt tới 4.9, chờ bãi đỗ xe xây lên tới thời điểm, lợi tức cũng không biết có bao nhiêu. Nuôi dưỡng nói, ở Ngân Châu không thích hợp, hiện tại Ngân Châu nhất hấp dẫn người, là hoang dại tím nấm, có thể bán được 500 một cân giá cao. Nhưng gieo trồng phương pháp ai cũng không có, nguy hiểm quá lớn, giáo dục cùng chữa bệnh này một khối, đã bị Lâm Thị nhận thầu, trừ phi ngươi làm cái loại này đầu tư 2-3 vạn tiểu bàn ăn huấn luyện. Trương Huyền đem vừa mới Mưa Thu nhị thúc theo như lời này đó đầu tư, tiến hành rồi nhất nhất phân tích. Mưa Thu, người này bằng hữu là làm gì đó? Nhà ai đầu tư công ty A? Thu Sương hỏi một tiếng. Trương Huyền chính mình trả lời nói, ta là Mưa Thu đồng sự, cùng nhau ở Lâm Thị làm tiêu thụ. Tiêu thụ, Thu Sương trong mắt xuất hiện một mạt khinh miệt, khi nào, làm tiêu thụ cũng hiểu đầu tư. Liền ngươi vừa mới những cái đó phân tích, ta còn tưởng rằng ngươi là cái thân gia mấy ngàn vạn lão bản đâu. Ha ha, Trương Huyền cười khẽ hai tiếng, hơi chút hiểu một ít. Ngươi hiểu vẫn là chúng ta hiểu a. Mưa Thu Tam Cô bất mãn nhìn Trương Huyền liếc mắt một cái, chúng ta này mấy trăm triệu đầu tư nói làm liền làm, 100 vạn tiểu đầu tư còn xem không rõ. Chính là... Mưa Thu nhị thẩm cũng ra tiếng, ta lão công nói này đó đầu tư, đều là hắn tỉ mỉ giúp Mưa Thu nha đầu này tuyển, chẳng lẽ, ngươi cho rằng ta lão công liền này đều xem không rõ, cố ý làm Mưa Thu bồi tiền. Huynh đệ, ánh mắt của ngươi có chút quá ngắn thiển, liền ngươi loại này tư tưởng, rất khó kiếm được tiền a. Tôn Lượng cũng mở miệng nói. Trương Huyền này buổi nói chuyện, có thể nói đưa tới chỉnh cái bàn người bất mãn. Nhị thúc, Trương ca cũng là hảo tâm, hắn là vì ta hảo. Mưa Thu vội vàng mở miệng, giúp Trương Huyền nói chuyện. Vì ngươi hảo chính là như vậy đoạn ngươi tài lộ. Thu Sương mở miệng nói, Mưa Thu, ngươi mới từ trong trường học ra tới, còn không hiểu nhân tâm hiểm ác, có chút người a, mặt ngoài nhìn nhân mô cẩu dạng, trên thực tế dụng tâm nhưng hiểm ác đâu, ngươi đừng tùy tiện dễ tin người khác, đến lúc đó bị lừa tiền lại lừa sắc a. Mưa Thu nhị thúc hướng Trương Huyền nói, tiểu tử, đây là gia đình chúng ta tụ hội, Mưa Thu nha đầu này không hiểu chuyện. Mang ngươi cùng nhau tới, chúng ta cũng không trách nàng, chỉ là chúng ta lưu một ít gia sự, ngươi vẫn là không cần tùy tiện xen mồm hảo. Mưa Thu phụ thân thấy Mưa Thu nhị thúc có chút giận dữ, vội vàng mở miệng, lão nhị, tiểu trương cũng đích xác giúp chúng ta không ít vội, hắn còn trẻ, có một số việc ngươi cũng đừng để trong lòng. À, tuổi trẻ là tuổi trẻ, ở nhà, có người quán, có thể đi đến xã hội thượng, liền không ai quán hắn, tiểu tử, họa là từ ở miệng mà ra đạo lý này. Ngươi cần phải suy nghĩ cẩn thận a. Mưa Thu nhị thúc sắc mặt bất thiện cảnh cáo nói, lấy ra một cây trung hoa ngậm ở trong miệng, cho chính mình bật lửa. Mưa Thu phụ thân đánh giảng hòa, một bên ý bảo Mưa Thu đừng nói nữa, một bên hướng Mưa Thu nhị thúc nói, lão nhị, ta kỳ thật cảm thấy, ngươi nói cái kia bãi đỗ xe thật sự không tồi, ta tuy rằng không lái xe đi, nhưng cũng có thể nhìn ra tới, hiện tại này dừng xe vị khẩn trương thực, nếu nháo cái bãi đỗ xe, tuyệt đối kiếm tiền. Mưa Thu nhị thuốc thật sâu hút điếu thuốc, nói, đây là thực rõ ràng, nếu không phải người trong nhà, ta cũng sẽ không cho ngươi nói, hiện tại ta trong tay có khối địa, liền ở trung tâm thành phố, ngươi nếu muốn, ta 120 vạn làm ngươi cầm đi, cũng coi như là người trong nhà ta giúp đỡ một chút ngươi, miếng đất này, bình thường đánh giá giá cả ở 200 vạn đến 350 vạn chi gian, ngươi đi ngân hàng tùy tiện có thể đem tiền thải ra tới, tuy rằng mặt cơ không lớn, chỉ có cái 1.000 bình phương. Nhưng làm cái lập thể bãi đỗ xe. Đó là dư giả. 1.000 bình phương, Mưa Thu nhị cô tiếp tục mở miệng nói, đại ca, này hiển nhiên là nhị ca cho ngươi phúc lợi a. Nếu cái lập thể bãi đỗ xe, liền cái loại này trên dưới vài tầng, liền trước tính 3 tầng, một cái xe vị, đại khái là 8 đến 9 bình phương, 1.000 bình phương, một tầng liền tính 100 xe vị, 3 tầng, 300 cái xe vị, hiện tại trung tâm thành phố dừng xe thu phí, 1 giờ 5 khối. Hướng lên trên mỗi giờ thêm 2 khối tiền, mỗi ngày ấn thấp nhất thu vào, một cái xe vị 51 khối, 300 cái xe vị liền tính 1.5 vạn tam. Mưa Thu nhị cô nói xong, lấy ra di động, chuyên môn cấp Mưa Thu phụ thân nhìn một chút miếng đất kia địa lý vị trí, quả nhiên là ở trung tâm thành phố đoạn đường, nơi đó mỗi ngày xe đều chật ních, không địa phương đình. Mưa Thu phụ thân trong mắt, xuất hiện nùng liệt ý động.
Nếu một ngày có thể kiếm 1 vạn 5, kia 1 năm xuống dưới, chính mình tài khoản là có thể trả hết, năm thứ 2 thượng nửa năm hồi bổn, 6 tháng cuối năm liền thuần kiếm A, 1 năm ít lợi, 500 nhiều vạn. Đây là chuyện tốt A, lão nhị, người thật là ta phúc tinh. Này khối địa 100 vạn, không quý, không quý. Mưa Thu phụ thân có vẻ thực kích động. Ha ha, Mưa Thu nhị thúc cười khẽ 2 tiếng, người nếu muốn lấy, này khối địa 120 vạn người lấy đi, cho vay lưu trình ta giúp người đi đều được. Thu Sương cũng mở miệng, đúng vậy đại bá, người nói người hiện tại khai cái tiểu điếm có ý gì, mỗi ngày còn vội, người phải có cái kia bãi đỗ xe, mỗi ngày ở bãi đỗ xe đi dạo, một ngày tịnh thu vào 1 vạn nhiều, người không biết có bao nhiêu người tưởng từ ta ba trong tay lấy miếng đất kia, ta ba căn bản không bán. Đại ca, ta cảm thấy này sinh ý không tồi, thích hợp ngươi. Mưa Thu Tam Dượng nói. Thích hợp, thích hợp. Mưa Thu phụ thân liên tục gật đầu, bất quá lão nhị, ta cho ngươi giao cái đế đi, nhà của chúng ta hiện tại, thêm lên cũng mới 90 nhiều vạn, nếu không đem kia tiểu điếm đỉnh cho ngươi tính. Không sao cả, Mưa Thu nhị thúc vẫy vẫy tay, miếng đất kia, ta lúc ấy 120 vạn lấy, hiện tại liền ổn định giá ra cho ngươi, không kiếm ngươi tiền, người một nhà sao. Cũng không tính như vậy tế, cái kia tiểu điếm, liền tính ngươi 30 vạn hảo. Hành, hành, Mưa Thu phụ thân có vẻ thực kích động. Đại ca, nhị ca đều nói này phân thượng, ngươi cũng liền tùy tiện tỏ vẻ một chút, uống ly rượu, đem hợp đồng ký, miếng đất kia hôm nay liền thuộc về ngươi, sớm một chút cái lên, sớm kinh doanh sớm kiếm tiền sao. Mưa Thu Tam cô tiếp tục nói. Mưa Thu nhìn mắt ngồi ở bên cạnh Trương Huyền. Trương Huyền chậm gì gì ăn khẩu đồ ăn. Ký hợp đồng gì đó, có chút sốt ruột đi. Trương Huyền nói xong, nhìn về phía Mưa Thu phụ thân, thúc thúc, 100 vạn, không phải cái gì số lượng nhỏ, ngươi nhưng đừng bị một ít hoa ngôn xảo ngữ che mắt. Ngươi có ý tứ gì? Mưa Thu nhị thúc một cái tát chụp đến trên bàn, trừng mắt Trương Huyền. Chương 314, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Ta nói ngươi là đang làm gì? Mưa Thu Tam cô cũng rất bất mãn, chúng ta người trong nhà nói chuyện, cùng ngươi có quan hệ gì? Cái gì kêu hoa ngôn xảo ngữ, cái gì kêu che mắt. Ngươi hôm nay đem lời nói rõ ràng cho ta. Thu Sương sắc mặt tối sầm đi xuống, đại bá, ngươi nếu là không nghĩ muốn miếng đất này, có rất nhiều người muốn, ta ba là xem ở người một nhà phân thượng, mới đem loại chuyện tốt này để lại cho ngươi. Đất này, lại không phải chúng ta cầu ngươi mua. Mưa Thu phụ thân có chút khó xử nhìn Trương Huyền liếc mắt một cái kia tiểu Trương A, đây là chúng ta nhà mình sự, ngươi cũng đừng trộn lẫn, được không? Trương Huyền không để ý tới bọn họ nói, lo chính mình nói, một cái xe vị, đích xác chỉ cần 8 đến 9 mét vuông liền đủ, nhưng này chỉ là đơn thuần xe vị, tính thượng sườn núi nói, đường xe chạy, thừa trọng, lên xuống dưới, một cái lập thể bãi đỗ xe, mỗi cái xe vị bình quân diện tích, ở 35 đến 50 bình phương, ngươi nếu tưởng một tầng có được 100 xe vị, ít nhất muốn 3.500 đến 5.000 bình phương thổ địa diện tích, hơn nữa, mỗi năm bảo dưỡng phí, chính là một cái xa xỉ con số. Những việc này, nhưng đều muốn suy xét a. Trương Huyền nói, làm Mưa Thu phụ thân đột nhiên cả kinh, một cái xe vị 35 bình phương. Kia 1.000 bình phương, chẳng phải là mới có 30 cái xe vị, một năm lợi nhuận rút nhỏ vài lần a. Chú ý, ta nói chỉ là cơ bản tiêu dùng. Trương Huyền nhắc nhở một câu. Mưa Thu, người bằng hữu rốt cuộc là có ý tứ gì, chẳng lẽ hắn một cái tiêu thụ viên, hiểu được so với chúng ta còn cỡ nào. Thu Sương trực tiếp đứng lên. Hiển nhiên đã đến tức giận bên cạnh. Huynh đệ, ngươi chưa làm qua sinh ý, cho nên có chút đồ vật không hiểu, ta không trách ngươi, nhưng không hiểu trang hiểu, liền không có gì ý tứ. Tôn Lượng mở miệng, bãi đỗ xe, nhà ta có vài cái, dự toán thời điểm, sở hữu gặp mặt offline, đều có thể ở kiến trúc thời điểm trộm ra tới. Đương nhiên, cụ thể là như thế nào cái trộm pháp, ta cho ngươi nói, ngươi cũng không rõ. Thật là làm không rõ ràng lắm chính mình địa vị. Nhà của chúng ta tụ hội không chào đón ngươi, ngươi đi đi. Mưa Thu Tam cô nói, ra tiếng đuổi đi người. Đúng vậy, không chào đón ngươi, thỉnh ngươi rời đi. Thu Sương cũng hô. Mưa Thu nhị thúc trách cứ nhìn Mưa Thu liếc mắt một cái. Mưa nhỏ a, không phải ta nói ngươi, ngươi ngày thường giao hữu, cần phải cẩn thận một ít, không cần cái gì bằng hữu đều giao. Ngươi nhìn xem ngươi, này nhận thức đều là cái gì mặt hàng. Đối mặt Mưa Thu người nhà đuổi đi, Trương Huyền không dao động. Như cũng ngồi ở chỗ kia, ta vừa mới nói, chỉ là bãi đỗ xe cơ sở mặt cơ phân phối, hơn nữa thành lập ở, thật có thể 100 vạn bắt lấy miếng đất kia cơ sở thượng, nếu ta nhớ không lầm nói, miếng đất kia,
hẳn là thuộc về Chu thị tập đoàn đi, như thế nào liền thành vị này Thu tiên sinh đâu? Trương Huyền mặt mang dò hỏi nhìn về phía Mưa Thu nhị thúc. Chu thị mà, Mưa Thu phụ thân cũng kinh ngạc một chút, này Chu thị tập đoàn, hắn chính là rất rõ ràng đâu, lần trước chính là ở Chu thị bãi thiếu chút nữa không đi ra ngoài, vẫn là ít nhiều Trương Huyền mới có thể bình yên vô sự. Mưa Thu nhị thúc thần sắc hơi đổi, ta bản nhân chính là cùng Chu thị hợp tác. Nga, Trương Huyền gật gật đầu, lấy ra di động, đã phát cái tin tức đi ra ngoài, theo sau hỏi, không biết Thu tiên sinh cùng Chu thị hợp tác phương diện kia. Nói ngươi hiểu sao, Thu Sương bất mãn hỏi, ngươi một cái tiêu thụ viên, quản còn rất nhiều, đây là ngươi nên hỏi sao. Hảo a, ta đây hỏi cá biệt, Trương Huyền nhìn về phía Tôn Lượng, vừa mới kia chiếc chạy băng băng đại G, 300 nhiều vạn, là của ngươi. Đương nhiên là của ta, Tôn Lượng trên mặt sinh ra một trận ngạo nghễ. Trương Huyền lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, không đúng a, ta mới vừa ở chiếc xe kia đệm thượng, thấy thế nào tới rồi anh trạch thuê xe hành chữ. Trương Huyền những lời này, làm Tôn Lượng sắc mặt mãnh biến, nhất thời không biết nên như thế nào trả lời. Thu Sương cổ một ngạnh, thuê xe hành thế nào, kia anh trạch thuê xe hành, chính là chúng ta Tôn Lượng ra khai. Đúng vậy, Tôn Lượng đột nhiên gật đầu, là nhà ta khai. Đúng không, Trương Huyền khấu khấu móng tay, Mưa Thu, người có biết hay không cái kia anh trạch thuê xe hành, là nhà ai khai? Phía trước ta nhớ rõ người còn tham dự quá thiết kế đi. Mưa Thu gật gật đầu, có chút do dự nói, là chúng ta công ty, anh trạch thuê xe hành, là Lâm thị xí nghiệp. Vị này Tôn tiên sinh, người nói anh trạch thuê xe hành là nhà ngươi khai, vậy ngươi cùng chúng ta lão tổng cũng có quan hệ. Trương Huyền hỏi, vô nghĩa. Tôn Lượng còn không có trả lời, Thu Sương liền trước mở miệng quát, nhà của chúng ta Tôn Lượng, là Lâm thị Lâm tổng làm đệ đệ, người bất quá là một cái bình thường tiêu thụ viên, sao có thể biết nhiều như vậy? Ách, Trương Huyền sờ sờ mũi, có chút xấu hổ nhìn mắt Mưa Thu. Mưa Thu trong ánh mắt cũng có một loại nói không nên lời hương vị. Như thế nào, nói không ra lời, đi hỏi một chút các ngươi Lâm tổng, có nhận thức hay không Tôn Lượng? Thu Sương đôi tay ôm ngực, một bộ kiêu căng ngạo mạn bộ dáng. Trương Huyền gật gật đầu, vậy được rồi, ta hỏi một chút. Nói, Trương Huyền liền lấy ra điện thoại, bát thông Lâm Thanh Hạm điện thoại, uy, lão bà, người có nhận thức hay không một cái kêu Tôn Lượng a, nói là ngươi làm đệ đệ, nga, ta đã biết. Trương Huyền nói mấy câu sau, đem điện thoại cắt đứt, hướng Thu Sương làm cái tiếc nuối biểu tình, xin lỗi a, chúng ta Lâm Tổng, cũng không nhận thức cái gì Tôn Lượng. Chê cười, Thu Sương cười lạnh một tiếng, ngươi tùy tiện gọi điện thoại. Chính là cho các ngươi Lâm Tổng đánh. Ngươi trong điện thoại kêu lão bà, chẳng lẽ, Lâm thị Lâm Tổng, là ngươi cái này tiêu thụ viên lão bà. Tiểu tử, ta xem ngươi là cố ý tới châm ngòi nhà của chúng ta quan hệ tới đi. Mưa Thu Tam cô cũng lạnh lùng nói. Đúng lúc này, ghế lô môn bị người gõ vang, ở ghế lô ngoài cửa, truyền đến một đạo tràn ngập kính ý thanh âm, Trương tiên sinh, ta có thể vào được sao? Tiến, Trương Huyền lên tiếng. Ghế lô môn từ bên ngoài bị người đẩy ra, liền thấy Chu thị tập đoàn Chu Tự, chính đầy mặt cung kính đứng ở ghế lô cửa. Mưa Thu phụ thân liếc mắt một cái liền nhận ra, đứng ở cửa vị này, là Chu thị tập đoàn thiếu gia. Chu Tự đầy mặt cung kính nhìn Trương Huyền, vừa mới nhận được tin tức, nói vị tiên sinh này tìm chính mình, hắn liền trước tiên chạy đến. Trương Huyền hướng Mưa Thu nhị thúc Chu Chu môi, đối Chu Tự nói, xem một chút, này nói là các ngươi Chu thị tập đoàn hợp tác đồng bọn. Muốn bán các ngươi ở trung tâm thành phố miếng đất kia, ngươi xác định một chút. Chu Tự đầy mặt nghi hoặc đánh giá hạ Mưa Thu nhị thúc, theo sau hướng Trương Huyền lắc đầu, Trương tiên sinh, ta không quen biết hắn, chúng ta Chu thị ở trung tâm thành phố miếng đất kia, vẫn luôn không tính toán mua, ta là tưởng cá nhân ở kia kiến một đống tư nhân nơi ở, nếu Trương tiên sinh ngài muốn, ta hiện tại lập tức đưa tặng cho ngài. Không cần, ta chính là tìm ngươi tới xác định một chút, ngươi đi đi. Trương Huyền phất phất tay. Chu Tự gật gật đầu, Trương Huyền liền vì việc này đem hắn tìm tới, hắn cũng một chút bất mãn đều không có, xoay người rời đi. Chương 315, đem Vương Tử đánh. Trương Huyền mở miệng nói, vừa mới cái kia, là Chu thị tập đoàn hiện tại người cầm lái, Chu thị sở hữu đất, hắn đều biết, nhìn dáng vẻ, Thu tiên sinh, hắn cũng không nhận thức người a. Trương Huyền ánh mắt hờ hững. Mưa Thu nhị thúc đầy mặt nghi ngờ, người nói đó là Chu thị tập đoàn người cầm lái là được. Ta cùng Chu thị tập đoàn hợp tác thời gian dài như vậy, ta không biết sao. Trương Huyền lắc đầu, người tin hay không không sao cả, ta chỉ cần làm nên tin người tin tưởng là được.
Nói xong câu đó, Trương Huyền nhìn Mưa Thu phụ thân liếc mắt một cái. Giờ phút này, Mưa Thu phụ thân ánh mắt giữa tràn ngập phức tạp, hắn đương nhiên biết, vừa mới cái kia thanh niên, chính là Chu Thị người cầm lái. Hảo, Trương Huyền búng tay một cái, chúng ta tới nói tiếp theo cái vấn đề, ngươi, Tôn Lượng, cùng Lâm Thị tập đoàn quan hệ, sự thật là cái gì, các ngươi chính mình trong lòng nhất rõ ràng bất quá, đương nhiên, vì cho các ngươi hết hy vọng, không cần tại đây ngạnh căng. Vẫn là làm Mưa Thu nha đầu này nói cho ngươi, ta cùng Lâm Thị tập đoàn tổng tài Lâm Thanh Hạm, là cái gì quan hệ? Trương ca hắn, Mưa Thu nhìn chính mình đường tỷ, Trương ca hắn là Lâm Tổng lão công, chuyện này toàn công ty đều biết. Cái gì? Thu Sương, cùng với Tôn Lượng đôi mắt, ở Mưa Thu giọng nói rơi xuống thời điểm, chừng đến lão đại. Các ngươi không cần khiếp sợ, dư thừa giải thích, không cần phải, hiện tại chú ý tay của ta thượng. Trương Huyền lấy ra chính mình di động, ấn xuống ba cái ấn phím, ta đã đưa vào hảo báo nguy điện thoại, hiện tại, các ngươi có thể lựa chọn tiếp tục lưu tại này, làm cảnh sát tới xử lý cùng nhau lừa dối án, hoặc là lập tức rời đi, ta cho các ngươi 3 giây thời gian lựa chọn, nếu các ngươi không chọn, ta liền giúp các ngươi tuyển cái thứ hai. Trương Huyền ánh mắt nhìn quét Mưa Thu này đó thân thích một vòng, nhẹ nhàng mở miệng, một. Ở Trương Huyền số ra một thời điểm, Tôn Lượng hai lời chưa nói. Cái thứ nhất lao ra ghế lô, Thu Sương vừa thấy, cũng đi theo chạy đến ghế lô bên ngoài. Hai, Trương Huyền lại lần nữa ra tiếng. Mưa Thu Tam Dượng phụ hai liếc nhau, cúi đầu, một tiếng không cổ họng chiều ghế lô ngoại đi đến. Mưa Thu Nhị Thúc hai vợ chồng vừa thấy, nào còn dám tiếp tục đãi tại đây, vội vàng tông cửa xông ra. Trong nháy mắt, toàn bộ ghế lô nội, liền thừa Mưa Thu cha con, cùng với Trương Huyền. Nhìn này trong nháy mắt liền đi trống không ghế lô. Mưa Thu phụ thân trên mặt tràn ngập dại ra. Mà Mưa Thu, cũng là hốc mắt hồng hồng. Hiện tại hai người bọn họ, như thế nào không rõ đã xảy ra cái gì, chuyện như vậy, đối với Mưa Thu phụ thân tới nói, là phi thường khó có thể tiếp thu. Vừa mới kia ngồi, đều là hắn thân huynh đệ A, mang theo huyết thống quan hệ, một cái từ trong bụng mẹ ra tới, từ nhỏ cùng nhau chơi bùn lớn lên. Thúc thúc, ta biết ngươi trong lòng rất khó chịu, bất quá có chút lời nói ta còn là muốn nói. Không cần bị cái gọi là thân tình che mắt hai mắt, có chút thời điểm, người tưởng người thân nhất người, trên thực tế cũng không phải như vậy. Trương Huyền lắc lắc đầu, thở dài một tiếng, người cùng Mưa Thu nha đầu này đơn độc đãi trong chốc lát đi, có một số việc, đến chính mình tưởng khai. Trương Huyền nói xong, vỗ vỗ Mưa Thu bả vai, nha đầu, hảo hảo khuyên nhủ ngươi ba ba. Trương Huyền đứng dậy, rời đi ghế lô, thế hai người đem ghế lô môn đóng lại, ở Trương Huyền đóng cửa trong nháy mắt kia, ghế lô nội. Truyền ra một người thuộc về thành niên nam nhân tiếng khóc. Trương Huyền thở dài, đi đến khách sạn trước đài, thế Mưa Thu cha con hai đem chứng kết sau, rời đi nơi này. Bước chậm về nhà, về đến nhà thời điểm, đã là hơn 8 giờ tối. Lâm Thanh Hạm như thường lui tới giống nhau, ngồi ở trên sofa xem TV, đương Trương Huyền vừa vào cửa, là có thể nhìn đến nữ nhân bóng dáng. Đã trở lại, người mới vừa như thế nào đột nhiên cho ta gọi điện thoại hỏi cái kia vấn đề. Lâm Thanh Hạm ngồi ở trên sofa, thon dài trắng nõn hai chân bàn trong người trước. Trương Huyền đem vừa mới khách sạn phát sinh sự cấp Lâm Thỉnh Hạm nói một lần. Đối này, Lâm Thanh Hạm cũng chỉ có thể phát ra thở dài, Mưa Thu ra gặp được như vậy thân thích, nàng lại làm sao không phải đâu, lúc trước Phương Vĩ, vì bản thân tư dục, đều tưởng đem Lâm Thị hủy hoại. Nhà đầu này gần nhất ở công ty biểu hiện không tồi, chịu nỗ lực, sẽ học tập, cũng cần mẫn. Người nói ta muốn hay không cho nàng thăng cái chức gì đó. Lâm Thanh Hạm hỏi. Trương Huyền lắc lắc đầu, không cần đi, nàng còn quá tuổi trẻ, trực tiếp cho nàng thăng chức, đưa tới nhàn thoại là một, đối nàng trưởng thành cũng bất lợi, vẫn là làm ăn nhiều chịu khổ, mài rũa một chút đi. Lâm Thanh Hạm gật gật đầu, liền ấn người nói tính đi. Đối thoại chung hai người ai cũng không có chú ý tới, hiện tại Lâm Thanh Hạm đã ở một chút sự tình thượng, theo bản năng làm Trương Huyền tới làm quyết định. Trương Huyền cho chính mình đổ ly trà, lại đem Lâm Thanh Hạm chén trà tục mãn, ngồi ở trên sofa, bồi Lâm Thanh Hạm cùng nhau nhìn phim truyền hình. Lâm Thanh Hạm dùng dư quang không ngừng nhìn bên người Trương Huyền, theo sau có chút thử tính mở miệng, lão công, người hôm nay cấp Mưa Thu nói, ta ở nhà đều nghe ngươi, người muốn như vậy sinh hoạt sao? Ách, Trương Huyền tức khắc vẻ mặt xấu hổ, hắn vừa mới trở về trên đường, còn lo lắng Lâm Thanh Hạm hỏi cái này vấn đề đâu, ai? Chỉ đổ thừa chính mình buổi sáng khoác lác thời điểm quá đắc ý vênh váo, không có cẩn thận quan sát cảnh vật chung quanh. Lão công, người muốn sao?
Lâm Thanh Hạm lại lần nữa hỏi. Không, một chút đều không nghĩ. Trương Huyền liên tục xua tay, ta liền thích ngươi hiện tại bộ dáng, chuyện gì đều để cho ta tới làm ta sủng ngươi, quán ngươi, cứ như vậy hảo, ngươi ngàn vạn không cần chuyện gì đều nghe ta a. Lâm Thanh Hạm bị Trương Huyền nói mặt đẹp đỏ lên, trắng Trương Huyền liếc mắt một cái, mỹ đến ngươi, đúng rồi, ngày mai giữa trưa, đi ra ăn cơm. Đối với Vương Tùng Phượng ngày mai muốn hạ cổ việc này, Trương Huyền đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, gật gật đầu, hành. Một đêm không nói chuyện, sáng sớm hôm sau, Trương Huyền bò lên giường, suy nghĩ làm bữa sáng, chờ một khai tủ lạnh, giống tuyết trường hợp làm Trương Huyền yên lặng đi ra môn, chiều chợ bán thức ăn đi đến. Buổi sáng 10 giờ, Lâm Thanh Hạm hôm nay cũng không cần đi công ty, cố ý ngủ cái lười giác, rời giường sau phát hiện Trương Huyền cũng không ở nhà, nàng cũng không để ý nhiều. Vừa mới chuẩn bị đi phòng vệ sinh rửa mặt, Lâm Thanh Hạm điện thoại liền vang lên, điện thoại là bí thư Lý đánh tới. Lâm Thanh Hạm tiếp khởi điện thoại, còn không có tới kịp nói chuyện, bí thư Lý nôn nóng thanh âm liền ở trong điện thoại vang lên, Lâm Tổng, không hảo, Trương Tiên Sinh đem Vương Tử đánh. Vương Tử, Lâm Thanh Hạm trong lòng giật mình, nước nào Vương Tử? Đánh Vương Tử, hắn quốc thành viên hoàng thất, Trương Huyền lá gan cũng quá lớn đi, đây là gặp được chuyện gì a? Bí thư Lý ở trong điện thoại ước chừng trầm mặc 5 giây, mới một lần nữa mở miệng, Lâm Tổng, Vương Tử là một minh tinh, ở Hoa Hạ, nhân khí đệ nhất, là hoàn toàn xứng đáng lưu lượng siêu sao a. Hiện tại Trương Tiên Sinh đã ở cục cảnh sát, đối phương muốn khống cáo chúng ta công ty, luật sư gì đó đều ở cục cảnh sát, đã nháo đến một nồi cháo, người mau đến xem đi. Lâm Thanh Hạm lập tức cũng bất chấp rửa mặt, tùy tiện nhai khối kẹo cao su, xuyên kiện bình thường thường phục. Liền như vậy để mặt mộc hướng cục cảnh sát chạy đến. Chương 316, điên cuồng fan. Ngân Châu cục cảnh sát, giờ phút này đã là kín người hết chỗ. Các lộ truyền thông, phóng viên, đã đem cục cảnh sát môn phá hỏng, Vương Tử fan, cũng đều giơ thẻ bài, đổ ở cục cảnh sát cửa, mười mấy tên cảnh sát ở cục cảnh sát cửa kéo cảnh giới tuyến, duy trì trật tự. Nghiêm trị, cần thiết muốn nghiêm trị. Dám đánh chúng ta Vương Tử, hắn dựa vào cái gì? Chúng ta Vương Tử lớn lên sao soái, đánh hỏng rồi ai tới phụ trách? Một đám nữ fan kích động phát ra thét chói tai. Cục cảnh sát nội, mười mấy danh luật sư đồng thời ở lên án công khai hôm nay buổi sáng phát sinh sự. Ngân Châu cục cảnh sát phi cục trưởng hiện tại cấp mồ hôi đầy đầu, lần này sự, cũng không phải là việc nhỏ a, đánh người vị kia, bối cảnh lớn đến hắn cũng không dám suy nghĩ, mà bị đánh đâu, lại là Hoa Hạ đương kim nhất hồng lưu lượng siêu sao, nhất cử nhất động đều bị chịu chú ý. Hơi chút xử lý không tốt, chính mình này con đường làm quan cũng liền đến đầu. Cục cảnh sát một cái chỗ ngoặt, còn ngồi hai gã thân xuyên nữ trang thanh niên, này hai gã thanh niên yên lặng đãi ở chỗ này, không rên một tiếng. Trương Huyền ngồi ở phòng thẩm vấn chung, hắn cũng không có bị khảo thượng thủ khảo, ngược lại trước mặt còn phao một ly hảo trà, cảnh sát đem hắn nhốt ở phòng thẩm vấn, đơn giản là muốn tránh khai những phóng viên này, cùng điên cuồng fan. Một người mang kính đen trung niên nữ tính. Đầy mặt phẫn nộ, hướng vị cục trưởng quát lớn nói, ta thật là quá đánh giá cao các ngươi Ngân Châu trị an hoàn cảnh, tùy tùy tiện tiện liền có người đánh nhau nháo sự, các ngươi này cảnh sát, rốt cuộc có hay không đem công dân an toàn để ở trong lòng. Ta muốn khiếu nại các ngươi, ta muốn cho chúng ta Vương Tử sở hữu fan cùng nhau khiếu nại các ngươi. Ngô nữ sĩ, ngươi trước xin bất giận, ta tin tưởng chuyện này khẳng định là có nguyên nhân. Vị cục trưởng tận lực an ủi, trước mặt người này. Là Vương Tử người quản lý, lực ảnh hưởng rất lớn. Xin bớt giận, ngươi làm ta như thế nào xin bớt giận, ngươi có biết hay không, hôm nay phát sinh sự, sẽ ảnh hưởng chúng ta Vương Tử về sau chức nghiệp kiếp sống. Vương Tử người đại diện đôi mắt đều cấp đỏ. Lâm Thanh Hạm tới cục cảnh sát thời điểm, cũng bị trước mặt cảnh tượng hoảng sợ, toàn bộ cục cảnh sát trước cửa, vây quanh đen nghìn nghịt một mảnh người, ít nhất có 500 nhiều, tất cả đều là vì Vương Tử hò hét, nói muốn nghiêm trị hành hung giả. Bí thư Lý ở bên ngoài chờ Lâm Thanh Hạm, đương nhìn đến Lâm Thanh Hạm xe trong nháy mắt, bí thư Lý liền mau chân đi tới. Lâm Tổng, người đã đến rồi, việc này nháo lớn a. Bí thư Lý đầy mặt nôn nóng. Sao lại thế này, Lâm Thanh Hạm vừa xuống xe, liền cau mày hỏi. Bí thư Lý lắc lắc đầu, cụ thể tình huống ta cũng không rõ ràng lắm, ta sáng sớm đi thị trường mua đồ ăn, về nhà trên đường, liền nhìn đến Trương Tiên Sinh đem người đánh. Lúc ấy đối phương liền có rất nhiều bảo tiêu cùng người đại diện, nói muốn cáo Trương Tiên Sinh, ta một tình thế cấp bách, liền nói chúng ta Lâm Thị sẽ phụ trách việc này, trước đem Trương Tiên Sinh bảo hạ tới,
nhưng mặt sau nên xử lý như thế nào, ta cũng không biết. Ngươi làm không tồi, Lâm Thanh Hạm tán dương nhìn Lý Na liếc mắt một cái, nàng nỗ lực bình phục tâm tình của mình, hỏi, cái này vương tử, rốt cuộc là người nào? Có bao nhiêu hồng? Đặc biệt hồng, Lý Na căn bản không có tự hỏi, dùng sức gật gật đầu, các đại video trang web đều có cái minh tinh bảng xếp hạng, vương tử đều đứng hàng đệ nhất, có đủ loại fan hậu viên đoàn, ra chuyện này, ngắn ngủn nửa giờ, internet lớn nhất ứng dụng mạng xã hội liền mau bị vương tử fan đoàn bạo phá. Việc này muốn xử lý không tốt, chỉ là dư luận, liền đủ đem chúng ta Lâm thị phá hủy a. Lâm Thanh Hạm cũng chưa tinh tế đi phân tích, chỉ là hơi chút tưởng tượng, là có thể ý thức được sự tình tầm quan trọng. Trương Huyền người đâu? Lâm Thanh Hạm hỏi một tiếng. Đã bị cảnh sát bắt đi. Lý Na chỉ cục cảnh sát đại môn. Đi, hỏi trước hỏi Trương Huyền này đã xảy ra chuyện gì. Lâm Thanh Hạm vượt đi nhanh chiều cục cảnh sát đi đến. Hiện tại cục cảnh sát cửa, kéo cảnh giới tuyến, cấm bất luận kẻ nào tiến vào. Đường Lâm Thanh Hạm cùng Lý Na đi tới sau, tự nhiên mà vậy cũng bị ngăn lại. Nữ sĩ, ngươi không thể đi vào. Ta là đương sự thê tử. Lâm Thanh Hạm hướng cảnh sát thuyết minh chính mình thân phận. Đường Lâm Thanh Hạm giọng nói rơi xuống nháy mắt, ở này phía sau liền vang lên một trận tiếng quát mắng, một người nhìn qua cũng liền 15 đến 16 tuổi nữ hài mắng to nói, tiện nhân, chính là ngươi lão công đánh nhà của chúng ta vương tử, tiện nhân. Còn dám lộ diện, đánh chết nàng, cho chúng ta vương tử báo thù. Đánh nàng. Một đám điên cuồng truy tinh tộc triều Lâm Thanh Hạm vào tới, không ngừng múa may cánh tay. Nếu không phải có cảnh sát ngăn đón, liền xem này đó phen trạng thái, chút nào không nghi ngờ các nàng có thể làm ra như thế nào điên cuồng sự tới. Lâm Thanh Hạ mày nhăn càng khẩn, nàng nhìn đến, này đó phen, cơ hồ đều là một ít non nớt tiểu nha đầu, đã đối cái kia kêu vương tử Lâm vào một loại cuồng nhiệt trạng thái. Một con mảnh khảnh cánh tay lướt qua cảnh sát phòng tuyến, chiều Lâm Thanh Hạ trên mặt đánh tới. Lâm Tổng cẩn thận, thời khắc mấu chốt, Lý Na đẩy đem Lâm Thanh Hạ. Lại bị kia một cái tát chiều chung. Thanh thúy thanh âm vang lên, Lý Na trên mặt nhiều một cái đỏ bừng năm ngón tay ấn. Động thủ đánh người chính là một cái 16 tuổi tả hữu nữ sinh, trong mắt mang theo thù hận ánh mắt, kia ánh mắt hận không thể đem Lâm Thanh Hạm xé nát, trong miệng hùng hùng hổ hổ nói, tiện nhân, ta muốn đánh chết ngươi, cho chúng ta ra vương tử báo thù. Như vậy một màn, làm Lâm Thỉnh Hạm hoàn toàn sửng sốt. Lâm Tổng, đi vào trước, nơi này không thể đãi. Lý Na vội vàng giữ chặt Lâm Thanh Hạm cánh tay, chiều cục cảnh sát nội phóng đi. Từ từ, Lâm Thanh Hạm ném ra Lý Na tay, hít sâu một hơi, đối trước mắt tiếng quát mắng nhìn như không thấy, nàng nhìn kia đánh người nữ sinh, hướng trước người cảnh sát nói, cảnh sát, phiền toái đem người này bắt lại, nàng vừa mới đánh bằng hữu của ta. Vừa mới kia một cái tát, cảnh sát cũng xem rành mạch, không nói gì, lập tức liền đem tên kia đánh người nữ sinh bắt lại. Lâm Thanh Hạm tận mắt nhìn thấy tên kia nữ sinh bị trảo tiến cục cảnh sát, mới cất bước đi hướng cục cảnh sát đại môn. Cục nội loạn hống hống một mảnh. Phi cục trưởng vừa thấy Lâm Thanh Hạm, lập tức liền nhận ra vị này Lâm thị tổng tài, vội vàng đã đi tới. Lâm Tổng, người đã đến rồi, lần này là thủ hạ của ngươi công nhân xảy ra vấn đề, chúng ta cảnh sát cũng ở tận lực điều tiết, người trước không nên gấp gáp. Phi cục trưởng ra tiếng an ủi nói. Trương Huyền đâu, ta muốn gặp hắn. Lâm Thanh Hạm mắt đẹp chung, có chút tức giận. Này, phi cục trưởng trên mặt lộ ra một tia khó xử, này chỉ sợ có chút không hợp quy củ, hiện tại chỉ có trực hệ cùng luật sư mới có thể thấy Trương tiên sinh. Hắn là ta lão công. Phi cục trưởng vừa nghe, vội vàng nhắm lại miệng, tự mình đem Lâm Thanh Hạm đưa tới phòng thẩm vấn đi. Lâm Thanh Hạm vốn dĩ cho rằng, Trương Huyền sẽ bị dựa vào phòng thẩm vấn, cái này làm cho nàng tới trên đường vẫn luôn ở lo lắng, mà khi thấy Trương Huyền ngồi ở chỗ kia, còn phẩm một ly trà khi, trong lòng lửa giận rốt cuộc áp chế không được, Lý Na vừa mới ai bàn tay trường hợp, còn rõ ràng trước mắt. Trương Huyền, ngươi làm cái gì, ngươi có biết hay không, bên ngoài hiện tại đã loạn thành cái dạng gì? Chương 317, đem quần áo cởi. Trương Huyền uống ngụm trà, chậm rãi nói, lão bà, ngươi đã đến rồi, đừng vội. Không vội, ta có thể không vội sao? Rốt cuộc là chuyện gì? Ngươi vì cái gì một hai phải động thủ đánh người không thể? Ngươi liền không thể thành thục một chút sao? Lâm Thanh Hạm trên mặt, toàn là tức giận, còn có một tia thất vọng. Ta đã thực thành thục, bằng không, ta khẳng định sẽ đương trường làm thịt hắn. Trương Huyền trên người, đột nhiên sinh ra một cổ lệ khí, này cổ lệ khí,
làm đứng ở một bên vi cục trưởng trong lòng không ngọn nguồn hoảng hốt. Ngay cả đang ở phẫn nộ trạng thái Lâm Thanh Hạm, cũng là sắc mặt sửng sốt, nàng trước nay không gặp Trương Huyền biểu hiện ra như vậy quá, hắn vừa mới nói chuyện khi bộ dáng, thế nhưng làm chính mình, cảm thấy sợ hãi. Lý Na lôi kéo Lâm Thanh Hạm ống tay áo, khuyên nhủ, Lâm Tổng, người cũng đừng có gấp, Trương Tiên Sinh không phải cái loại này xúc động người, khẳng định là đối phương làm cái gì quá mức sự, mới làm Trương Tiên Sinh như vậy tức giận, người trước hết nghe Trương Tiên Sinh nói nói. Lâm Thanh Hạm hít sâu một hơi, gật gật đầu, hảo, Trương Huyền, ngươi nói cho ta, vì cái gì ngươi muốn động thủ đánh người, tổng phải cho ta cái lý do đi. Trương Huyền thần sắc khôi phục bình tĩnh, lý do rất đơn giản, người kia, quản không được miệng mình, hắn phen, cũng quản không được miệng mình, ta chỉ là động thủ đánh người, không có làm thịt bọn họ, đã là đối bọn họ nhân từ. Vi cục trưởng ở một bên đợi đến cực kỳ xấu hổ, chính mình tốt xấu cũng là cái cục cảnh sát trường. Này đại nhân vật vẫn luôn ở chính mình trước mặt nói cái gì muốn làm thịt ai, chính mình lại có thể nói cái gì đâu. Lâm Thanh Hạm bị Trương Huyền này giải thích khí cười, ý của ngươi là, bọn họ liền mở miệng mắng câu người, ngươi liền động thủ. Đúng vậy, Trương Huyền gật đầu. Ấu chỉ, Lâm Thanh Hạm hét lớn một tiếng, ngươi đã là cái người trưởng thành rồi, bởi vì điểm này việc nhỏ, ngươi liền động thủ. Trương Huyền lắc lắc đầu, lão bà, ngươi không hiểu. Ta có cái gì không hiểu? Ngươi nói cho ta nghe. Lâm Thanh Hạm gắt gao nhìn chằm chằm Trương Huyền, muốn một lời giải thích. Trương Huyền nhìn Lâm Thanh Hạm bộ dáng, thở dài, hảo đi, ngươi đi theo ta. Trương Huyền đứng dậy, dẫn đầu đi ra phòng thẩm vấn. Vi cục trưởng là một trận hỗn độn, vị đại nhân vật này, thật đúng là không đem lần này sự yên tâm thượng A, phòng thẩm vấn nói ra liền ra. Lâm Thanh Hạm đi theo Trương Huyền phía sau, muốn biết Trương Huyền muốn như thế nào giải thích. Trương Huyền đi đến cục cảnh sát đại sảnh, hắn xuất hiện, tức khắc khiến cho Vương Tử người đại diện chú ý. Cảnh sát, các ngươi này đó cảnh sát là làm cái gì ăn không biết, ai làm hắn đi ra. Còn có kia hai cái bất nam bất nữ đồ vật, bọn họ cũng là đồng lõa. Vương Tử người đại diện một bên kêu, một bên duỗi tay chỉ hướng ngồi ở góc tường, ăn mặc nữ trang hai gã thanh niên. Nguyên bản thần sắc bình tĩnh Trương Huyền, ở nghe được Vương Tử người đại diện nói khi... Ánh mắt nháy mắt trở nên tràn ngập sát khí, hắn bước đi hướng Vương Tử người đại diện. Trương Huyền trong mắt sát khí, trên người hắn mang theo khí thế, phảng phất làm chung quanh không khí độ ấm đều giảm xuống rất nhiều, kia giống như dã thú ánh mắt, làm người xem một cái liền sẽ trong lòng sợ hãi. Vương Tử người đại diện nhìn Trương Huyền chiều chính mình đi tới, tức khắc có chút hoảng thần, ngươi muốn làm gì, ta cảnh. Cảnh ngươi sao, Trương Huyền nhéo nắm tay. Căn bản không màng đây là ở đâu, vọt tới Vương Tử người đại diện trước mặt, một quyền đánh vào đối phương trên bụng. Này một quyền đánh đi lên, Vương Tử người đại diện phảng phất cả người đều dừng hình ảnh giống nhau, có thể nhìn đến, nàng mặt bộ ở phát sinh vặn vẹo, thân thể theo bản năng cung lên, một khuôn mặt tại đây nháy mắt nghẹn đến mức đỏ bừng. Trương Huyền, ngươi làm gì? Lâm Thanh Hạm vội vàng vọt đi lên, giữ chặt Trương Huyền, đây là ở cục cảnh sát. Cục cảnh sát? Trương Tiên Sinh? Ngươi trước đừng xúc động, đừng xúc động. Vi cục trưởng cũng xông lên, che ở Trương Huyền cùng Vương Tử người đại diện trung gian. Vương Tử người đại diện bị Trương Huyền này một quyền đánh cả người co rút, đau liền lời nói đều nói không nên lời. Ước chừng qua nửa phút, nàng mới cắn răng bài trừ một câu, ta muốn cáo hắn, ta muốn cho hắn ngồi cả đời lao. Lâm Thanh Hạm trong lòng nôn nóng vạn phần, này ở cục cảnh sát, làm cho cảnh sát mặt đánh người, đây là cái dạng gì tính chất ha? Dù cho lấy Lâm thị lực ảnh hưởng, cũng không có khả năng tùy tiện liền tính, huống hồ, Trương Huyền đánh, vẫn là một cái đương hồng minh tinh người đại diện, bao gồm đối phương luật sư, cũng đều ở đây, đem một màn này xem ở trong mắt. Ngươi nháo đủ rồi sao? A, nháo không nháo đủ, Lâm Thanh Hạm nhìn Trương Huyền gương mặt, hét lên một tiếng. Trương Huyền lắc lắc đầu, lão bà, ngươi không rõ. Ta không rõ, vậy ngươi khiến cho ta minh bạch a. Lâm Thanh Hạm cấp nước mắt đều ra tới, này đối phương muốn thật sự truy cứu xuống dưới, Trương Huyền sẽ có rất dài một đoạn thời gian, ở đại lao vượt qua. Trương Huyền hít sâu một hơi, gật gật đầu, chỉ vào Vương Tử người đại diện, hướng vi cục trưởng nói, vi cục trưởng đúng không, người hiện tại, coi chừng nàng, nếu nàng miệng lại tiện một chút, ta không dám bảo đảm ta kế tiếp sẽ làm ra cái gì làm ngươi không dám tưởng tượng sự. Đương sự tự rơi xuống thời điểm. Trương Huyền bỗng nhiên một quyền tạp hướng bên cạnh bàn làm việc, kia trương gỗ đặc bàn làm việc, ở Trương Huyền này một quyền hạ, ầm ầm sập.
nguyên bản còn chuẩn bị buông lời hung ác phương tử người đại diện, sinh sôi đem đến bên miệng nói nuốt trở về trong bụng. Phi cục trưởng phía sau lưng, cũng là mồ hôi lạnh chảy ròng, vị đại nhân vật này sức chiến đấu như thế cường hãn, bối cảnh lại ngạnh dọa người, hắn thật muốn làm ra chuyện gì tới, chính mình thật đúng là không có biện pháp, đến lúc đó, xui xẻo chính là chính mình a. Lâm Thanh Hạm đồng dạng bị Trương Huyền này động tác hoảng sợ, nàng thật sự không nghĩ ra, rốt cuộc là cái dạng gì ngôn ngữ, mới có thể làm Trương Huyền tức giận đến như thế trình độ. Lão bà, người cùng ta tới, ta giới thiệu hai cái lão bằng hữu cho ngươi nhận thức. Trước một giây còn sát khí tận trời Trương Huyền, ở hô lên lão bà hai chữ thời điểm, trong mắt toàn là ôn nhu. Lâm Thanh Hạm theo bản năng gật gật đầu. Trương Huyền mang theo Lâm Thanh Hạm, đi đến cục cảnh sát chỗ ngoặt, kia thân xuyên nữ trang hai gã thanh niên trước, này hai gã thanh niên, diện mạo phi thường bình thường. Lão bà, cho ngươi giới thiệu một chút, đây là với Hạo Vũ, đây là với Hạo Nguyên, hai người bọn họ là đường huynh đệ. Trương ca, tẩu tử, ngồi ở góc tường hai gã thanh niên, mặt mang cảm kích nhìn Trương Huyền, hướng Lâm Thanh Hạm vấn an. Các ngươi hảo, Lâm Thanh Hạm hướng hai người gật gật đầu, theo sau mặt mang nghi hoặc nhìn về phía Trương Huyền. Trương Huyền hướng với Hạo Vũ cùng với Hạo Nguyên nói, tới, đem các ngươi áo trên cởi. Nghe Trương Huyền nói, Lâm Thanh Hạm trong mắt nghi hoặc càng sâu, không rõ Trương Huyền rốt cuộc muốn làm cái gì. Với Hạo Vũ cùng với Hạo Nguyên liếc nhau, chậm rãi đem thượng thân nữ trang cởi. Đương hai người bọn họ cởi ra áo trên kia một khắc, Lâm Thanh Hạm một đôi mắt đẹp dần dần phóng đại, bao gồm cục cảnh sát nội những cái đó cảnh sát, còn có vi cục trưởng, đều vẻ mặt khiếp sợ nhìn hai người. Ở chỗ Hạo Vũ cùng với Hạo Nguyên trên người, trải rộng rậm rạp vết thương, một ít vết sẹo, giống như con rết, ở hai người trên người đan xen. Chương 318 lớn tiếng nói cho bọn họ. Phi cục trưởng chậm rãi đi đến dư gia huynh đệ trước người, tinh tế nhìn hai người trên người vết sẹo, hắn chậm rãi duỗi tay, giống như vuốt ve của quý giống nhau, đem ngón trỏ đặt ở với Hạo Vũ ngực phải khẩu thượng. Đây là súng thương lưu lại. Với Hạo Vũ trong mắt hiện lên một tia cô đơn, gật gật đầu. Phi cục trưởng nhìn hai người, lâm vào trầm mặc, một người bình thường, trên người sao có thể có nhiều như vậy vết sẹo, huống chi vẫn là súng thương. Đầy người thương, vừa thấy chính là không hợp pháp xã hội phần tử. Vương tử người đại diện bĩu môi. Trương Huyền quay đầu trừng mắt nhìn vương tử người đại diện liếc mắt một cái, cười lạnh nói, không hợp pháp xã hội phần tử. Với Hạo Vũ, với Hạo Nguyên, hai người lớn tiếng nói cho mọi người, hai người này thương, là từ đâu ra? Là, với Hạo Vũ nhỏ giọng trả lời, là đánh. Trương Huyền một tiếng quát chói tai, lớn tiếng một chút. Đây là người đáng giá kiêu ngạo đồ vật, lớn tiếng nói cho mọi người, từ đâu ra? Với Hạo Vũ hai chân theo bản năng khép lại, ưỡn ngực, lớn tiếng nói, là đánh giặc lưu lại. Ngực thương, là 4 năm trước, ở Duy cùng đội, cùng một đội lính đánh thuê giao thủ, bị tư quá ngươi, Mạn Lợi hạ AUG súng tự động đánh chúng khi lưu lại, bả vai thương. Là lựu đạn mảnh nhỏ đánh chúng dẫn tới, bụng thương, bị rắn hổ mang quân đao hoa khai, cánh tay thương, là ở thực thi một lần cứu viện hành động khi, bị lựu đạn bạo phá mảnh nhỏ đánh chúng. Trương Huyền gật gật đầu, nhìn về phía với Hạo Nguyên, tới phiên ngươi, nói. Trên người của ngươi thương, là như thế nào tới? Cũng là đánh giặc lưu lại. Khi đó ngươi bao lớn? 19 tuổi. Với Hạo Nguyên trả lời, làm cục cảnh sát nội cảnh sát nhóm, hít hà một hơi. 19 tuổi liền tham gia như vậy tàn khốc chiến đấu. Trái lại chính mình đâu, 19 tuổi thời điểm lại đang làm gì? Trương Huyền lớn tiếng nói, ta hỏi lại hai ngươi, hôm nay vì cái gì muốn mặc vào nữ trang? Tế điện đại ca, với Hạo Vũ cùng với Hạo Nguyên cơ hồ đồng thời cấp ra như vậy trả lời. Trương Huyền gật gật đầu, quay đầu, hướng những cái đó cảnh sát nói, ở 4 năm trước, ta 20 tuổi thời điểm, ở nước ngoài gặp được quá bọn họ tam huynh đệ. Lúc ấy bọn họ, vì giải cứu Hoa Hạ công dân, gần một chi không đến 30 người tiểu đội, vọt vào một cái chùm buôn thuốc phiện hang ổ, cùng thượng trăm tên súng vác vai, đạn lên nòng lính đánh thuê sinh tử chém giết, mà ta, trùng hợp là kia bị giải cứu chung một người. Trương Huyền có một câu không nói, ngay lúc đó hắn, là ẩn núp đến những người đó chất giữa. Trương Huyền nói, nghe được này đó cảnh sát nhóm có chút xuất thần, không đến 30 người, cùng thượng trăm tên súng vác vai. Đạn lên nòng lính đánh thuê chém giết, này không phải trò đùa, là thật sự liều mạng a. Giờ này khắc này, này đó cảnh sát xem với Hạo Vũ cùng với Hạo Nguyên trong ánh mắt, đều tràn ngập kính nể. Trương Huyền dừng một chút,
tiếp tục nói, giải cứu hành động sau khi kết thúc, duy cùng đội còn sống nhân số, gần chỉ còn 13 người, đêm đó, chúng ta đem rượu môn hoan, bọn họ nguyên bản là tam huynh đệ, còn có một cái đại ca, kêu với Hạo Hình, bởi vì chúng ta cùng là Ngân Châu người, có quá nhiều cộng đồng đề tài, cũng hàn huyên rất nhiều, bọn họ tam huynh đệ ước định, nếu ai chết trận, mặt khác hai người, liền ở mỗi năm đối phương ngày rỗ, mặc vào nữ trang, ở Ngân Châu lớn nhất thương trường phía trước. Nhảy một đoạn vũ, mỗi năm như thế, nếu hai người đã chết, liền một người đi nhảy, nếu ba người đều đã chết, liền tới sinh lại nhảy, hôm nay, bọn họ hai cái thay nữ trang, đi Ngân Châu lớn nhất thương trường trước cửa, thực hiện bọn họ ước định. Với Hạo Vũ cùng với Hạo Nguyên hai anh em, hốc mắt đã phiếm hồng. Trương Huyền cười một chút, buổi sáng, ta thấy đến hai người bọn họ, cái kia gọi là gì Vương Tử, cũng nhìn đến hai người bọn họ, Vương Tử phen, đồng dạng nhìn đến hai người bọn họ, mặt sau sự, nói vậy không cần ta nói, đang ngồi các vị cũng biết đã xảy ra cái gì đi, ẻo là, bất nam bất nữ, nhân yêu như vậy từ ngữ, từ những người này trong miệng phun ra, tới công kích nhân dân anh hùng. Ta còn là câu nói kia, ta không có đường trường làm thịt cái kia gọi là gì Vương Tử, liền hắn sao đã là lão tử tận tình tận nghĩa. Cuối cùng một câu, Trương Huyền cơ hồ là giống lên. Lão tử tuy rằng không phải cái gì người tốt, nhưng hắn sao cũng tuyệt đối nhìn không được, một cái con hát. Một cái hắn sao vẽ nhãn tuyến, xoa phấn, mang theo bảo tiêu con hát, vũ nhục quốc gia anh hùng. Trương Huyền duỗi tay chỉ vào với Hạo Vũ hai anh em, cánh tay hắn đều ở phát run, bọn họ tam huynh đệ, 18 tuổi nhập ngũ, 19 tuổi liền đứng ở tiền tuyến, liều mạng. Ta liền hỏi các ngươi, vũ nhục hai người bọn họ người, có nên hay không đánh? Có nên hay không? A, à, Trương Huyền ở gào giống, đương hắn gào giống thanh rơi xuống khi, toàn bộ cục cảnh sát, một mảnh yên tĩnh. Trầm mặc thật lâu sau, Trương Huyền bên người, vang lên một đạo thanh âm, nên. Nói chuyện, là Lâm Thanh Hạm, hiện tại Lâm Thanh Hạm, trong lòng không còn có đối Trương Huyền tức giận, nàng có, chỉ là trong lòng phẫn nộ, thậm chí, nàng muốn vì Trương Huyền cách làm vỗ tay tỏ ý vui mừng. Đồng thời, Lâm Thanh Hạm trong lòng cũng tràn ngập thua thiệt. Chính mình vừa mới thế nhưng hướng Trương Huyền sinh như vậy đại khí, phát như vậy đại hỏa. Trương Huyền hít sâu một hơi, bình phục tâm tình của mình, lãng thịnh nói, hiện tại, ta muốn đi ra cục cảnh sát, các ngươi nếu muốn bắt ta, liền chảo. Tưởng cáo ta, liền đi cáo, nhưng lão tử lời nói đặt ở này, ai dám lại đối bọn họ hai cái có trong lời nói bất kính, lão tử tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha hắn, có biết hay không? Trương Huyền ánh mắt, gắt gao tập trung vào Vương Tử người đại diện. Vương Tử người đại diện, ở Trương Huyền dưới ánh mắt, không rên một tiếng, cũng không dám cổ họng. Trương Huyền ánh mắt nhìn quét một vòng sau, giữ chặt Lâm Thanh Hạm tay nhỏ, đi nhanh chiều cục cảnh sát bên ngoài đi đến. Những cái đó cảnh sát, ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, tùy ý Trương Huyền đi ra cục cảnh sát, ai đều không có bất luận cái gì động tác, bọn họ có thể chảo Trương Huyền sao? Đáp án là có thể, vô luận như thế nào, Trương Huyền đánh người, bọn họ có quyền lực chảo. Nhưng bọn hắn muốn bắt sao? Ai đều không nghĩ, không có bất luận cái gì một người nguyện ý đi bắt, nếu có khả năng, bọn họ đều tưởng hiện tại cởi ra này thân chế phục, thay thường phục, tấu cái kia Vương Tử một đốn. Phi cục trưởng bằng phẳng một chút cảm xúc, đi đến Vương Tử người đại diện trước mặt, mở miệng nói, Ngô nữ sĩ, căn cứ quốc gia của ta 246 nội quy định, các ngươi làm sở làm, đã cấu thành vũ nhục tội, ta hiện tại muốn theo nếp đem ngươi tiến hành bắt, theo sau chuyển giao tòa án phán thẩm. Ngươi có thể bảo trì trầm mặc, nhưng ngươi theo như lời mỗi một câu, đều đem trở thành trình đường chứng cung. Phi cục trưởng tiếng nói vừa dứt, lấy ra một tay khảo ở Vương Tử người đại diện trên cổ tay. Ngay sau đó, phi cục trưởng xoay người, nhìn với gia huynh đệ hai, lãng nở rộ khẩu, toàn thể đều có, nghiêm. Những cái đó cảnh sát, tất cả đều tại đây một khắc hai chân khép lại, chạm thẳng tắp. Phi cục trưởng nhắc tới một hơi, hét lớn một tiếng, cúi chào. Ở cùng thời khắc đó, mọi người, chiều với gia huynh đệ hai, đồng thời cúi chào. Đứng ở nơi đó, người mặc nữ trang với gia huynh đệ, hốc mắt phiếm hồng, cũng khép lại hai chân, ưỡn ngực ngẩng đầu, trở về cái quân lễ. Chương 319 nào có cái gì năm tháng tính hảo? Trương Huyền cùng Lâm Thanh Hạm ra cục cảnh sát. Vừa thấy Trương Huyền hiện thân, cục cảnh sát trước cửa những cái đó Vương Tử phen, lại lần nữa điên cuồng chiều bên này vào tới, trong miệng nói khó nghe nói. Lâm Thanh Hạ mày liễu nhíu chặt. Lý Na trước tiên chạy đến đám người ngoại, đem chính mình xe khai lại đây.
Trương Huyền cùng Lâm Thanh Hạm ngồi vào bên trong xe, rời đi nơi này. Trên xe, Lâm Thanh Hạm ánh mắt ẩn chứa xin lỗi nhìn Trương Huyền, lão công, ngươi sẽ không giận ta đi. Giận ngươi, sinh ngươi cái gì khí? Trương Huyền đầy mặt nghi hoặc hỏi. Thấy Trương Huyền nói như vậy, Lâm Thanh Hạm một viên dẫn theo tâm thả xuống dưới, nàng sợ Trương Huyền đối chính mình vừa mới biểu hiện bất mãn, rốt cuộc đương đã biết sự tình tiền căn hậu quả sau, Lâm Thanh Hạm cũng có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Một cái con hát, trước mặt mọi người vũ nhục quốc gia anh hùng, thực sự làm nhân khí phẫn. Lâm Thanh Hạm vừa mới chuẩn bị mở miệng trả lời Trương Huyền, điện thoại liền vang lên, là này phụ thân Lâm Kiến Vũ đánh tới. Thanh Hạm, người cùng Tiểu Huyền đến nào? Các trưởng bối đều tới rồi, liền kém các ngươi hai cái tiểu bối không có tới. Lâm Thanh Hạm hướng trong điện thoại nói lập tức đến, nói cho Lý Na Triều Tân Khải khách sạn đi. Ngân Châu không lớn. Nổi danh khách sạn cũng liền như vậy mấy cái, mở tiệc chiêu đãi nói cũng liền này mấy cái địa phương. Ngân Châu Nhân dân Bệnh viện, một gian săn sóc đặc biệt trong phòng bệnh, một người tuổi nhìn qua 20 xuất đầu thanh niên đang nằm ở trên giường, hắn vẽ nhãn tuyến, trên mặt xoa phấn, nếu muốn lưu thượng một đầu tóc dài, tuyệt đối so với nữ nhân còn phải đẹp. Phòng bệnh chung, đứng 10 tên bảo tiêu, ở ngoài phòng bệnh, một đám tuổi non nớt thiếu nữ toàn vẻ mặt lo lắng, sợ hãi các nàng idol có chuyện gì. Nằm ở phòng bệnh trung thanh niên, chính là Trương Huyền hôm nay đánh đến tên kia nghệ sĩ, đương hồng lưu lượng tiểu sinh Vương Tử. Một người diện mạo xinh đẹp nữ nhân ngồi ở giường bệnh biên, nàng là Vương Tử trợ lý. Vương Tử sờ sờ chính mình trên mặt ứ thanh, một trận nhe răng trợn mắt, đầy mặt phẫn hận hướng chính mình trợ lý hỏi, sự tình xử lý thế nào, ta lớn như vậy, còn không có chịu quá như vậy nhiều khí đâu. Vương Tử trợ lý trả lời, Ngô tỷ đã đi xử lý chuyện này. Hơn nữa chúng ta cũng đã phát động thái, hiện tại có rất nhiều người đều ở lên án công khai đánh người giả, tuyệt đối sẽ ở trong thời gian ngắn nhất giải quyết. Trong khoảng thời gian này, người liền trước không cần lộ diện, chúng ta tận khả năng nhiều muốn chút bồi thường, thuận tiện coi đây là danh nghĩa, lại xào sóng nhiệt độ. Hảo, Vương Tử vừa lòng gật gật đầu, từ trên giường xuống đất, đi đến phòng bệnh bên cửa sổ, hắn có thể thông qua cửa sổ, thấy bệnh viện dưới lầu cổng lớn trường hợp, giờ phút này. Một đám người chính vây quanh ở bệnh viện cửa, trong tay giơ, viết có Vương Tử phải kiên cường, Vương Tử chúng ta vĩnh viễn ái ngươi như vậy thẻ bài. Vương Tử khóe miệng gợi lên một nụ cười, ít nhiều nhiều như vậy phen náo tàn giúp ta tạo thế, như vậy đi, lấy ta cá nhân danh nghĩa dây cót động thái, liền viết, sinh hoạt không dễ, chúng ta đều phải kiên cường, đúng rồi, thuận tiện mang bức ảnh, đem ta trên mặt thương chụp rõ ràng một chút, bằng không quá hai ngày liền khép lại. Hảo. Vương Tử trợ lý móc di động ra, dựa theo Vương Tử nói, chụp chiếu, ở xã giao trên diễn đàn đã phát điều tin tức, này tin tức phát ra ngắn ngủn một phút nội, liền có gần ngàn điều hồi phục. Thiên A, thế nhưng đem chúng ta Vương Tử thương thành như vậy. Biết chúng ta Vương Tử có bao nhiêu nỗ lực sao? Hắn làm như vậy, chính là đố kỵ chúng ta Vương Tử. Chúng ta Vương Tử vì nước làm vẻ vang, hắn đĩa nhạc đều truyền tới nước ngoài đi, là nhân dân anh hùng, thương tổn chúng ta nhân dân anh hùng. Ít nhất muốn phán tử hình. Một cái lại một cái làm người không thể tưởng tượng bình luận xuất hiện ở xã giao trên diễn đàn. Mà Vương Tử bản nhân nhiệt độ cũng bay nhanh tăng trưởng, thực mau liền thượng các đại trang web đầu đề. Đang lúc Vương Tử trợ lý còn nghĩ như thế nào marketing chuyện này thời điểm, phòng bệnh môn bị người một chân đá văng ra. Trong phòng 10 tên bảo tiêu, ở trong nháy mắt tất cả đều đem ánh mắt tỏa định tới rồi cửa phòng bệnh. Liền thấy, vọt vào trong phòng bệnh. Là một đội võ trang đầy đủ hết cảnh sát, Từ Vi cục trưởng tự mình mang đội. Vũ nhục quốc gia của ta nhân dân anh hùng, tất cả đều lấy vũ nhục tội bắt lại. Vi cục trưởng ra lệnh một tiếng, một chúng cảnh sát không có một chút do dự, đem Vương Tử và trợ lý, còn có 10 tên bảo tiêu, toàn bộ khấu lên. Mang đi, Vi cục trưởng bàn tay vung lên, sắc mặt phi thường khó chịu nhìn Vương Tử. Thân là chấp pháp giả, Vi cục trưởng biết, xã hội này chỉ an. Có rất nhiều thường nhân vô pháp biết đến đồ vật, chiến tranh tàn khốc, cũng là rất nhiều người tưởng tượng không đến. Trước nay đều không có cái gì năm tháng tính hảo, chỉ là có người phụ trọng đi trước. Nhưng cố tình, những cái đó yên lặng trả giá người, lại bị người vũ nhục, loại chuyện này, phàm là hoa hạ công dân, đều sẽ cảm thấy phẫn nộ. Càng đừng nói thân là chấp pháp giả Vi cục trưởng. Hai gã cảnh sát chế trụ Vương Tử dùng sức tránh thoát, nhưng hắn tế cánh tay tế chân. Như thế nào sẽ là cảnh sát đối thủ, hoàn toàn là ở làm vô dụng công. Vương Tử hét lớn, các ngươi có biết hay không ta là ai, dám bắt ta. Đương nhiên biết,
chào chính là ngươi, mang đi. Vi cục trưởng quát chói tai một tiếng, khi trước đi ra phòng bệnh. Vây quanh ở phòng bệnh ngoại những cái đó phen, nhìn đến Vương Tử thế nhưng bị cảnh sát khảo trụ, đều có vẻ biểu tình kích động. Dựa vào cái gì bắt chúng ta ra Vương Tử? Nhà của chúng ta Vương Tử là anh hùng dân tộc, các ngươi không có tư cách chào hắn. Đối mặt như vậy thanh âm, vi cục trưởng mắt điếc tai ngơ, đem Vương Tử áp đến xe cảnh sát thượng, mang về cục cảnh sát. Cục cảnh sát chung, tên kia lúc trước đánh Lý Na một cái tát nữ sinh, đang ở làm đặt bút viết lục. Nữ sinh cha mẹ, cũng bị gọi đến tới rồi cục cảnh sát, đương biết chính mình nữ nhi ở cục cảnh sát cửa đánh người lúc sau, nữ sinh cha mẹ sợ tới mức sắc mặt tái nhợt. Cảnh sát nói cho nữ sinh cha mẹ, bọn họ nữ nhi, đã trái với xã hội trị an điều lệ, cố ý gây hấn gây chuyện, nếu đối phương truy cứu trách nhiệm nói, liền phải câu lưu. Vừa nghe lời này, nữ sinh cha mẹ tất cả đều hoảng sợ, một bên răn dạy chính mình hài tử, một bên hướng cảnh sát cầu tình. Làm ngươi thiếu truy tinh, những cái đó minh tinh có ích lợi gì, hiện tại còn đánh người, ngươi đánh người, ngươi thích cái kia minh tinh có thể giúp ngươi sao? À, nữ sinh cha mẹ gấp nước mắt đều ra tới, ai có thể nhìn chính mình hài tử bị câu lưu còn không dao động a? Huống chi là cái mới 16 tuổi nữ hài tử. Cục cảnh sát cửa, cũng vào lúc này xuất hiện một mảnh rối loạn. Diện mạo tú khí, vẽ nhãn tuyến Vương Tử bị một chúng cảnh sát áp tiến vào. Là Vương Tử, Vương Tử, đánh người nữ sinh đầy mặt kích động nhìn cục cảnh sát cửa, thậm chí đều không màng chính mình còn ở làm ghi chép, đi nhanh chiều Vương Tử chạy qua đi, trong mắt mang theo hưng phấn. Vương Tử, thật tốt quá, ta rốt cuộc nhìn thấy chân nhân, ta cũng quá may mắn đi, ta vì ngươi đánh người, bọn họ muốn câu lưu ta, ngươi có thể đem ta cứu ra đi sao? Vi cục trưởng sắc mặt biến đổi, thanh âm nghiêm khắc hỏi hướng Vương Tử, ngươi còn bị nghi ngờ có liên quan xúi dục người khác gây hấn gây chuyện. Vương Tử mày nhăn lại, lắc lắc đầu, mắt mang chán ghét nhìn tên kia nữ sinh, ta không quen biết nàng, nàng đánh người vẫn là thế nào, cùng ta một chút quan hệ đều không có. Một câu một chút quan hệ đều không có, đem tên này nữ sinh nói sửng sốt, nhìn Vương Tử bị người áp đi bóng dáng, nữ sinh trong lòng, bắt đầu hối hận, đây là chính mình thích thần tượng. Đây là chính mình idol. Chương 320 nhiệt tâm thị dân Trương tiên sinh. Về cảnh sát đem Vương Tử áp đi một chuyện, thực mau liền ở xã giao trên diễn đàn tạc nồi. Vô số Vương Tử fan bắt đầu a còng Ngân Châu cục cảnh sát phía chính phủ tài khoản, một ít không rõ chân tướng ăn dưa võng hiếu. Cũng bắt đầu chú ý chuyện này, thực mau, chuyện này đã bị xào thật sự nhiệt. Thậm chí có rất nhiều Vương Tử fan, không riêng dùng chính mình xã giao tài khoản, càng là chính mình sáng lập vô số tiểu hào, tới từ trên mạng cấp Ngân Châu phía chính phủ tạo áp lực. Chất vấn Ngân Châu cảnh sát, vì cái gì không chào đánh người giả, ngược lại muốn bắt chính mình Vương Tử. Dưới tình huống như vậy, vi cục trưởng điện thoại đều mau bị thượng cấp đập nát, hỏi hắn rốt cuộc là xử lý như thế nào. Đối mặt tầng tầng chất vấn, vi cục trưởng hồi phục, hắn sẽ cho mọi người một hợp lý giải thích. Liền tại đây chuyện lên men đến đỉnh cao nhất thời điểm, Ngân Châu cục cảnh sát phía chính phủ rốt cuộc ở xã giao trên diễn đàn lên tiếng, bọn họ chỉ đã phát hai bức ảnh đi lên, này hai bức ảnh, một chương là Vương Tử họa ăn mặc, bĩu môi, nhéo quyền tự chụp, dư lại một chương, là với Hạo Vũ cùng với Hạo Nguyên hai anh em ăn mặc nữ trang đứng ở thương trường trước cửa ảnh chụp. Này ảnh chụp một phát ra tới. Phía dưới nháy mắt liền tràn ngập bình luận. Ta nói các ngươi Ngân Châu cảnh sát là đầu óc có bệnh đi, này hai dưa vẹo táo nứt là ai a? Đem bọn họ cùng chúng ta Vương Tử phóng tới một khối, bọn họ xứng sao? Chúng ta Vương Tử là gợi cảm, là mỹ, này hai người trưởng thành như vậy còn xuyên nữ trang, ghê tởm đã chết. Hảo muốn nhìn chúng ta Vương Tử xuyên nữ trang a, nhất định mỹ tạc, không biết khi nào mới có như vậy phúc lợi. Vương Tử hảo soái. Dư lại kia hai cái thật ghê tởm. Nhân yêu, tử biến thái, ghê tởm, ghê tởm. Vẫn là chúng ta Vương Tử soái. Các ngươi Vương Tử soái ngươi sao cái trứng, một cái đại lão gia, mỗi ngày đô miệng bán manh, Lý Tiểu Long tiên sinh dùng thực lực của hắn chứng minh rồi chúng ta không phải Đông Á ma bệnh, đều bị loại này đô miệng bán manh hóa làm hỏng. Một người võng hữu thật sự nhìn không được, ra tiếng lên tiếng. Cái này bình luận một phát, lập tức tích lũy thượng trăm cái tán, đương nhiên cũng có người ở phía sau hồi phục hắn. Lý Tiểu Long là ai? Ta không biết, chúng ta Vương Tử là nhất bồng. Chúng ta Vương Tử chính là biết công phu. Ở trên mạng sắp muốn triển khai một hồi mắng chiến thời điểm, Ngân Châu cảnh sát lại lần nữa đã phát hai bức ảnh ra tới. Đệ nhất chương, vẫn là Vương Tử,
chẳng qua thượng thân không có mặc quần áo, gầy nhưng rắn chắc thượng thân, xương sườn đều có thể xem rành mạch, làn da trắng nõn thực. Oa, nhà của chúng ta vương tử này làn da cũng thật tốt quá đi, hảo hâm mộ, hảo muốn biết vương tử là như thế nào bảo dưỡng. Một khác chương, là với gia huynh đệ ảnh chụp, đồng dạng là thượng thân không có mặc quần áo, bất đồng với vương tử làn da trắng nõn, hai người bọn họ làn da ngăm đen, có vẻ thô ráp, trên người nơi nơi đều là vết thương. Này hai cái sửu bát quái thật ghê tởm a, trên người gồ ghề lồi lõm, cùng chúng ta vương tử ảnh chụp đặt ở cùng nhau, quả thực chính là đối chúng ta vương tử vũ nhục. Chính là, quá khó coi. Nơi nơi là thương, khó coi chết đi được. Một đống trào phúng bình luận, lại làm võng hữu nhìn không được. Các ngươi hiểu cái cây búa, nam nhân trên người thương, mới là nhất có mị lực địa phương. Lại qua 5 phút, Ngân Châu cảnh sát lại lần nữa phát ra một cái động thái, lần này động thái, không phải hình ảnh, mà là một hàng văn tự. Phân tích, về vương tử bảo dưỡng bí quyết, SKI 2 thần tiên thủy phối hợp SKI hộ gia tinh hoa lộ, cộng thêm mặt bộ tinh hoa dịch trang phục bổ thủy tu hộ nhuận dưỡng một bộ, nhưng làm làn da trắng nõn, giàu có ánh sáng. Phân tích, về mặt khác hai người bị thương bí quyết, 18 tuổi phục dịch, 19 tuổi tham gia duy cùng đội, hậu thế giới nguy hiểm nhất địa phương chấp hành nhiệm vụ, chỉ cần ở vương tử dùng thần tiên thủy bảo dưỡng thời điểm, bọn họ cầm lấy đao cùng kẻ bắt cóc chinh chiến, chỉ cần ở vương tử dùng hộ gia tinh hoa lộ thời điểm, bọn họ xông vào tuyến đầu, chỉ cần ở vương tử dùng mặt bộ tinh hoa lộ bổ thủy thời điểm, bọn họ lấy mồ hôi ngâm toàn thân, lấy máu tươi bảo vệ tôn nghiêm, lấy sinh mệnh bảo hộ quốc gia, có thể. Này một cái tin tức một phát, nguyên bản bị chịu người chú ý động thái, ở một phút nội, không có bất luận cái gì bình luận, lâm vào một trận quỷ dị bình tĩnh. Một phút sau, ở Ngân Châu cảnh sát này tin tức phía dưới, xuất hiện đồng thời kính nể cùng cúi chào linh tinh nói. Buồn cười, hiện tại nào có cái gì đánh giặc a? Các ngươi đừng loạn thổi được không? Một người vương tử fan bình luận. Đích xác không có đánh giặc, ai đánh giặc a? Lừa ai a? Các ngươi không biết, không đại biểu không có. Đúng vậy, các ngươi sinh hoạt ở Hoa Hạ, sinh hoạt ở toàn thế giới trị an nhất ổn định quốc gia, đương nhiên sẽ không cảm nhận được. Không tồi. Ta ở nước ngoài sinh hoạt quá, chỉ ăn căn bản không có quốc nội hảo, cũng gặp qua một ít chiến tranh khởi xướng, duy cùng đội người, đều là anh hùng. Ta muốn biết, đã xảy ra chuyện gì? Vương tử bị đánh, bị chảo, cùng hai vị này anh hùng, có cái gì liên hệ? Có người hỏi như vậy nói. Lại qua vài phút, Ngân Châu cảnh sát, lại lần nữa phát ra một cái động thái, lần này là một bức trường thiên, đem với gia huynh đệ vì sao sẽ ăn mặc nữ trang xuất hiện ở thương trường cửa. Đem vương tử nói này hai người bất nam bất nữ, phát ra diễu cợt sự từ đầu tới đuôi tự thuật một lần. Đương nhìn đến với gia huynh đệ làm như vậy là tế điện chính mình hy sinh đại ca, lại bị vương tử diễn xưng bất nam bất nữ khi, các võng hữu phẫn nộ rồi. Đối với Trương Huyền tên, Ngân Châu cảnh sát cũng không có công bố, chỉ đề ra một miệng, nhiệt tâm thị dân Trương Tiên Sinh không thể chịu đựng được nghệ sĩ vương tử như vậy công nhiên vũ nhục anh hùng hành vi, giận dữ ra tay, hiện từ cảnh sát kết luận, nghệ sĩ vương tử cùng với này trợ lý, người đại diện, phạm có vũ nhục tội, đem bị chuyển giao tòa án phán thẩm, về Trương Tiên Sinh, nhận định vì mở rộng chính nghĩa, truyền bá chính năng lượng, không đáng bất luận cái gì xử phạt. Này động thái vừa ra, lập tức vang lên một mảnh trầm trồ khen ngợi thanh. Vị này Trương Tiên Sinh làm tốt lắm, ta đính hắn. Đỉnh! Không tồi, đây là giữ gìn quốc gia của ta nhân dân anh hùng danh dự, nếu này đều phải phạt nói, chúng ta tuyệt đối nhìn không được. Trương Tiên Sinh làm tốt lắm. Những cái đó vương tử fan, biết vương tử phải bị chuyển giao tòa án việc này, đều biểu hiện ra khó có thể tiếp thu thái độ. Dựa vào cái gì a? Nhiều chuyện chính chúng ta trên người, chúng ta muốn nói cái gì, người khác quản được sao? Dựa vào cái gì bắt chúng ta vương tử? Liên tục phát ra mấy điều động thái Ngân Châu cảnh sát, lại lần nữa khôi phục trầm mặc, chuyện này, đã hoàn toàn giải quyết, náo loạn lớn như vậy, vương tử cho dù có lại đại lực ảnh hưởng. Làm sao có thể vượt qua những cái đó yên lặng phụng hiến anh hùng, ngốc nghếch truy tinh chỉ là số ít người, đại bộ phận người, còn là phi thường minh lý lẽ. Đang ngồi ở trên xe, đi trước Tân Khải khách sạn Trương Huyền, còn không biết chính mình đã ở trên mạng bị người khen ra hoa tới đâu, hắn đối phương diện này đồ vật, vốn dĩ liền không phải thực để ý. Nhưng thật ra Lý Na, đang đợi đèn xanh đèn đỏ thời điểm, còn lấy ra di động tới nhìn thoáng qua, đương nhìn đến trên mạng kia một mảnh trầm trồ khen ngợi thanh khi. Lý Na hưng phấn đối Lâm Thanh Hạm nói, Lâm Tổng, người mau xem xã giao diễn đàn, Trương Tiên Sinh đã nổi danh.
Lý Na đem chính mình di động đưa cho Lâm Thanh Hạm. Lâm Thanh Hạm nhìn trên màn hình biểu hiện kia từng điều bình luận, những cái đó trầm trồ khen ngợi Thanh, những cái đó đối Trương Huyền khen ngợi, nàng trên mặt cũng không cấm hiện lên một mặt ý cười, chính mình lão công bị người như vậy khen ngợi, đối với nàng tới nói, cũng cảm thấy nội tâm một trận thoải mái. Chương 321 đều là hiểu lầm. Tân Khải khách sạn lớn nhất ghế lô ngoại, khách sạn giám đốc đứng ở cửa, đảm đương người phục vụ, truyền đồ ăn gian nội ấm trà nội thời khắc bị mãn thủy, đơn giản là này ghế lô nội ngồi toàn bộ Ngân Châu thương vòng lực ảnh hưởng lớn nhất người, Lâm lão gia tử. Này khách sạn giám đốc nhưng minh bạch, cho dù là nhà mình đại lão bản nhìn thấy vị này Lâm lão gia tử, cũng đến khách khách khí khí. Lão gia tử, là ta đứa con này không hiểu quy củ, ta kính ngươi một ly, đãi ta kia không biết cố gắng nhi tử, cho các người bồi cái không phải. Vương Tùng Phượng đứng ở trước bàn cơm, giơ lên trong tay chén rượu. Trên bàn cơm, không riêng có Lâm lão gia tử cùng Lâm Kiến Vũ, còn có một ít khác thế hệ trước doanh nhân, này đó doanh nhân đều là Vương Tùng Phượng chuyên môn mời đến, hiện tại tuy rằng đại gia đã rời khỏi thương vòng, nhưng lực ảnh hưởng còn ở, từ này cũng không khó coi ra, Trịnh gia ở Ngân Châu thương vòng địa vị. Năm đó Trịnh gia lão gia tử cùng Lâm lão gia tử chính là chí giao hảo hữu, chẳng qua hiện tại Lâm lão gia tử còn ở nhân thế, Trịnh gia thế hệ trước người đã không còn nữa. Lâm lão gia tử cử nhắm rượu ly, ha hả cười nói, người trẻ tuổi sao, khó tránh khỏi khí thịnh, chúng ta hai nhà, cũng là lão giao tình, có chuyện gì, nói khai liền hảo. Ha ha, dừng dạ a, người này tuổi tác lớn, người cũng càng đại khí a. Một người thế hệ trước người mở miệng. Tưởng chúng ta tuổi trẻ thời điểm, ở sinh ý trong sân, ai chưa cho đối phương hạ quá ngáng chân a, này Ngân Châu liền lớn như vậy, chúng ta đến già rồi, còn không phải ngồi ở một cái trên bàn uống rượu. Đúng vậy, kết quả là, cũng đều là bằng hữu, hiểu lầm thứ này, có thể buông cũng liền đều buông, từ Phượng A, Dương già không phải cái gì keo kiệt người, ngươi quay đầu lại làm ngươi đứa con này ra tới, sao lưu hậu lễ, Thượng Lâm ra tới cửa xin lỗi, việc này cũng liền đi qua. Một ít thế hệ trước người mở miệng, trong giọng nói biểu hiện ra ý tứ cũng đều thực rõ ràng, Vương Tùng Phượng thỉnh bọn họ tới thời điểm, cũng đem cụ thể tình huống cấp nói, những người này như vậy giúp Vương Tùng Phượng nói chuyện, hiển nhiên cũng là thu chỗ tốt. Lâm lão gia tử tiểu uống một ngụm ly chung rượu, đối Lâm Kiến Vũ nói, Kiến Vũ A, từ từ Thanh Hạm kia nha đầu tới, cho nàng nói một tiếng, Trịnh Sở kia hài tử, như thế nào cũng coi như chúng ta nhìn lớn lên, chính là một ít tiểu hiểu lầm, người trẻ tuổi tranh đấu mà thôi. Có thể tính liền thôi bỏ đi. Lâm Kiến Vũ gật gật đầu, đã biết, ba. Đang nói đâu, ghế lô môn mở ra, Lâm Thanh Hạm kéo Trương Huyền cánh tay, đi vào ghế lô chung. Thanh Hạm nha đầu này, thật là càng lớn càng xinh đẹp đâu, cũng khó trách Từ Phượng đứa con này vì nàng điên cuồng đâu, muốn ta còn trẻ cái mấy chục tuổi, nói không chừng cũng sẽ làm ra cái gì hồ đồ sự a. Một người đầu tóc hoa dâm lão giả cười nói. Thanh Hạm a. Nghe nói người cùng Trịnh gia tiểu tử này có điểm hiểu lầm, này Từ Phượng đều tự mình bãi rượu tạ tội, còn chưa tính đi. Lâm Thanh Hạm ánh mắt quét một vòng, nhìn đến đều là thế hệ trước trưởng bối, kỳ thật nàng ngày hôm qua biết Vương Tùng Phượng thỉnh ra ra ăn cơm sau, cũng đều nghĩ tới hôm nay việc này. Lâm Kiến Vũ mở miệng, Thanh Hạm a, người ra ra cũng đều nói, đều là hiểu lầm, cũng đừng so đo. Lâm Thanh Hạm hơi hơi mỉm cười, nếu các trưởng bối đều mở miệng, Thanh Hạm tự nhiên nghe. Thanh Hạm, ta thế tiểu sở cho ngươi xin lỗi, kính ngươi một ly. Vương Tùng Phượng đi đến một bên, cầm lấy một ly rượu vang đỏ, đưa tới Lâm Thanh Hạm trước mặt. Lâm Kiến Vũ sắc mặt biến đổi, nói, Thanh Hạm, này nhưng chịu không nổi a, Từ Phượng nói như thế nào cũng là trưởng bối của ngươi. Đúng vậy Từ Phượng, người trẻ tuổi sự, người trẻ tuổi giải quyết, chờ hôm nay nhà ngươi tiểu sở ra tới, làm hắn cấp Thanh Hạm hảo hảo bồi cái không phải. Một người lão giả nói. Vương Tùng Phượng mặt mang mỉm cười lắc lắc đầu, các vị thúc phụ, đứa nhỏ này không giáo dục hảo, cùng ta cái này đương mẫu thân có trực tiếp quan hệ, này ly rượu, ta cần thiết đến kính. Từ Phượng, người thật là một cái hảo mẫu thân a. Không tồi, Thanh Hạm a, nếu như vậy, người liền đem rượu tiếp nhận đi, uống trước hảo. Thấy nhiều như vậy trưởng bối đều mở miệng, Lâm Thanh Hạm cũng không thể nói gì hơn, tiếp nhận chén rượu, nói, Vương gì, chúng ta hai nhà vốn là thế giao. Này ly rượu, ta liền trước làm, phía trước hết thảy hiểu lầm cũng liền đều giải trừ. Nói, Lâm Thanh Hạm liền đem chén rượu đặt ở bên miệng. Nhìn Lâm Thanh Hạm động tác, Vương Tùng Phượng mất tự nhiên lộ ra một tia cười lạnh, chỉ cần Lâm Thanh Hạm đem này ly uống rượu xuống bụng, đừng nói chính mình nhi tử không có việc gì,
này Lâm thị, về sau cũng đến thành chính mình, nhìn xem này họ Lâm chính là đòi tiền vẫn là muốn mệnh. Liền ở Lâm Thanh Hạm kia môi đỏ sắp đụng tới ly khẩu thời điểm. Chậm đã, Trương Huyền đột nhiên ra tiếng, làm Lâm Thanh Hạm động tác theo bản năng một đốn. Trương Huyền nhẹ nhàng ngăn cản một chút Lâm Thanh Hạm, làm chén rượu ly Lâm Thanh Hạm miệng xa hơn một chút một ít. Vương Tùng Phượng mịt mờ đổi sắc mặt, theo sau lộ ra một cái tươi cười, là Trương tiên sinh còn cảm thấy ta Vương Tùng Phượng không đủ thành tâm sao. Vị này chính là Thanh Hạm hôn phu đi, nhưng thật ra tuấn tú lịch sự. Bất quá vãn bối, Từ Phượng nói như thế nào cũng là các ngươi trưởng bối, buông dáng người cho các ngươi xin lỗi, ngươi làm như vậy, chính là có chút không thích hợp đi. Một người lão giả bất mãn nhìn Trương Huyền liếc mắt một cái. Dừng già a, người này tôn nữ tế, ngày thường cũng đến nhiều giáo giáo, chúng ta Hoa Hạ, nhất coi trọng một cái tôn ti lễ nghi, này trưởng bối làm ra quyết định, nhưng không phải do một cái vãn bối tới sửa đổi a. Đích xác, ta tôn nữ tế, tuyệt đối không dám ở ta làm ra quyết định thời điểm xen mồm. Những người này, ở tới phía trước, liền nghe Vương Tùng Phượng nói, Lâm gia tìm cái này, là cái tới cửa con rể. Đối đãi tới cửa con rể, những người này tự nhiên liền ít đi một ít khách khí. Lão công, ra ra đều mở miệng, ta liền đem này ly uống rượu. Lâm Thanh Hạm nói, lại muốn nâng chén, nàng hướng Trương Huyền liên tục đưa mắt ra hiệu, ý tứ làm Trương Huyền không cần chọc ra ra sinh khí. Lâm Thanh Hạm không biết chính là, Lâm lão gia tử, liền tính sinh ai khí, đều không thể sinh Trương Huyền khí, người ở mỗi cái giai đoạn, đều sẽ tương đối, khi còn nhỏ so tiền mừng tuổi, so học tập. Tới rồi thanh niên so quần áo, so di động, tốt nghiệp liền so công tác, có hài tử, liền so hài tử. Giống Lâm lão gia tử cái này tuổi, đại gia ngày thường lưu đến, không phải chính mình quá đến thế nào, mà là nhà mình vãn bối quá đến thế nào, nhà mình vãn bối quá đến càng tốt, bọn họ trên mặt liền càng có quang. Lâm lão gia tử không ngừng một lần người khác khen quá bọn họ tôn nữ tế, cái gì hải về A, tiến sĩ A, có văn hóa có tài, đối này đó, Lâm lão gia tử đều không hâm mộ. Bởi vì hắn biết, vô luận những người này nhiều ưu tú, đều so ra kém chính mình tôn nữ tế, kia chính là được xưng Diêm Vương sống người. Trước kia, Lâm lão gia tử lão hữu Tùng Đan liền cùng hắn giảng quá, cái này Diêm Vương sống, ở thượng tầng xã hội có cái dạng gì địa vị, có người bỏ vốn 1 tỷ thỉnh Diêm Vương sống ra tay, Diêm Vương sống liền xem đều không xem người nọ liếc mắt một cái, nói không cứu, liền không cứu. Trương Huyền mỉm cười lắc lắc đầu. Đem Lâm Thanh Hạm trong tay chén rượu nhận được chính mình trong tay, cái kia, vương gì đúng không, đại gia cũng đều nói, ngươi là trưởng bối, nào có ngươi kính chúng ta rượu đạo lý, như vậy. Trương Huyền vừa nói, một bên đem trong tay chén rượu đưa tới Vương Tùng Phượng trước mặt, này ly, tính chúng ta kính ngươi, lão bà, ngươi lại cho ta đảo mãn một ly.